hiển nhiên, bọn hắn trước đó cũng không biết muốn giết hạ lan đế quân. Giết giết sạch, khoáng mạch các ngươi cũng cầm, còn nói nhiều như vậy làm cái gì, tản đi đi, cái kia cường đạo thủ lĩnh bình tĩnh mở miệng, phảng phất giết hạ lan đế quân, cũng không phải là cái gì đại sự. Chúng ta nói xong chỉ là cướp mỏ, bởi vì ngươi thực lực cường đại chúng ta mới đồng ý làm một lần cường đạo, từ ngươi tới ngăn cản hạ lan đế quân bọn hắn, nhưng là, ngươi vậy mà giết ngươi, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta. ngươi đến tốt cùng là ai, lại một người băng lãnh mở miệng cường đạo thủ lĩnh trong mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào trên người hắn, một cỗ đáng sợ sát ý bao phủ phiến thiên địa này, quy áp đáng sợ tới cực điểm, những người kia trong nháy mắt ánh mắt đọc lại, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh buốt. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, đối phương là liền hạ lan đế quân cũng dám giết người, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, còn không phải tùy tùy tiện tiện sự tình, bọn hắn cũng dám chất vấn đối phương, nghĩ vậy, đám người từng cái sắc mặt tái nhợt khó coi, người biết, chúng ta cũng là gấp, cái này quá điên cuồng, chúng ta không rõ, lại có một người mở miệng ngữ khí đã bắt đầu hỏa hoãn rất nhiều hiển nhiên lo lắng cái này thủ lĩnh nhân vật dưới cơn nóng giận liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho chém làm đã trải qua làm còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì tu hành tài nguyên đều chia xong so với các ngươi làm tán tu mạnh hơn nhiều hơn nữa chỉ làm lần này về sau riêng phần mình trở về nên làm gì liền làm gì về sau không còn lấy cường đạo thân phận xuất hiện không có bất kỳ cái gì manh mối ai có thể tra được trên người bọn họ cường đạo thủ lĩnh thản nhiên nói tất cả giải tán đi các ngươi giữa lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương đều rời đi về sau đều không liên can đám người ánh mắt lấp lóe cái này cường đạo thủ lĩnh nói cũng không có sai chỉ là lần này không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại muốn truy xét đến bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy bọn hắn lần này sở dĩ làm cường đạo cũng là bởi vì làm tán tu quá cực khổ tu hành tài nguyên thiếu thốn mà lúc này vị này đáng sợ thủ lĩnh tìm được bọn hắn thể hiện rồi hắn thực lực siêu cường muốn dẫn bọn hắn đi làm một phiếu bọn hắn đáp ứng rồi thế là có sự tình hôm nay cáo từ chỉ thấy lần lượt từng bóng người trực tiếp phá không rời đi không có nhiều lời nói nhảm thậm chí không có giữa lẫn nhau giao lưu tốt nhất là ai cũng không nhận ra ai ai cũng không biết đối phương dạng này về sau có người bị truy xét đến cũng liền mệt mỏi không đến bản thân trộm khoáng mạch giết đế quân cái này nếu như bị ly hỏa cung bắt được đó là một con đường chết ly hỏa thành bắc vực thống lĩnh phủ thống lĩnh phủ đệ bên trong chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh cất bước mà ra thân ảnh này tuấn giật vô song, khí chất tiêu sái vô cùng, phiêu nhiên xuất trần, thống lĩnh phủ rất nhiều người ngừng đầu nhìn cái này áo trắng thân ảnh, trong ánh mắt có mãnh liệt sùng kính chi ý, đây là bọn hắn thống lĩnh, tuyệt đại phong hoa thống lĩnh, năm đó, lấy sức một mình bại tận cửu giới cùng chư thống lĩnh đế quân, hạng gì phong thái. Mặc dù thống lĩnh của bọn họ những năm gần đây một mực rất điệu thấp, nhưng không người nào dám đối với thống lĩnh chút nào bất kính, bọn hắn liếc áo thân ảnh, như nhìn thần minh vậy, đó là tín ngưỡng của bọn họ, thần đồng dạng tồn tại áo trắng thân ảnh ánh mắt chuyển qua, hướng phía hạ không nhìn thoáng qua, đám người đều có thể thấy rõ ràng cái kia trương tuấn tú mặt mũi vô song, phá lệ xuất chúng. Ta muốn ra ngoài lịch luyện một chuyến, khả năng cần không ít thời gian, nếu là có người đến đây tìm ta, liền nói ta không ở, trừ phi thiên đại sự tình, nếu không, không nên quấy rầy ta. Áo trắng thân ảnh nhàn nhạt một giọng nói, lập tức thân hình lóe lên, giống như một vệt ánh sáng vậy lấp lóe biến mất. Đám người nhìn lấy cái kia rời đi thân ảnh, một trận buồn vô cớ, cho dù là bọn hắn, có thể tận mắt thấy cái này áo trắng thân ảnh cơ hội cũng không nhiều. Thống linh đại nhân, lại muốn ra ngoài lịch luyện à, lần này không biết sẽ đi chỗ nào. Hạ Lan đế quân cái chết lấy tốc độ nhanh nhất truyền về Hạ Lan đế thành đế cung, sau đó truyền đến ly hỏa cung, thậm chí, có người thông qua truyền tống đại trận, trực tiếp mang theo Hạ Lan đế quân trước thi thể đi ly hỏa cung thượng bầm. Ly hỏa cung bên trong, rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, đi tới ly hỏa cung đại điện bên ngoài. Ly Huệ cung chủ tự mình đến rồi, khi hắn thấy được Hạ Lan đế quân thi thể thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh đến rồi cực hạn. Mặc dù Hạ Lan đế quân là Hạ Lan thị chi nhân, hắn cũng không muốn Hạ Lan đế quân ngồi ở bên trên vị trí cái kia, nhưng vô luận nói như thế nào, Hạ Lan đế quân cũng là thuộc hạ của hắn, hắn không nghĩ Hạ Lan đế quân ngồi vững vàng, cũng nên từ hắn đến đem Hạ Lan đế quân đá đi, nhưng lại có người trộm mỏ giết người, khi hắn ly hỏa cung lãnh địa, giết chết cửu đại đế quân một trong. Trộm mỏ, Giết đế quân, loại này tính chất ác liệt sự tình vậy mà phát sinh ở hắn ly hỏa cung, có thể nghĩ, Hạ Lan thị tuyệt đối sẽ lợi dụng việc này làm mưu đồ lớn, tại giới chủ bên kia vạch tội hắn một bản, hắn ly hỏa cung chủ, là thế nào thống ngự ly hỏa cung lãnh địa, đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Ly hỏa cung chủ mặt âm trầm mở miệng, sau đó, người phía dưới nơm nớp lo sợ đem chuyện đã xảy ra toàn bộ báo cáo. Người nói là, Hạ Lan đế quân có khả năng nhận biết giết hắn cường đạo thậm chí, suy đoán được là ai nhưng căn bản không có cơ hội nói, ly hỏa cung chủ nghe được đối phương thượng bẩm băng lãnh nói ra, người kia kho người nói, thuộc hạ là cho là như vậy, hạ lan đế quân ngay lúc đó ngư khí, giống như là đoán được người đến là ai, nhưng thuộc hạ cũng không dám xác định, dù sao, đế quân không có tự mình nói ra miệng liền đã tao ngộ độc thù. Hạ lan thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng đã chấn thủ một phương, có thể đối phó hắn người sẽ không quá nhiều, có thể trực tiếp cường thế bôi người giết hắn, cái kia thì càng ít lại thêm người này nếu chỉ giết hạ lan đế quân một người, nói rõ có thù, dạng này loại bỏ lời nói, chư vị cho rằng có ai, ly hỏa cung chủ lạnh như băng nói ra, hắn không chỉ có là đang hỏi hạ lan đế thành người, đã ở hỏi ly hỏa cung người. Ly hỏa cung người ánh mắt lấp lóe không yên, giống như nghĩ tới một người, nhưng là, không người nào dám nói. Hạ lan đế cung người nghe được ly hỏa cung chủ những nhắc nhở đó, giống như cũng đồng dạng nghĩ tới một người, đồng dạng, không dám nói. Có cái gì, cứ nói đừng ngại, nơi này đều là của ta thân tín ly hỏa công chủ lạnh lùng nói thuộc hạ lo lắng nói sai hạ lan đế quân thuộc hạ kho người nói nói ly huệ công chủ quát lạnh một tiếng thân thể người nọ run lên đầu cơ hồ đều muốn trôn xuống kho người nói có một người như thế hắn từng làm qua cường đạo hơn nữa hắn tuyệt đối có giết hạ lan đế quân thực lực và động cơ đám người mắt sáng lên rất nhiều người trong hai con người đều bắn ra phong mang người này lời nói cùng bọn hắn nghĩ đến cùng đi Mặc dù người kia một mực rất điệu thấp, nhưng hắn thực làm ra loại chuyện này đến, năm đó, vừa lên đảm nhiệm chém tam đại phó thống lĩnh, sau đó điệu thấp nhiều năm, lần nữa xuất thủ thời điểm, chu sát hơn 10 vị tiên đế, cầm xuống cổ hà phòng đấu giá, trấn nhiếp bắc vực chi địa, làm xong những cái này, hắn hoặc như là người không việc gì vậy, điệu thấp tu hành, thẳng đến xuất hiện lần nữa, lại là chống lại ly hỏa cung chủ mệnh lệnh, đến rồi trường sinh thành, một trận chiến giành chấn trường sinh giới, không ai không hiểu. Hắn quá có khả năng, lấy tính cách của hắn, làm chuyện như vậy cực kỳ bình thường bất quá, điệu thấp mấy chục năm về sau, vừa ra tay, lại là lôi đình nhất kích, trực tiếp chảm hạ lan đế quân sao giờ khắc này, cho dù là ly hỏa cung chủ trong hai chồng mắt, cũng bắn ra một đạo lạnh vô cùng hàn mang, thực sự lại là hắn sao hắn dám gan to như vậy, khiêu khích bản thân những năm gần đây, bọn hắn song phương đều rất ăn ý, bình an vô sự, hắn không có tìm đối phương phiền phức, người kia cũng rất điệu thấp khiêm tốn, yên lặng khi hắn thống lĩnh, không gây chuyện, không sinh không, nếu là hắn một mực tiếp tục như vậy ly hỏa cung chủ không ngại tiếp tục lôi kéo hắn. Nhưng là, nếu như hắn ghi hận chuyện năm đó, chém hạ lan đế quân, liền xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa đánh mặt của hắn, đồng dạng còn có một cái khác tầng ý tứ, hôm nay hắn có thể chảm hạ lan đế quân, tương lai có thực lực, có phải hay không là cũng có thể dạng này chém hắn ly hỏa cung chủ dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm chuyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn mọi người tặng cho ta cái kim nguyên đậu tăng động lực đi sắc mặt của ly hỏa cung chủ âm trầm xuống hắn rất ít ở trước mặt thuộc hạ như thế nhưng một ít người tựa hồ tại khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn như nếu thật là hắn làm như vậy hắn cũng chỉ có một loại xuống trang nghĩ vậy ly hỏa cung chủ trong hai tròng mắt có một sợi sát niệm lóe lên một cái rồi biến mất rất hiển nhiên ly hỏa cung chủ cơ hồ đã trải qua nhận định là hắn trừ hắn ra hắn nghĩ không ra những người khác biết móc lên dạng này hiểm đi giết ly hỏa cung một vị đế quân. Nếu như chỉ là một vị cường đạo lời nói, trộm mỏ cũng không sao, giết đế quân, có cái này tất yếu sao chỉ cần khống chế lại là được, cái này sẽ chỉ chọc giận phía trên cha rõ việc này, đối với cường đạo mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thực lực như vậy, lại có dạng này động cơ người, rất ít, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có một người, hơn nữa, là từng làm qua cường đạo người, hẳn là giá khinh tự thục. Ly Hỏa Cung, Bắc Vực Thống Lĩnh, Tần Vấn Thiên lời không thể nói lung tung, ta tin tưởng, ta ly hỏa cung tọa hạ chi nhân, vẫn có phân tắc. Ly hỏa cung chủ mặt âm trầm mở miệng, thoạt nhìn còn tưởng rằng là bởi vì hắn người trước mắt lời nói xúc phạm hắn, khiến cho người kia nơm nớp lo sợ, một cái tiền đế nhân vật, đều nhanh muốn nằm dạp trên mặt đất, cổ uy áp vô hình kia, để hắn cảm thấy ngạt thờ. Thuộc hạ biết tội, người kia thấp giọng nói, biết liền tốt, ly hỏa cung chủ nhàn nhạt một giọng nói, mở miệng nói, người đâu? Lập tức phái người tiến về các thống lĩnh phủ, triệu tập chưa vị thống lĩnh lấy tốc độ nhanh nhất đến đây ly hỏa cung nghị sự đám người nghe đến lời này ánh mắt tất cả đều hiện lên một vòng phong mang vẫn là cung chủ lợi hại trong miệng nói không nên hoài nghi người nào đó nhưng kỳ thực lập tức phái người thông chi các đại thống lĩnh đến đây nghị sự nghị sự nghị chuyện gì ly hỏa cung chủ là muốn xem thử xem các vị thống lĩnh có ở đó hay không thống lĩnh phủ đi đúng lập tức có người lĩnh mệnh xuất phát tốc độ cực nhanh thậm chí không có trực tiếp dùng truyền tấn thủy tinh thông chi chỉ có tự mình đi thống lĩnh phủ nhìn xem mới biết được người là không tại thống lĩnh trong phủ đây mới là cung chủ muốn biết phía dưới làm việc người đương nhiên phải biết cung chủ ý nghĩ có một số việc không cần điểm quá lộ cũng không lâu lắm ly hòa cung ngoài truyền tới tin tức hạ lan thì gia chủ hạ lan vân thiên mang hạ lan thị một số người đến đây bái phỏng ly hòa cung chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản dù sao hạ lan đế quân là hạ lan thị người bọn hắn muốn tới là nhân chi thường tình một lát sau Hạ Lan Vân Thiên mang theo Hạ Lan Thị một nhóm người đi tới bên này, con mắt nhìn chòng chọc vào thi thể trên đất, chỉ thấy Hạ Lan Vân Thiên đi lên trước, đi vào bên cạnh thi thể, hắn song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, phảng phất trong nháy mắt già hơn rất nhiều vậy. Ngồi xổm người xuống, Hạ Lan Vân Thiên nhẹ vỗ về Hạ Lan mặt mũi đế quân, cái này Hạ Lan Thị một đời hùng chủ, con mắt lại có chút đỏ lên. Vô luận Hạ Lan đế quân phải chăng để hắn thất vọng, nhưng con trai của đây là hắn, hơn nữa vẫn luôn thiên phú dị bẩm. Nếu không cũng sẽ không để hắn nhận trách nhiệm nặng nề này, nhưng mà, cái này từ nhỏ đã biểu hiện ra kiệt xuất con trai của Thiên Phú, bây giờ lại trở thành một cỗ thi thể nằm cái này, lạnh như băng. Hạ Lan thị người cả đám đều ánh mắt xích hồng, lộ ra phẫn nộ sát niệm, vô luận Hạ Lan đế quân khi còn sống cùng quan hệ bọn hắn như thế nào, nhưng hắn đều là Hạ Lan thị người, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một viên. Bây giờ, bị người giết chết, công chủ, đây là có chuyện gì? Hạ Lan Vân Thiên thành âm run rẩy vấn đạo tận lực khắc chế ngữ khí của mình, để cho mình biểu hiện được bình thản. Người đối với Hạ Lan gia chủ nói một chút chuyện đã xảy ra, ly hỏa cung chủ nhìn về phía trước đó đến bẩm báo tiên đế, lập tức vị kia tiên đế đem phát sinh sự tình lần nữa nói một bên, nghe xong hắn Hạ Lan thị mắt người trong mắt hết thảy đều lộ ra sát ý, có người thậm chí trực tiếp mở miệng nói, nhất định là hắn, chưa tần vấn thiên, không có người khác, không sai, chỉ có hắn có thực lực như vậy cùng động cơ, hắn còn làm qua cường đạo, có người phu họa nói, Tất cả mọi người sau khi nghe xong đầu tiên nghĩ tới, chính là Tần Vấn Thiên. Im miệng. Hạ Lan Vân Thiên quát lớn một tiếng, thanh âm băng lãnh, khiến cho mấy người đều nhìn Hạ Lan Vân Thiên, có chút không hiểu. Bọn hắn Hạ Lan Thị nhiều lần lấy lòng Tần Vấn Thiên vị này thống lĩnh, nhưng đối phương căn bản không để ý tới, hơn nữa lúc trước thậm chí công khai uy hiếp qua bọn hắn, Hạ Lan Đế Quân nhất định phải chết. Bây giờ, Hạ Lan Đế Quân thật đã chết rồi, trừ tần vấn thiên còn có thể là ai nghĩ vậy hạ lan thị người càng là vô cùng phẫn nộ cái kia hỗn đản bọn hắn đối với tần vấn thiên đã coi như là hết tình hết nghĩa chưa từng có khó xử qua hắn hơn nữa vẫn muốn chữa trị quan hệ nhưng tần vấn thiên lại còn là hạ thủ công chủ những nhân khẩu này không ngăn cản mong rằng chớ trách hạ lan vân thiên hướng về phía ly hỏa cung chủ hạ thấp người nói hắn đương nhiên cũng hoài nghi tần vấn thiên nhưng tần vấn thiên là ly hỏa cung thống lĩnh vô luận như thế nào tại không có chứng cứ trước đó cũng không tới phiên bọn hắn nói thẳng Tần Vấn Thiên chính là hung thủ, huống chi, năm đó ở trường sinh giới, giới chủ thế nhưng là chính miệng phát nói chuyện, không cho phép lại truy cứu Tần Vấn Thiên cường đạo xuất thân. Tần Vấn Thiên chính là ta ly hỏa cung bắc vực thống lĩnh, các ngươi nói chuyện chú ý chút, nếu không, đừng trách bản tọa trị tội, về phần Hạ Lan đế quân chết, ta tự nhiên sẽ truy xét tới cùng, vô luận tra được trên người người đó, đều tất chu giết, ly hỏa cung chủ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần khắc nghiệt chi ý, kiềm chế vô cùng khiến cho Hạ Lan thị lòng người đầu run lên, hiểu Hạ Lan Vân Thiên ý tứ. Dù sao, bọn hắn cùng ly hỏa cung chủ vốn là bất hòa, cũng không thể để lại cho đối phương nhược điểm gì. Quan uổng nói xấu một vị thống lĩnh, cũng không phải một chuyện nhỏ, mặc dù bọn hắn cho rằng nhất định là, nhưng ít ra, bây giờ còn chưa điều tra ra. Ta đã trải qua truyền lời ly hỏa thành các thống lĩnh, để bọn hắn đến đây nghị sự, truy tra việc này, Hạ Lan gia chủ yên tâm đi, ly hỏa cung chủ ngữ khí hỏa hoãn chút, bình tĩnh nói ra, Hạ Lan thị người mắt sáng lên, đã trải qua truyền lời các đại thống lĩnh đến đây nghị sự sao nói như vậy, rất nhanh liền có thể biết, Tần Vấn Thiên, hắn coi đó hay không thống lĩnh phủ đã như vậy, bọn hắn sẽ chờ ở đây lấy. Thời gian chậm chậm trôi qua, uy nghiêm mênh mông ly hỏa cung bầu không khí có chút ngưng trọng, một vị đế quân chết, tuyệt đối không tính là một chuyện nhỏ, huống chi, vẫn là bị cường đạo giết chết. Rất nhanh, tin tức truyền vào ly hỏa thành, trong lúc nhất thời, ly hỏa thành chấn động, rất nhiều người nghị luận việc này hạ lan đế quân, vậy mà bị người giết. Ly hỏa cung tòa hạ có một vị đại thống lĩnh, năm vị thống lĩnh, chín vị đế quân, nhưng kỳ thực, đế quân mới xem như chân chính trừ hầu một phương, bọn hắn nắm trong tay khoáng mạch tài nguyên, quyền thế cực lớn, còn khống chế ở rất nhiều thành trì, có thể có được tu hành tài nguyên, xa không phải thống lĩnh có thể so sánh, cho dù là đại thống lĩnh, cũng không sánh nổi. Nhưng hạ lan thị hạ lan đế quân, vậy mà bị người giết, bị cường đạo giết. Việc này trong nháy mắt truyền đi xôn xao, có thật nhiều người đều đang suy đoán hung thủ, rất nhiều người đều không tự chủ được nhớ tới thành bắc khu thống lĩnh Tần Vấn Thiên, không khỏi bọn hắn không nghĩ, Tần Vấn Thiên hiểm nghi lớn nhất. Thậm chí có người cảm thán nói, Tần Vấn Thiên thống lĩnh không hổ là tuyệt thế thiên tài, nam đó dám vi phạm công chủ mệnh lệnh tiến về trường sinh thành, nhất minh kinh nhân, bây giờ, lại đóng vai cường đạo, giết hạ lan đế quân, quá điên cuồng. Ly hỏa thành các đại thống lĩnh, đều bị gọi đến nhập ly hỏa cung, tiêu mỹ nhân cao mày, nàng dùng truyền tấn thủy tinh liên hệ tần vấn thiên tần vấn thiên cũng không có hồi nàng để cho nàng thầm mắng tên kia xúc động lúc này giết hạ lan đế quân không phải muốn chết sao cái này sẽ triệt để chọc giận ly hỏa cung chủ một khi điều tra ra ly hỏa cung chủ tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn chém lại đến tấu giết một cái đế quân chém người cũng không thể nói gì hơn giới chủ cũng sẽ không nói cái gì ly hỏa thành đại thống lĩnh gia cát hùng là cái thứ nhất đến người sau đó là lâm bá tiếp nhận hạ hầu trung ương thống lĩnh tôn càn lại sau đó là tiêu mỹ nhân cùng doãn thu duy chỉ có tần vấn thiên không có đến thấy cảnh này tiêu mỹ nhân tiếu dung đều hơi có vẻ có chút cứng nhắc ra hỏa này thật không có xuất hiện hạ lan thị người từng cái xanh mặt ly hỏa cung chủ thần sắc cũng hơi có vẻ âm lãnh thật là tần vấn thiên sao nếu là như vậy vậy liền đừng trách hắn rốt cục tiến về thành bắc khu thống lĩnh phủ tiên đế đã trở về còn mang theo một người tới ly hỏa cung chủ nhìn thấy một màn này sắc mặt triệt để chìm xuống dưới chỉ thấy cái kia tiên đế đi đến trước mặt hắn, không người nói, khởi bẩm cung chủ, tần thống lĩnh cũng không tại thống lĩnh trong phù. Oanh, Hạ Lan thị rất nhiều người lộ ra đáng sợ sát ý, Hạ Lan vân thiên trong mắt cũng hiện lên sắc bén chi ý, quả nhiên là hắn sao. Ly hoặc cung chủ trên người hơi lạnh tỏa ra, vừa định muốn mở miệng hỏi lời nói, lại nghe người kia tiếp tục nói, bất quá, theo thống lĩnh phủ người nói, tần thống lĩnh trước đây không lâu rời đi. Nói là có chuyện quan trọng cần ra ngoài lịch luyện, không có đại sự lời nói, không nên quấy rầy hắn, ta tận lực mang theo một vị chấp sự đến đây. Ừ, nghe đến lời này đám người mắt sáng lên, Hạ Lan thị người nhíu mày, Ly Hỏa cung chủ nhìn lấy vị kia chấp sự, hỏi, "Tần thống lĩnh khi nào rời đi?" Bẩm cung chủ, đại khái hai canh giờ trước. Người kia nơm nớp lo sợ đáp lại nói, trước mắt đội hình khổng lồ như vậy, còn có Hạ Lan đế quân thi thể nằm ở đó, hắn giống như ý thức được xảy ra chuyện gì. "Trước khi đi tận lực dặn dò ngươi." Ly Hỏa cung chủ hỏi lại. "Không chỉ có là ta." còn có thống lĩnh phủ rất nhiều người lúc ấy thống lĩnh đại nhân từ trong trong phủ trực tiếp đi ra sau đó trong hư không cho chúng ta lưu thoại nói hắn muốn rời khỏi mọi người đều thấy được vị kia chấp sự không dám có nửa điểm trần chờ thành thành thật thật đáp lại ly hỏa cung chủ đem ánh mắt nhìn về phía trước đó hướng thành bắc thống lĩnh phủ người chỉ thấy người kia nói cung chủ xác thực như thế thống lĩnh phủ người đều nói như vậy bọn hắn đều thấy được tần thống lĩnh rời đi sắc mặt của ly hỏa cung chủ liên tục biến ảo chẳng lẽ Thực sự nghĩ sai rồi hắn tin tưởng thống lĩnh phủ người không có sao mà to gan như vậy, dám cùng một chỗ lừa gạt hắn, nếu như là dạng này, cha một cái liền có thể điều tra ra, thống lĩnh phủ người không có như thế ngu xuân. Vậy mà, không phải tần vấn thiên nghĩ vậy sắc mặt của ly hỏa cung chủ hòa hoãn một chút, nếu như không phải tần vấn thiên cái kia còn tốt, cuối cùng không có khiêu khích điểm mấu chốt của mình. Cung chủ, tần thống lĩnh tuy nói không có cần sự tình không nỡ đánh quấy hắn, nhưng nếu là cung chủ chịu kiến lời nói, tin tưởng tần thống lĩnh sẽ trở về kiến cung chủ Vị kia trước sự khom người nói ra, Ly Hỏa cung chủ trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng nói, "Không cần, nếu Tần Thống lĩnh có việc, liền để hắn trước xử lý chính mình sự tình đi." Dạ Thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm chuyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Tần vấn Thiên hai canh giờ trước đó còn tại Thống lĩnh phủ, sau đó từ Thống lĩnh phủ rời đi, như vậy, giết Hạ Lan đế quân người liền không khả năng là Tần vấn Thiên, không tá trợ Hạ Lan đế thành đế trong cung truyền tống đại trận cùng Ly Hỏa cung đại trận. Tần Vấn Thiên không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian trở về, mà cái này hai tòa đại trận, cho dù hắn âm thầm vào Hạ Lan đế cung truyền tống trận, nhưng ly hỏa cung bên này thì sao? Nếu là rất nhiều người đồng thời đều thấy, căn bản là không thể giả, đã trải qua có thể bài trừ Tần Vấn Thiên hiểm nghi, ly hỏa cung chủ tâm cũng hơi buông xuống chút, có lẽ, khả năng không phải báo thù, chỉ là có người quá mức cuồng vọng, cố ý khiêu khích một phen ly hỏa cung uy nghiêm, cho nên chu sát Hạ Lan đế quân. Hạ Lan thị người cũng đều nghi hoặc, chẳng lẽ thật không phải là Tần Vấn Thiên bọn hắn trước tiên ý nghĩ là có phải hay không là Ly Hỏa cung chủ bao che Tần Vấn Thiên cố ý phái người nói như vậy, nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh bị lật đổ, như nếu thật là Tần Vấn Thiên lời nói, lấy bây giờ Ly Hỏa cung chủ cùng Tần Vấn Thiên quan hệ vi diệu, hắn biết không chút do dự đem Tần Vấn Thiên dồn vào tử địa, giết Hạ Lan đế quân không chỉ có là liên quan đến Hạ Lan thị, đồng dạng là khiêu chiến hắn Ly Hỏa cung chủ danh giới cuối cùng, đối với hắn có hại vô ích. Tần Vấn Thiên không tới lời nói dễ tính mấy người các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào ly hỏa cung chủ nhìn về phía mặt khác mấy đại thống lĩnh nhân vật đương nhiên tra hỏi cũng chỉ là làm bộ một phen mà thôi hắn sai người triệu tập các vị thống lĩnh trên thực tế chính là muốn để cho người ta đi xem một chút tần vấn thiên phải chăng tại thống lĩnh trong phù cung chủ vô luận là người nào cái gọi là dám giết ta ly hỏa cung đế quân đã là cực kỳ cuồng vọng lớn mật nhất định phải tra rõ bắt cỗ cường đạo về sau tất chém đầu gian chúng lấy trần nhiếp thế nhân nếu không về sau cường đạo bắt trước ta ly hỏa cùng uy nghiêm ở đâu, tân nhiệm trung ương nội thành thống lĩnh tôn càn mở miệng nói ra, một phen kỳ thực nói tương đương không nói. Đương nhiên, bây giờ hoàn toàn chính xác không có gì có thể nói. Gia Cát Hùng, người thấy thế nào, ly hỏa cung chủ nhìn về phía Gia Cát Hùng hỏi. Cường đạo có không có để lại manh mối, Gia Cát Hùng mắt lộ ra phong mang, nhìn về phía trước đó đến bẩm báo người. Không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại, chỉ biết là bọn hắn am hiểu thuộc tính năng lực, bằng vào điểm ấy, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, người kia đáp lại nói, tại thái cổ tiên vực, cường giả nhiều không kể xiết, am hiểu đồng dạng thuộc tính người không biết có bao nhiêu, trừ phi vừa vặn gặp được đối phương, đồng thời nhìn thấy phương thức chiến đấu của đối phương, mới có thể nhận ra, nhưng loại cơ hội này, căn bản không biết có. Công chủ, bọn hắn phạm phải lớn như thế án kiện, cướp đi rất nhiều khoáng mạch, rất có thể chính là như thế một lần, về sau không xuất hiện, chúng ta muốn tìm người, đích thật là mỏ kim đáy biển, không có bất kỳ cái gì manh mối muốn đột phá chỉ có từ đám kia cường đạo nội bộ xuất thủ gia cát hùng đối với ly hỏa cung chủ báo cáo nói cụ thể làm thế nào ly hỏa cung chủ nhìn về phía gia cát hùng phân hóa giết đế quân người chỉ là cái kia cường đạo thủ lĩnh chúng ta không cần thiết toàn bộ giết có thể thả ra tin tức chỉ cần không phải cái kia cường đạo lời của thủ lãnh đến đây tự thú cho phép chi lấy lợi lớn không truy cứu hắn cường đạo hành vi dạng này chỉ có có một người đến đầu nhập là đủ rồi có thể thuận thế đảo ra những người khác gia cát hùng nói. Ly hỏa cung chủ nhíu mày, nói, chẳng lẽ đến đây tự thú, thật không truy cứu còn cho phép lấy lợi lớn. Cung chủ, chỉ là ta ly hỏa cung không truy cứu mà thôi, Gia Cát Hùng lộ ra một vòng thâm ý ánh mắt, còn tận lực nhìn hạ lan thị người một chút, khiến cho đám người mắt sáng lên, không hổ là Gia Cát Hùng, quả nhiên đủ hung ác, ly hỏa cung không truy cứu, nhưng hắn phía sau muốn một cái người chết, quá đơn giản, có thể để hắn chết đến vô thanh vô tức. Thế nhưng là bọn hắn biết ngu xuẩn như vậy đến đây mạo hiểm hạ lan thị có người hỏi cho nên mấn lợi lớn hơn nữa thả ra tin tức muốn để bọn hắn tin phục để bọn hắn tâm động ra cắt hùng nói được chuyện này liền giao cho đại thống lĩnh tới xử lý các vị thống lĩnh phối hợp tra việc này về phần hôm nay người ở chỗ này bất kỳ cái gì một người không lấy đi để lọt một tia tin tức ly hỏa cung chủ ánh mắt lạnh như băng quét về phía đám người khiến người ta nhóm run sợ nhao nhao gật đầu sau đó không lâu đám người tán đi nhưng ly hỏa cung vẫn như cũ bao phủ kiềm chế khí tức hạ lan thị cũng giống vậy bọn hắn đem hạ lan đế quân thi thể mang sau khi trở về toàn bộ hạ lan thị đều phi thường kiềm chế gia cát hùng phụng mệnh truy tra việc này hắn tự mình tiến về hạ lan đế thành sau đó thả ra tin tức đối với thiên vẫn khoáng mạch bị trộm một chuyện cường đạo thủ lĩnh hung hăng ngang ngược vô cùng chu sát đế quân tội không thể tha tại chưa đem cường đạo thủ lĩnh bắt trước đó chỉ cần có cái khác cường đạo đến đây tự thú chẳng những không truy cứu tội lỗi tên Ngược lại thưởng thượng phẩm đế binh ba kiệt, ba ngàn thượng phẩm đế thạch, cũng như tại ly hỏa thành có được một tòa trận pháp tiểu viện, một mình tu hành, thụ ly hỏa cung bảo hộ. Tin tức này vừa ra, dẫn phát to lớn chấn kinh, lần đầu tiên nghe nói làm cường đạo tự thú còn có thể có như thế ưu đãi điều kiện, đây quả thực là kỳ. Đám người trước tiên nghĩ đến, đây là âm mưu, bất quá cho dù là âm mưu, có thể làm cho ly hỏa cung thả ra mệnh lệnh như vậy, có thể thấy được ly hỏa cung tức giận vô cùng a, à, đều không để ý mặt mũi nhất định phải bắt đám kia cường đạo, dù sao, một vị đế quân bị giết. Cũng có một số nhỏ người suy đoán có thể là thực sự, ly hỏa cung chủ tự mình ra lệnh, sẽ không có giả mới đúng, có lẽ là bởi vì đối phương qua muốn đem cái kia cường đạo thủ lĩnh bắt tới, chém đầu gian chúng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì manh mối, bất đắc dĩ ra hạ sách này. Tần vấn thiên xem như bị hoài nghi đối tượng, hắn lại biết rõ, ly hỏa cung đương nhiên là không tra được, hơn nữa, rất có thể mãi mãi cũng không tra ra cho dù những cường đạo đó thực sự bởi vì ngu xuẩn hoặc là hám lợi đen lòng mà đến tự thú, thì tính sao những cường đạo đó, căn bản cũng không biết thủ lĩnh là ai, bọn hắn mặc dù thấy qua cường đạo mặt mũi thủ lĩnh, nhưng mà, đây chẳng qua là tận lực ngụy trang cho bọn hắn nhìn, là đã trải qua thật ảo chi thuật dịch dung tướng mạo, thậm chí, liền khí thức đều là giả, giả vờ, thử hỏi. Vậy làm sao có thể tra được về phần giết hạ lan đế quân hung thủ là ai bọn hắn hoài nghi không có sai, kẻ giết người, chính là Tần Vấn Thiên hắn tại ỷ thiên thành thời điểm đạt được bắc minh u hoàng tin tức truyền đến đã biết dạ thiên vũ tại trường sinh điện tao ngộ lại gặp bắc minh u hoàng bây giờ cũng bị khốn trường sinh điện năm đó cỗ cửu hận hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực nếu như không phải là bởi vì hạ lan đế quân tất cả tất cả đều sẽ không phát sinh u hoàng sẽ không một mực hãm sâu trong đó từ hạ lan đế thành đến ly hỏa cung lại lại đến trường sinh điện dạ thiên vũ sẽ không bị cầm tù tại ly hỏa lao ngục mấy chục năm lại bị giam lỏng tại trường sinh điện lọt vào nhục nhã bị xem như vũ cơ, hắn và dạ thiên vũ quan hệ, chân chính trên ý nghĩa dạ thiên vũ cũng chỉ có một lần vì hắn mà múa, đó là tại Hạ Lan đế thành lãnh trên hồ. Vô luận Hạ Lan thị thế nào, nhưng Hạ Lan đế quân làm tất cả, đều đã chú định hắn phải chết. Dưới cơn nóng giận tần vấn thiên, triệu tập đến rồi một số người, liền trực tiếp xuất thủ, tại thiên vẫn khoáng mạch, chém Hạ Lan đế quân, giải quyết xong cái này cái cọc ân oán. Về phần thống lĩnh phủ xuất hiện thân ảnh, đương nhiên là để chứng minh hắn không có giết Hạ Lan đế quân thời gian, cái kia thời điểm, còn tại thống lĩnh phủ. Đó là đương nhiên không thể nào là tần vấn thiên bản tôn, mà là đế thiên, đế thiên xuất hiện ở thống lĩnh phủ lại dễ dàng bất quá, hắn chỉ cần thay đổi toàn thân áo trắng, đem khí tức của mình phong ấn lại, không bại lộ thuộc tính khí tức, đem mặt nạ bắt xuống hắn, cùng tần vấn thiên có gì khác biệt hắn rời đi lý do đương nhiên cũng rất đơn giản, hắn không có khả năng đi ly hỏa cung rằng co cái gì, hắn có thể đủ rất dễ dàng giấu giếm được thống lĩnh phủ thuộc hạ, những người đó thậm chí không dám lấy tiên niệm nhìn trộm khí thức của hắn nhưng đi ly hỏa cung lời nói đã có bại lộ nguy hiểm bởi vậy hắn nói thẳng có việc rời đi không có thiên đại sự tình không nên tìm hắn hắn tin tưởng chỉ cần ly hỏa cung chủ biết hắn mới từ thống lĩnh phủ rời đi có mọi người làm chứng lời nói lại có hắn lưu lại câu nói kia liền sẽ không tìm hắn bây giờ ly hỏa cung thống lĩnh đối với hắn vẫn là vô cùng khách khí hạ lan đế quân chết nếu không có quan hệ gì với hắn cưỡng ép triệu hắn đi ly hỏa cung còn có ý nghĩa sao một chiêu này có thể nói man thiên quá hải chỉ cần không có ai biết tần vấn thiên chính là đế thiên như vậy liền vĩnh viễn không có người sẽ biết hạ lan đế quân chính là hắn giết chỉ cần hắn không có giết hạ lan đế quân ly hỏa cung chủ liền sẽ tiếp tục đối với hắn rất khách khí duy trì lấy dĩ vãng quan hệ bởi vậy tần vấn thiên căn bản không cần để ý hạ lan đế quân chết sẽ đối với hắn có ảnh hưởng gì ly hỏa thành bên kia còn có đế thiên đang ngó chừng đâu bây giờ đế các thế nhưng là ly hỏa thành bên trong gần với Hạ Lan thị thế lực to lớn, thậm chí, bởi vì không nhận ly hỏa cung chế ước, ẩn ẩn sẽ vượt qua Hạ Lan thị điểm báo. Trong nháy mắt, khoảng cách Hạ Lan đế quân cái chết đã có mấy tháng thời gian. Trường sinh giới, trừ cửu đại giới cung bên ngoài, trường sinh điện bản thân cũng nắm trong tay một phương bát ngát địa vực, phiến khu vực này lấy trường sinh thành làm trung tâm, là cả trường sinh giới khu vực trung tâm. Phiến khu vực này, từ trường sinh điện trực tiếp quản hạt, ở trong phiến khu vực này, có trường sinh giới 8 tòa nổi tiếng nhất khoáng mạch. Thao thiết khoáng mạch, trường sinh điện bàn tay nắm trong tay bát đại khoáng mạch một trong, là chân chính siêu cấp lớn mỏ, thường xuyên sẽ có đáng sợ bảo vật xuất hiện, từ trường sinh điện trực tiếp thủ hộ. Thậm chí, bát đại khoáng mạch, có trực tiếp kết nối trường sinh điện không gian truyền tống đại trận, vô số năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến nơi này trộm mỏ, nếu là thật sự phát sinh loại tình huống này, mang ý nghĩa có người muốn khiêu chiến trường sinh giới chủ trí cao vô thượng địa vị mà cái này tám tòa cử hình quạng mỏ đào quáng chi nhân, toàn bộ đều là đế cấp trở lên cảnh giới, hơn nữa, tuyệt không phải là nô lệ hoặc là phạm nhân, mà là cường giả chân chính, tự nguyện đến đây. Bởi vì, tòa này khoáng mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng là ẩn chứa vô tận kỳ ngộ, chỉ cần có chút thu hoạch, liền đầy đủ một vị tiên đế tiêu xài nhiều năm, cho dù, bọn hắn chỉ có thể lấy một phần trong đó, tòa này khoáng mạch, thậm chí còn có thể hấp dẫn một chút siêu cường nhân vật đến, nơi này, có nhìn trộm tiên đế phía trên cảnh giới cơ duyên lúc này tần vấn thiên liền xuất hiện ở thao thiết khoáng mạch bên ngoài hắn nhìn phía trước dãy núi hùng vĩ từng bước một hướng phía trước mà đi nghe đồn trực sinh điện bắt đại khoáng mạch một trong thao thiết khoáng mạch đào được các loại hiếm thấy bảo vật thậm chí sẽ sinh ra các loại siêu đế thạch mỏ bảo cho nên hắn đến rồi vì mau hơn tu hành tiếp xúc cùng chủ cấp độ kia cảnh giới hắn cần mạo hiểm dạ thiên tri đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé siêu phẩm truyện việt phù thiên ký tang thương đau buồn chương 1644, thần kỳ cổ sơn thao thiết khoáng mạch, tùy thời có thể nhập, chỉ cần phù hợp đế cảnh tu vi, liền có thể nhập khoáng mạch đào quáng. Càng rộng rãi hơn chính là, cái này thao thiết khoáng mạch, cũng không cần định kỳ mới đưa toàn bộ khoáng mạch nộp lên trên, mà là tùy thời đều có thể đi ra, đem đào lấy khoáng mạch nộp lên trên, sau đó thu hoạch một phần trong đó. Trường sinh giới là tối trọng yếu tám tòa khoáng mạch, xa so với nó mỏ nhỏ của nó mạch càng thêm lòng, lại thêm tích chứa trong đó kỳ ngộ, cái này liền hấp dẫn các phương cường giả liên tục không ngừng đến đây, bản thân cái này chính là một loại sách lược, nếu không, cho dù là cơ duyên rất nhiều, trói buộc thật chặt lời nói, vẫn như cũ rất khó không ngừng hấp dẫn cường giả đến đây mạo hiểm, thậm chí, có một ít đến đây đến đây, chỉ là vì lịch luyện, thậm chí, vẻn vẹn kiến thức một phen. Bát ngát khoáng mạch chi địa, có một khối to lớn đất bằng, nơi này chính là khoáng mạch cửa vào chi địa, lúc này, lần lượt có người đến đây bên này, tần vấn thiên cũng ở trong đó, bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả đều là tiên đế, hoặc đơn độc mà đi, hoặc ba lượng thành đàn, thường có tiếng nghị luận chuyên gia. Sư huynh, lấy thiên phú và của ngươi cảnh giới, lần này lại đến đây thao thiết khoáng mạch lịch luyện mạo hiểm, có lẽ thật có cơ hội phá đế cảnh, siêu phàm nhập thánh. Lúc này, bên cạnh có âm thanh chuyển đến, đúng là một nhóm tiên đế cấp bậc sư huynh đệ, người yếu nhất đều là môi giới tiên đế tu vi cảnh giới, người mạnh nhất khí chất đáng sợ, hiển nhiên đã trải qua đứng ở tiên đế đỉnh, là tới tìm kiếm phá cảnh cơ duyên không hổ là trường sinh giới bát đại khoáng mạch một trong, người tới nơi này, rất nhiều đều là siêu cấp thế lực cường giả đi, tần vấn thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, những cái này siêu cấp thế lực, là đối với toàn bộ trường sinh giới mà nói, như là kiếm hồn tông, hạ lan thị như thế, có được cung chủ một cấp bậc này tồn tại. Trường sinh giới quá lớn, lớn đến vô biên, chỉ một tòa trường sinh thành, siêu phàm đỉnh cấp thế lực thì có rất nhiều, huống chi vô cùng vô tận trường sinh giới, ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật khổng lồ, mặc dù giới chủ loại này đứng ở đỉnh phong chính là phượng mau lân giác, nhưng cùng chủ một cấp bậc này thế lực, chỉ sợ sẽ không quá ít. Chư vị muốn nhập quặng mỏ lời nói, lúc đi ra trên người chữ vật giới chỉ đều cần toàn bộ để cho chúng ta lấy tiên niệm xem xét, nếu không phải thuận tiện chi vật, chư vị lại trở về buông xuống lại đến. Tại thao thiết khoáng mạch báo danh chi địa, nơi này thì vệ mở miệng nhắc nhở, điểm ấy đám người đương nhiên rõ ràng, mỗi một tòa khoáng mạch đều có quy củ như vậy, không tra trên người ngươi chữ vật chi vật, làm thế nào biết ngươi là có hay không tư tàng khoáng mạch, cho nên nếu là có trí bảo hoặc là bí mật chi vật, cũng sẽ không mang ở trên người. Đến chi nhân nhao nhao lắc đầu, lập tức thì vệ kia chỉ hướng phía trước nói, một đi thẳng về phía trước, chính là thao thiết quạng mỏ cửa vào, thao thiết quạng mỏ quy củ chắc hẳn chư vị đều hiểu, có thể tùy thời ra vào, chư vị xin cứ tự nhiên, được, đám người gật đầu tiến lên, một đoàn người tất cả đều hướng phía trước. Chư vị xin dừng bước, lúc này, có một bóng người truyền đến, khiến cho đám người bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện, là một vị nhìn như có chút tuổi trẻ anh tuấn nam tử, trên người hắn khí chất phi phàm, bên cạnh còn đứng một vị xinh đẹp tiên tử, cùng tướng mạo của hắn giống nhau đến mấy phần chỗ. Ta hai huynh muội chính là Thanh Vân Sơn đệ tử, chuyến này nhập thao thiết khoáng mạch, nguy hiểm chắc hẳn mọi người đều biết, không chỉ có là đến từ thao thiết khoáng mạch bản thân uy hiếp, còn có đến từ bên trong các phương cường giả uy hiếp, cho dù tìm được khoáng mạch, chúng ta cũng không nhất định giành được qua người khác, cho nên mỗi một nhóm bước vào quạng mỏ người đều biết kết minh chúng ta một nhóm có 9 người không bằng cùng một chỗ kết minh như thế nào thanh niên chậm rãi mở miệng nói ra hắn nói đúng là sự thật rất nhiều cùng một đám nhập quạng mỏ người đều sẽ kết minh chới nhìn bọn họ tu vi cũng rất cao nhưng bên trong hung hiểm không biết nhưng có thể khẳng định là cường giả tất nhiên rất nhiều thấy mọi người đều có chút ý động lại đều nhìn về phía đối phương thanh niên kia bật cười lớn nơi này chính là bát đại khoáng mạch một trong thao thiết khoáng mạch thêm một người bạn, cuối cùng sẽ thêm mấy phần tự tin, chư vị một nhóm bốn người, cũng hẳn là đại thế lực đệ tử đi. Hắn câu hỏi bốn người, chính là Tần Vấn Thiên trước đó nghe được bọn hắn nói chuyện một đoàn người. Các ngươi thực sự là Thanh Vân Xuân đệ tử, cầm đầu đỉnh cấp tiên đế mở miệng hỏi. Thanh Vân Xuân đệ tử dịch thanh, đây là xá muội dịch liên. Thanh niên cười gật đầu, dịch thị đệ tử, cái kia cầm đầu đỉnh cấp tiên đế mắt sáng lên, lập tức nhẹ nhàng gõ đầu, đã như vậy, liền kết minh đi, Chúng ta đến từ Hoang địa. Hoang địa Tứ cung, dịch thanh mắt lộ ra phong mang, vấn đạo, đối phương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới có thể ở trong này kết bạn Thanh Vân Sơn dịch thị đệ tử cùng Hoang địa Tứ cung Thiên Kiêu, ta gọi mộ Dung Tiêu Tiêu. Một vị độc hành tiên tử cười nhẹ nói nói, hắn tươi đẹp ôn hòa, cười rộ lên hình như có nguyệt nha, lộ ra mấy phần đơn thuần mỹ lệ, nhưng mà tu hành đến nàng dạng này cảnh giới, hơn nữa còn là tán tu, lại có thể chỉ nhìn mặt ngoài mộ dung tiên tử dịch thanh hướng về phía mộ dung tiêu tiêu mỉm cười gật đầu hoàng địa tứ cùng chi nhân cũng đều đối với nàng gật đầu tán tu thiên vấn tần vấn thiên mỉm cười gật đầu không dùng thân phận thật đám người bình tĩnh nhìn một chút tần vấn thiên thái độ đối với tần vấn thiên liền không bằng mộ dung tiêu tiêu thân thiện như vậy mỹ nữ dù sao cũng là có chút ưu thế thiên hành cung đàn lãnh thu người cuối cùng người mặc áo đen ngữ khí mang theo mấy phần lạnh lùng khí tức cho dù cái này Thanh Vân Sơn Dịch Thị đệ tử cùng Hoang Địa Tứ cung nhân vật Thiên Kiêu đều không thể để hắn có quá nhiều khách khí. Đàn Lãnh Thu, thế nhưng là Thiên Hành cung cung chủ đại đệ tử giới chủ đồ Tôn, Dịch Thanh Thần sắc đột nhiên ở giữa hiện lên một vòng phong mang, nhìn lấy Đàn Lãnh Thu hỏi. Đàn Lãnh Thu nhàn nhạt, nhạt gật đầu, lập tức chung quanh đám người tất cả đều mắt lộ ra dị quang, mặc dù bọn hắn cũng là thế lực cao cấp nhân vật, nhưng phân lượng nhưng không sánh được Đàn Lãnh Thu, Thiên Hành cung cung chủ đại đệ tử mà Thiên Hành cung cung chủ là ai trường sinh giới chủ. Không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được Đan huynh, còn nhớ rõ tốt nhất giới thịnh yến phía trên, Đan huynh đại biểu Thiên Hành cung xuất chiến, đoạt đế quân thống lĩnh chiến đệ nhất, sau đó, từ đi Thiên Hành cung đế quân chi vị, từ đó không biết tung tích, có thể nơi này gặp được, Tam Sinh Hữu Hạnh, cái kia có chút kiêu ngạo hoang địa tứ cùng cầm đầu cường giả đều phi thường khách khí chắp tay nói ra, hiển nhiên là biết Đan lãnh thu chi danh. Đúng vậy a, à, lấy Đan huynh thiên phú và thân phận làm sao đến đây thao thiết khoáng mạch dịch thanh cũng hỏi vì sao mà đến các ngươi không rõ đan lãnh thu nhìn lấy bọn hắn lập tức đám người ánh mắt lấp lóe xem ra là vì phá cảnh mà đến đan lãnh thu đế quân vị trí đều từ đi tất nhiên là tứ phương lịch luyện truy cầu hắn sự tôn thiên hành cung cung chủ cái kia một cảnh giới đan huynh vì truy cầu cái kia một cảnh đế quân bực này địa vị cũng có thể từ bỏ làm cho người ngưỡng mộ mộ dung tiêu tiêu lời nói ôn nhu khuôn mặt mỉm cười tại cái kia một cảnh giới trước mặt cái gọi là đế quân thống lĩnh thân phận, có ý nghĩa gì? Đàn lãnh thù thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, ừ, một đoàn người nhao nhao hướng khoáng mạch đi đến, ẩn ẩn lấy đan lãnh thu làm trung tâm, mộ dung tiêu tiêu càng là trong lúc vô tình đi tới đan lãnh thu bên người. Tần vấn thiên theo ở phía sau, thần sắc bình tĩnh vô cùng, tâm như chỉ thủy, không nghĩ tới tại thao thiết khoáng mạch, tùy ý liền có thể gặp được thiên hành cung cung chủ, trường sinh giới đổ tôn, cái này khoáng mạch chi địa, quả thật là tàng long ngoa hổ chi địa một đoàn người cất bước đi về phía trước, rốt cục, bước vào truyền tống không gian trong đại trận, trong chốc lát, vượt ngang vô tận không gian khoảng cách, bọn hắn đi tới một mảnh khoáng mạch phía trên, cái này khoáng mạch giống như một khỏa vô cùng tinh thần khổng lồ vậy, vô cùng vô tận, bọn họ đứng ở trên không, vẫn như cũ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy cái quạng mỏ này một bộ phận cực nhỏ. Thao thiết khoáng mạch, mộ dung tiêu tiêu thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía đàn lãnh thu nói, đàn huynh, thực lực của ta yếu nhược, cái này khoáng mạch chi địa nguy cơ trùng trùng, ta theo lấy ngươi, ngươi cần phải bảo hộ ta, một vị cường đại tiên đến nữ tử, giờ phút này lại giống như tiểu nữ nhân vậy vũ nghị, lộ ra phá lệ ôn nhu, đàn lãnh thù nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, nói, đi xuống đi, tòa này quạng mỏ trên không không có người thủ hộ sao, tần vấn thiên mở miệng hỏi tiếng. Dịch thanh cùng dịch liên huynh đệ nhìn tần vấn thiên một chút, dịch liên đôi mắt chỗ sâu có một vệt xem thường, tuy nói là một vị đỉnh cấp tiên đế, nhưng tán tu chính là tán tu, vậy mà liền điều này cũng không biết, nàng vừa nhìn về phía đàn lãnh thu, chỉ cảm thấy tranh lệch rất lớn, chỉ là mộ dung tiêu tiêu nữ nhân này, thực quá vô sỉ, vậy mà liền dính lên đi. Thiên vấn huynh, người có chỗ không biết, thao thiết khoáng mạch có được một cỗ đáng sợ thao thiết chi lực, thôn phệ thiên địa, ở nơi này thao thiết quạng mỏ trên không, tạo thành một cỗ kinh người không gian phong bạo loạn lưu, có các loại khí tức hủy diệt, cực kỳ đáng sợ, đừng nói là tiên đế cấp bậc nhân vật, cho dù là siêu phàm thánh giả cũng đừng hỏng đi ra ngoài, chỉ có từ cửa ra rời đi, dịch thanh cười giới thiệu nói là ta cô lậu quả văn đa tạ chỉ giáo tần vấn thiên hướng về phía dịch thanh nói lời cảm tạ đích xác là cô lậu quả văn dịch liên cười cười nói nhàn nhạt, nhạt nhìn tần vấn thiên một chút tần vấn thiên mỉm cười gật đầu đáp lại cũng không để ý một đoàn người một đường hướng phía trước mà đi phía dưới thường có đế quang xuất hiện nhưng mà bọn hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt quét mắt một vòng liền tiếp theo hướng phía trước không có mảy may dừng lại bình thường đế thạch cũng căn bản không vào đám người con mắt đó là cái gì đúng vào lúc này mộ dung tiêu tiêu ánh mắt nhìn về phía xa xôi chi địa ở nơi đó phảng phất có một tòa màu vàng kim cổ phong đứng sừng sững ở vậy vô cùng hào quang rực rỡ từ thiên khung thóng xuống rơi vào trên người giống như là là cổ sơn phủ thêm tầng một thần thánh hào quang thật là mạnh không gian quy tắc lực lượng tần vấn thiên nói nhỏ một tiếng đi xem một chút đan lãnh thô thân hình lóe lên giống như tia chớp màu đen vậy bắn ra thẳng đến phương hướng kia mà đến chờ ta, mộ dung tiêu tiêu dịu dàng nói, một đoàn người nhao nhao ra tóc hướng phía trước mà đi, dịch liên đôi mắt đẹp nhịn không được lại liếc mắt nhìn mộ dung tiêu tiêu, tựa hồ có chút nhìn đối phương không vừa mắt. Không bao lâu, bọn hắn đi tới cái địa phương kia, một tòa sáng trói vô cùng kim sắc sơn mạch, rộng lớn vô cùng, phát ngang ở thiên địa không gian, nơi xa đứng đấy vô số cường giả, bọn hắn đều chiếm một phương, hoặc nhắm mắt đứng thẳng, hoặc ngồi xếp bằng, tựa hồ cũng tại cảm ngộ. Đây là không gian lực lượng, lại tựa hồ không là thuần túy không ra lực lượng. Tần vấn thiên nhìn chằm chằm phía trước, hùng vĩ kim sắc cự sơn, giống như trong suốt cổ phong, ở bên trong, đều xuất hiện một chút giải rác thân ảnh. Bọn hắn từng cái mặt như tĩnh mịch, khô gầy như củi, giống như là bị nhốt ở bên trong vô số tuyến nguyệt vậy, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm chuyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn, bắp phiếu vào thiên đạo thư viện nhé, đây không phải không ra lực lượng. Tần vấn thiên thoại âm rơi xuống, Đàn lãnh thu liền nhàn nhạt, nhạt trả lời một tiếng, nhìn phía trước kim sắc hùng núi, nói đây là giới lực. Một đoàn người đều mắt lộ ra phong mang, không sai, cái này đúng là bọn họ bên trong không ít người muốn tìm kiếm đồng thời chạm tới cỗ lực lượng kia, giới lực. Tần vấn thiên ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú phía trước, cái này chính là chân thật tồn tại giới lực sao hơn nữa, như vậy thực chất hóa hiện ra ở nơi này, siêu đế thạch tài nguyên khoáng sản, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, cái này thậm chí có thể xưng là cột mốc. Đế cảnh giới đem thuộc tính quy tắc lĩnh vực đến cực hạn, thuộc tính khác nhau quy tắc dung hợp, rèn đúc cường đại quy tắc lĩnh vực, nhưng mà bước kế tiếp phải nên làm như thế nào diễn hóa làm đối với quy tắc lĩnh ngộ được cực hạn, cảm ngộ quy tắc bản nguyên, chính là đối với đế cảnh đã vượt ra, khi đó, người tu hành có thể đem ý chí của mình dung nhập vào quy tắc chi pháp bên trong, pháp ý tức ta ý, thiên ý tức ta ý, từ đó, lại tiến hành quy tắc dung hợp, từ đó sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới, cỗ lực lượng này, liền xưng là giới lực. Loại lực lượng này, đã vượt ra quy tắc lĩnh vực phạm trù, là bản chất thuế biến thăng hoa, là chân chính chất biến, làm hoàn toàn mới lực lượng dung hợp, pháp của ngươi ý cũng dung nhập trong đó, cỗ lực lượng kia, liền hoàn toàn là một bộ phận của ngươi, võ mệnh tu sĩ, bản thân liền đại biểu thiên địa chi ý, cho nên là chân chính siêu phàm nhập thánh, không chỉ là lợi dụng quy tắc tiên, mà là siêu thoát tiên chi bên ngoài, thành tựu tự tại thân. Cho nên, trường sinh giới tiên đế vô tận, nhưng mà, có mấy cái giới chủ nhân vật trước mắt Tần Vấn Thiên đã biết, vẻn vẹn chỉ có hai người mà thôi, trường sinh giới chủ, cùng năm đó nghệ. Bước này vượt qua, chắc là chân chính khó như lên trời, vô tận nhân vật phi phàm, thậm chí dốc cả một đời, thẳng đến thời điểm chết, đều không thấy được cấp bậc kia. Đừng nói là giới chủ, bọn hắn liền ở vào tiên đế cùng giới chủ ở giữa cấp độ kia đều không thể đi đến, cái này cấp bậc người, đều cực ít, mênh mông vô tận trường sinh giới, có thể bước vào tầng kia lần, cũng có thể trở thành là một mới cung chủ nhân vật, hoặc là mở ra đỉnh cấp thế lực có thể nghĩ nó mạnh mẽ. Tần vấn thiên nhập thái cổ tiên vực về sau, tự nhiên không có khả năng không để ý tới hiểu những kiến thức này. Hắn từng nhìn qua cổ tịch, bên trên có ghi chép, bọn hắn sinh hoạt tam thập tam thiên tiên vực, thậm chí bao gồm thái cổ tiên vực vì sao mà sống thế nào sẽ có thế giới mảnh thế giới này vì sao lại sẽ như vậy cân bằng, có được các loại thuộc tính một cách tự nhiên giao hòa vào nhau giới chủ, cũng đã ẩn ẩn có tư cách tiếp xúc đến cái kia một loại tầng thứ, võ mệnh tu sĩ càng là trưởng thành, càng lúc dần dần tiếp cận chân thực tiếp cận bản chất của thế giới. Đan huynh liếc mắt liền nhìn ra giới lực, không hổ là thiên hành cung cung chủ đại đệ tử, chắc hẳn khoảng cách cấp độ kia, bản thân cũng không xa, mộ dung tiêu tiêu yếu ớt cười nói, đan lãnh thu lại nhàn nhạt lắc đầu nói, còn kém quá xa, ta tin tưởng đan huynh sớm muộn có thể bước vào cái kia một cảnh, có lẽ ở nơi này thao thiết trong màu quặng, liền có thể lãnh ngộ được cung chủ cấp độ, mộ dung tiêu tiêu lại nói, ta đối với cái này cột mốc hình thành không là rất biết, đan huynh có thể giải thích cho ta sao, ừ, đan lãnh thu nhàn nhạt, nhạt gật đầu, ta từng hữu hạnh nghe qua sư tổ giảng đạo, sư tổ nói, giữa thiên địa có 9 cái tinh hà, bên trên có vô tận võ mệnh tinh thần, kỳ thực, cái này 9 cái tinh hà đều là đối với ứng với cảnh giới võ đạo của chúng ta, càng là phía trên tinh hà, trong đó võ mệnh tinh thần chất chứa càng lực lượng đáng sợ, nhưng bởi vì cảm giác người bản thân nhận cảnh giới trói buộc, lại thêm vô hạn khoảng cách rất xa. Cái này liền đưa đến bọn hắn không có cách nào chân chính cảm nhận được võ mệnh tinh thần chân thật lực lượng, bọn hắn có thể cảm nhận được, chỉ là mình có thể hấp thu lực lượng. Tần Vấn Thiên nghe được Đan Lãnh Thu lời nói mắt sáng lên, trong lòng của hắn sớm có dạng này nghi hoặc, cử trọng thiên càng cao võ mệnh tinh thần càng là bất phàm, nhưng lập tức chính là tầng thứ nhất võ mệnh tinh thần, kỳ thực liền chất chứa vô tận quy tắc, không phải một chút tu hành đến tiên tri cảnh giới người, bọn hắn trước kia nếu là câu thông qua phía dưới cùng võ mệnh tinh thần, chẳng lẽ võ mệnh tinh thần liền phế đi sao dĩ nhiên không phải, khi bọn hắn cảnh giới cao về sau, có thể hấp thu lực lượng bất đồng, những cái này khoáng mạch, kỳ thật đều là trong tinh không to lớn tinh thần thiên thạch hoặc là tự nhiên mà thành tiểu võ mệnh tinh thần cái này thao thiết khoáng mạch mặc dù ta không biết nó là như thế nào đản sinh nhưng hẳn là đã trải qua vô tận tuế nguyệt cái gọi là nước chảy đá mòn tích lũy tháng ngày phía dưới bất kỳ cái gì cái gì cũng biết từ lượng biến đến chất biến quy tắc khoáng mạch cũng sẽ cùng nhân loại võ mệnh tu sĩ một dạng dần dần sinh ra quy tắc bản nguyên lực lượng ra đời pháp ý làm hai loại bất đồng quy tắc bản nguyên vô số năm tồn tại cùng một chỗ pháp ý giao hòa trải qua vô tận tuế nguyệt biết dần dần tiến hành pháp ý dung hợp từ đó sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới sinh ra cột mốc tài nguyên khoáng sản người nói là cái này tài nguyên khoáng sản cũng có bản thân ý thức mộ dung tiêu tiêu hỏi pháp ý không phải bản thân ý thức thiên địa có pháp chính là chúng ta ngày thường xưng thiên ý nhưng này bản thân liền là hư vô phiêu miểu nhưng lại chân thực tồn tại nó không giống như là nhân loại giống như yêu thú có thể suy nghĩ đàn lãnh thu giải thích nói ra mộ dung tiêu tiêu trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục cười nói đan huynh ngươi thực sự thật lợi hại, nghe xong ngươi một lời nói về sau, ta cảm giác mình đều muốn đốn ngộ. Sâu sắc, dịch thị huynh muội cũng gật đầu nói, tần vấn thiên như có điều suy nghĩ, tuy nói lời nói của mộ dung tiêu tiêu có chút nịnh nọt hương vị, nhưng đàn lãnh thu lời nói này quả thật làm cho người có thể hồ quán đỉnh cảm giác, nhân loại thường nói, thiên ý khó dò, thiên mệnh khó trái, dùng đàn lãnh thu lời giải thích, liền phi thường hợp lý. Cái gọi là thiên ý chính là phiến thiên địa này đản sinh một loại pháp ý, cũng không có suy tính lực lượng, hắn bản thân liền là hư vô phiêu miểu, đương nhiên khó dò. Mà nhân loại là vạn vật chi linh, làm con người lĩnh ngộ được loại lực lượng kia thời điểm, bản thân ý thức dung nhập trong sức mạnh, chính là pháp ý, ngươi liền đại biểu thiên địa ý chí, thiên ý tức ta ý, cường đại cỡ nào bá đạo. Đây đều là so sánh dễ hiểu đồ vật mà thôi, trước mắt cột mốc nên là không gian pháp ý dung hợp đại địa pháp ý, từ đó ra đời một loại hoàn toàn mới pháp ý, từ quy tắc lực lượng hóa thành giới lực người ở bên trong bị nhốt trong đó chỉ sợ là vĩnh viễn không ra được đàn lãnh thu nhìn lấy cái kia cự phong bên trong một nhóm thân ảnh nói những mắt người đó thần đều trở nên trống rỗng vô thần chắc là đã trải qua thống khổ dãy ruộng nơi này không thích hợp chúng ta giới chủ cảnh giới cường giả lĩnh ngộ loại lực lượng này mới phù hợp chúng ta khoảng cách còn có chút xa đàn lãnh thu tiếp tục nói ừ ta nghe ngươi mộ dung tiêu tiêu gật đầu nói một đoàn người mặc dù cảm thấy cái này giới sơn thần kỳ nhưng cũng rõ ràng xác thực không thích hợp cảm ngộ tu hành, cách bọn họ quá xa chút. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước mà đi, vừa tìm được một chỗ phi phàm chi địa. Là một đầu kiếm hà, từ thiên khung buông xuống kiếm hà, còn như là thác nước không ngừng hướng xuống rủ xuống, chảy vào đại địa, nhưng mà đại địa có một dòng sông kiếm chảy qua khu vực, lại hóa thành thâm uyên, không nhìn thấy đáy, không biết phải chăng là đến nơi này thao thiết quặng mỏ địa tâm, kiếm kia sông thật là đáng sợ, nếu là đứng ở phía dưới, chỉ sợ trực tiếp đó là một con đường chết kiếm ý vẫn còn, cũng không giao hòa, kiếm ý này, tiếp cận quy tắc bản nguyên. Đàn lãnh thu ngồi xếp bằng, trực tiếp nhắm mắt cảm ngộ tu hành. Mộ dung tiêu tiêu thấy cảnh này sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, tại đàn lãnh thu bên cạnh ngồi xuống. Tần vấn thiên cũng tìm tới một chỗ tốt vị trí, hắn không hề ngồi xuống đến, chỉ là đứng ở đó, an tĩnh nhìn lấy, áo trắng tung bay, tóc dài múa nhẹ. Kiếm chi quy tắc, kỳ hình cũng ngàn vạn, có thể hòa nước chảy, tùy theo mà lưu động, phảng phất trở nên ôn hòa. Người nơi này rất nhiều, đều là đến cảm ngộ, đứng vị trí của tại khác biệt, đến thao thiết quạng mỏ người, trừ là khoáng thạch bên ngoài, đồng dạng còn vì cảm ngộ tu hành, nơi này có quá nhiều cơ duyên. Sau mấy tháng, một đoàn người vẫn như cũ còn tại cảm ngộ, tần vấn thiên một mình đứng ở một phương, mộ dung tiêu tiêu ngược lại là ngẫu nhiên tại đan lãnh thu lúc ngừng lại thỉnh giáo đan lãnh thu phương pháp tu hành. Đan huynh, lại có cảm ngộ, lúc này, gặp đan lãnh thu mở to mắt, mộ dung tiêu tiêu hỏi. Đan lãnh thu nhẹ nhàng gõ đầu, chỉ nghe mộ dung tiêu tiêu hỏi, Đan huynh, ta muốn thỉnh giáo dưới, cái này kiếm hà như nước chảy, ôn hòa không cương, nhưng mà kiếm lại là trí cương trí cường chi ý, kiếm, thật có thể trở nên nhu hòa không có lực sát thương sao, đương nhiên không thể, đã mất đi nhuệ khi ý, còn có thể xưng là kiếm ý à. Đan lãnh thu mở miệng nói, kiếm giả, vốn nên cực hạn sắc bén, mặc dù trước mắt kiếm hà ôn hòa, nhưng kỳ thực vẫn như cũ trí cương trí dương, nếu nhập trong đó, trong nháy mắt là chết cái gọi là nhu hòa, chỉ là biểu tượng mà thôi. Cách đó không xa tần vấn thiên nghe được đan lãnh thu lời nói thần sắc giật giật, kỳ thực những ngày này lĩnh ngộ quá trình bên trong, hắn đã ở suy nghĩ vấn đề này, nhưng mà, hắn và đan lãnh thu có chút bất đồng kiến giải, vừa vặn có thể nhờ vào đó nghiên cứu thảo luận một phen, thế là hắn mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có chút khác biệt cái nhìn, quy tắc chi ý nhưng có ngàn vạn hình thái, kiếm chi thuộc tính bên trong có được trí cương trí dương chi ý, đây là quy tắc thuộc tính bản thân ban cho, nhưng kiếm ý cũng có thể ôn hòa như nước chảy phất qua thân thể mộ dung tiêu tiêu ngừng đầu cười nhìn lấy tần vấn thiên không nghĩ tới lúc này hắn biết mở miệng nói chuyện đan lãnh thù bị tần vấn thiên phản bác thì là nhíu nhíu mày lãnh đạm nói người gặp qua không thể giết người kiếm sao gặp qua tần vấn thiên gật đầu nói làm chúng ta tự thân khống chế kiếm ý ở bên trong thể lưu động thời điểm vì sao sẽ không đả thương cùng bản thân lời lẽ sai trái đan lãnh thù thanh âm lãnh đạm mấy phần nói bản thân khống chế lực lượng có thể nào thương tới bản thân, đây coi là cái gì ví dụ, đơn giản nói bậy nói bạ. Cái gọi là pháp ý, liền đem bản thân ý chí dung nhập trong sức mạnh, đây là người trước đó nói, đã như vậy, làm chúng ta tiến vào cảnh giới càng cao hơn, thiên ý tức ta ý, ta đã có thể thuận buồm xuôi gió khống chế, có thể không thương tổn bản thân, đồng dạng cũng có thể không thương tổn người khác, bây giờ chúng ta không cách nào làm đến, có lẽ chỉ là cảnh giới không đủ mà thôi. Tần vấn thiên ngữ khí ôn hòa như cũ, đây là cái nhìn của hắn đồng dạng là cảm ngộ, người khác nhau, cảm ngộ tự nhiên sẽ khác nhau. Người gặp qua cảnh giới cao hơn người làm như vậy, đàn lãnh thu châm chọc một tiếng, ánh mắt có mấy phần trào phúng ý vị. đan huynh thế nhưng là thiên hành cung cung chủ đại đệ tử, giới chủ đồ tôn, thế nhưng là nghe qua giới chủ giảng đạo. Bên cạnh mộ dung tiêu tiêu cười khanh khách nói, nghe thấy đạo có trước sau, ta cũng chỉ là nói một chút cái nhìn của mình, hơn nữa, ta kiên trì ý kiến của mình. Tân vấn thiên cười nói, nói như vậy, ngươi là cho là mình bây giờ được, mặc dù nghe đạo ở phía sau, cũng đã cảm ngộ tại ta trước đó, đàn lãnh thu ngôn ngữ sắc bén, hình như có đáng sợ kiếm ý lan tràn ra, đã như vậy, ngươi ta luận bàn một phen, không liền biết rồi. Đàn huynh, chỉ là luận đạo mà thôi, thiên vấn huynh cũng chỉ là trình bày cái nhìn của hắn, không cần thương tới hòa khí. Dịch thanh mở miệng khuyên nhủ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tần vấn thiên nói giống như còn có đạo lý một chút, nhưng lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé, siêu phẩm truyện việt phù thiên ký tang thương đau buồn bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé tẩn vấn thiên nhìn thoáng qua đan lãnh thu luận bàn hắn cười cười kết minh thời điểm hắn liền biết cái gọi là đồng minh bất quá là kẻ yếu phụ thuộc cường giả một loại tự bảo vệ mình mà thôi loại này liên minh tại lợi ích trước mặt là cực kỳ yếu ớt bọn hắn kết minh thời điểm bởi vì đan lãnh thu thân phận duyên cớ cái này liên minh liền ẩn ẩn lấy hắn vi tôn đám người đều nịnh nọt lấy hắn cái này đan lãnh thu bản thân cũng đúng là nhân vật siêu phàm lại thêm hắn thân phần tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Thế là, đối với hắn nói lên không đồng ý với ý kiến, coi là khiêu khích, đề nghị so tải chiến đấu. Nhàn nhạt lắc đầu, Tần Vấn Thiên nhìn về phía trước, không nói thêm gì, niềm kiêu ngạo của hắn không giống đàn lãnh thu như thế, dung không được người khác không đồng ý với ý kiến, hắn có lĩnh ngộ của mình cái nhìn, đàn lãnh thu nếu như cũng kiên trì cái nhìn của hắn, cái kia cùng hắn có liên can gì, chẳng lẽ có không đồng ý với ý kiến người, ngươi liền muốn cùng người luận bàn chiến đấu một dạng chứng minh ngươi là đúng đương nhiên, đàn lãnh thù sẽ như thế, cuối cùng hay là bởi vì tự đề cao bản thân, nếu là hắn biết thiên vấn chính là thượng giới thống lĩnh đế quân chiến nhất chiến thành danh tần vấn thiên, có lẽ liền có thể dễ dàng tha thứ hắn không đồng ý với ý kiến, bây giờ tức giận, chẳng qua là cảm thấy tần vấn thiên không có tư cách trước mặt mọi người nghi vấn hắn cảm ngộ đi, nhất là tại trước mặt người đẹp. Cho dù đàn lãnh thu cũng không có đối với mộ dung tiêu tiêu biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình, nhưng bị mỹ nữ ái mộ, cuối cùng vẫn là có thể thỏa mãn hư vinh tâm, tự nhiên không thể mất mặt. Đan huynh, hắn chỗ nào có thể cùng ngươi luận bàn, người ở đây ý cái nhìn của hắn làm gì, dịch liên lúc này mở miệng nói ra, về phần mặt khác hoang địa tứ cùng bốn người, là đều là trầm mặc, lẳng lặng nhìn, đồng thời đã ở suy nghĩ trước đó tần vấn thiên cùng đan lãnh thu. Từ nhìn bề ngoài đến, tự hồ là đan lãnh thu đúng, nhưng mà nếu là suy nghĩ sâu xa, tần vấn thiên lời nói làm sao không có đạo lý, nếu người khống chế tự thân lực lượng thời điểm có thể không thương tổn cung bản thân như vậy là không mang ý nghĩa lực lượng bản thân là khả năng khống chế cũng không có tuyệt đối chân chính quy tắc bản nguyên là có thể lấy cỡ nào loại hình thái mà tồn tại càng là suy nghĩ sâu xa càng biết cảm giác hình như có một tia cảm ngộ chỉ là không cách nào bắt lại nhưng dù vậy bọn hắn vẫn như cũ sẽ không đi biểu thị ủng hộ tần vấn thiên kiếm hà vẫn như cũ lưu động phía trước thâm nguyên chi địa ẩn ẩn có kiếm ý lưu động mà ra nhất định phảng phất đi ngược dòng nước khiến cho đám người ánh mắt ngưng tụ, tiên niệm hướng phía thâm nguyên dưới đáy nhìn trộm mà đến, trong chốc lát, rất nhiều người đôi mắt co vào, có người hoảng sợ nói, có người. Trong vực sâu, lại có người xuất hiện, từng đạo từng đạo sắc bén ánh mắt hướng phía hạ không nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi lên, kiếm hà không ngừng nghịch lưu, cùng chảy xuôi mà hạ kiếm hà tương hỗ giao hội, lập tức điên cuồng hướng phía bát phương bắn ra. Phốc thử, một đạo tiếng vang lanh lãnh truyền ra, một người cúi đầu, nhìn mình ngực, nơi đó có từng cái rậm rạp chẳng chịt cửa hang hình như có một cỗ dòng nước chảy qua thân thể liền lưu lại những cửa động này lập tức máu tươi chảy xuôi mà ra cũng như là nước chảy a à, người kia phát ra một đạo tiếng gào thê thảm thân thể nhanh lùi lại trong chốc lát lần lượt từng bóng người cấp tốc lui về sau mở lộ ra thần sắc kinh khủng cái kia giống như bọt nước vậy văng khắp nơi kiếm hà nhìn như nhu hòa vô hình nhưng lại có lực sát thương đáng sợ cái này tựa hồ chứng thực trước đó đàn lãnh thu lời nói kiếm chi hình thái có lẽ có thể cải biến, nhưng bản chất chính là trí chí cương trí cường, sắc bén đến cực điểm, không có không giết người chi kiếm. Nhưng mà, lại nhìn vậy từ trong thâm nguyên xuất hiện thân ảnh, giống như lại muốn đẩy lật loại này kết luận, tần vấn thiên, giống như là đúng, người kia tắm rửa bên trong kiếm hà, không dùng bất luận cái gì lực lượng đi chống cự, kiếm hà chảy qua thân thể của hắn, chậm rãi chảy xuôi mà qua, giống như là chân chính giọt nước vậy, đáng sợ đến cực điểm đây là hắn bản thân thả ra kiếm ý đan lãnh thu thân hình lui về sau đồng thời mở miệng nói ra nhưng mà tựa hồ có chút lừa mình dối người kiếm ý kia rõ ràng là tự nhiên mà sống là thao thiết quặng mỏ sản phẩm là ngoại lực nhưng khi ngươi tu vi đủ cường đại thời điểm giống như thực sự có thể thay đổi kỳ hình thái để kiếm trở nên ôn hòa xem ra quy tắc bản nguyên cảm ngộ về sau liền có thể làm đến tần vấn thiên thì thào nói nhỏ một tiếng nhìn thoáng qua đan lãnh thu nói như vậy thiên hành cung cung chủ cũng có thể làm được hắn chưa nói với ngươi sao? đàn lãnh thù thần sắc cứng đờ, sắc mặt càng phát ra khó coi. đúng vậy a, à, một số thời khắc cuối cùng là phải bản thân cảm ngộ mới là bản thân. nếu như trực tiếp nói cho ngươi, ngươi ngược lại lâm vào một loại nào đó trong khốn cảnh, tuy biết lại không thể hiểu được, còn không bằng trực tiếp ngộ đến. chắc hẳn thiên hành cung cung chủ nhất định nhiều lần như ngươi cảm thụ lực lượng của hắn đi. tần vấn thiên hít một tiếng, giọng ôn hòa cũng không có vinh váo hung hăng chi ý, chỉ là trong lòng như có điều suy nghĩ đám chìm ở bản thân trong cảm ngộ. Im miệng, đàn lãnh thu băng lãnh quát, tần vấn thiên sững sờ, lập tức không nói gì nữa, mộ dung tiêu tiêu một trận kinh ngạc, lập tức vẫn như cũ nhàn nhạt, cười, nhìn lấy đàn lãnh thu nói, sự thật không nhất định chính là chúng ta thấy, ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi là đúng, cái này thuần túy chính là triệt đầu triệt đuôi lời nịnh nọt nói, đàn lãnh thu lại hướng về phía mộ dung tiêu tiêu nhẹ gật đầu, cái kia kiêu ngạo hư vinh tâm, giống như dạng này mới có thể dễ chịu một chút. Tần Vấn Thiên không có nhìn lại đối phương, mà là nhìn về phía vậy từ trong thâm nguyên người xuất hiện, hắn vậy mà ngồi xổm ở vậy, tại mài kiếm, đem kiếm thả ở trên đám mài kiếm, mặc cho vô tận kiếm hà lưu động ở phía trên, khiến cho kiếm kia thân kiếm bóng loáng như tẩy, có thể chiết xạ ra quang tới. Hắn tóc dài choàng tại vậy, cực kỳ lộn xộn, giống như như kẻ điên, hắn mặc một bộ hắc sắc áo choàng, vết máu lốm đốm, có vô số vết máu, quần áo cũng là cực kỳ rách dưới, hắn một mực tại cái kia mài kiếm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, một sợi đáng sợ hàn quang từ trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, sáng chói vô cùng, cái kia đạo ánh mắt, phảng phất chất chứa thiên địa trí cường kiếm ý, có thể xé rách tất cả, xuyên thấu tất cả. Ngàn năm mài nhất kiếm, bây giờ, kiếm thành, sắc bén thanh âm từ hắn trong miệng thốt ra, lập tức, đá mài kiếm hướng phía hạ không rơi xuống, bàn tay hắn đem chuôi kiếm này cầm lên, lập tức bàn tay đột nhiên run lên, trong chốc lát, hao hết ngàn năm mài kiếm, trực tiếp bị hắn phá hủy. Ngàn năm mài kiếm, kiếm thành, chỉ vì phá hủy cái này ngàn năm, hắn là mài chuôi kiếm này, vẫn là mài hắn tự thân chuôi kiếm này thân hình lóe lên, cả người hắn hóa thành một vệt ánh sáng, giống như một thanh kiếm, hắn người, chính là kiếm. Phốc thử một tiếng, huyết quang hiện, chỉ thấy một bóng người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thi thể tách rời, tại chỗ bị chàm. Đạo kiếm quang kia không ngừng phiêu tán rơi dụng mà ra, nhanh như lưu tinh thiểm điện, giống như một đạo kiếm mang, phốc phốc tiếng vang không ngừng, chỉ thấy lần lượt từng bóng người không ngừng bị chém giết chu diệt, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, thấy cảnh này đám người đều hoảng sợ, từng cái sắc mặt kinh biến, trên người đế huy điên cuồng bộc phát, đồng thời cấp tốc sau này nhanh chóng thối lui. Quy tắc bản nguyên, kiếm chỉ pháp ý sao, tần vấn thiên run sợ, lực lượng thật mạnh, hắn nhìn thấy một vị đỉnh cấp tiên đế cường giả, lấy siêu cường phòng ngự hộ thể, quy tắc lĩnh vực sinh ra, đúc thành bất diệt không gian, nhưng mà trực tiếp bị xuyên thấu mà qua, trí cường kiếm ý đem hắn chu diệt còn có cường giả lấy thần binh pháp bảo hộ thân ngăn tại trước người nhưng lại gặp kiếm quang trực tiếp phân giải theo pháp bảo lưu động trong phút chốc chảy qua hắn thần binh pháp bảo tiến vào thân thể của hắn ở tại một bên kia lập tức đem hắn tru sát căn bản ngăn không được cái này từ trong thâm nguyên đi ra cường giả cũng đã là chân chính đứng ở đế cảnh vô địch tầng thứ thậm chí có thể là tiếp xúc đến cửu giới cung cung chủ tầng kia cấp ngàn năm mài nhất kiếm xuất hiện về sau trực tiếp lấy người thử kiếm người này tu hành đã gần như điên cuồng trong mắt chỉ có kiếm của hắn, vô số cường giả, phảng phất chỉ là hắn mải kiếm thí luyện chi vật, mà không phải là từng đạo từng đạo sinh mệnh, có thể nói vô tình đến cực điểm. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là đại đạo vô tình sao đan lãnh thu bọn hắn cũng tất cả đều tại lui, chỉ thấy mộ dung tiêu tiêu trốn ở đan lãnh thu đằng sau, một đoàn người phảng phất lấy đan lãnh thu làm trung tâm lui lại, đồng thời trên người đều bộc phát ra đáng sợ đế quang. Đạo kiếm quang kia lại hóa thân thành người, xuất hiện lần nữa, mỉm cười quét đám người một chút, lập tức nhìn về phía đàn lãnh thù đám người, cất bước mà ra, đàn lãnh thù thần sắc đại biến, trên người phóng thích khí tức đáng sợ, kiếm quang sáng chói nhất kiếm sinh, giữa thiên địa hình như có vô tận quang hoa, có thể chém ra thiên địa, thẳng hướng đối phương. Nhưng mà lại thấy kia như kẻ điên thân ảnh vẫn như cũ hướng phía trước cất bước, giống như không quan tâm, hồn nhiên không có để ý vậy, tiếp tục đi lên phía trước động, làm đàn lãnh thu kiếm ý công kích rơi vào trên người đối phương thời điểm, những kiếm ý đó càng trở nên vô cùng nhu hòa, ở bên trên thân thể của hắn lưu động. Giờ khắc này, sắc mặt của đan lãnh thù ảm đạm, đồng thời, cái này giống như cũng ấn chứng, lỗi của hắn, làm thực lực đủ cường đại, là có thể cải biến quy tắc. Lấy kiếm chi lực lượng công kích cái kia tên điên chính là tự tìm đường chết. Cách đó không xa tần vấn thiên thấy cảnh này lập tức rõ ràng, cái này từ trong thâm nguyên đi ra mài kiếm cường giả hắn lĩnh ngộ kiếm quy tắc bản nguyên, đây là phát sinh chất biến, ở trên lĩnh ngộ trực tiếp áp đảo ngươi, ngươi kiếm đạo quy tắc, còn làm sao có thể đủ công kích đối phương trực tiếp bị khống chế lại đây là tuyệt đối lĩnh ngộ áp chế người cũng hiểu kiếm cái kia như kẻ điên thân ảnh châm chọc một tiếng lập tức vô tận kiếm nguy nghịch lưu rơi vào trên người đan lãnh thu vậy mà thực sự còn như là nước chảy tại đan lãnh thu trên thân thể lưu động đan lãnh thu thân thể không ngừng run rẩy trong đôi mắt tất cả đều vô cùng vô tận ý sợ hãi tiền bối tại hạ là là thiên hành cung cung chủ đệ tử trường sinh giới chủ cháu mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình sinh mệnh nguy cấp trước mặt, đan lãnh thu trực tiếp chịu thua, nói ra bối cảnh của chính mình, cái này khiến cái kia tên điên mắt sáng lên, trường sinh giới chủ đồ tôn cái này thao thiết khoáng mạch, nhưng vẫn là tại trường sinh giới chủ trong tay quản hạt lấy, hơn nữa, đã ở trường sinh giới địa giới, nếu là thật sự đem trường sinh giới chủ cho tôi thảm rồi, hắn cho dù bây giờ tu vi tiến nhanh, giống nhau là một con đường chết. Đã như vậy. Ta liền coi như là vì giới chủ giáo dục một phen ngươi đi, về sau hào hào cảm ngộ tu hành. Cái kia tên điên lạnh lùng mở miệng, lập tức vô tận kiếm uy nhất định lôi cuốn lấy thân thể của hắn, hướng phía phía dưới ném tới, kiếm ý tức hắn chi ý, tùy tâm sở dục. Đàn lãnh thu bị đuổi tới trên mặt đất, toàn thân đã ướt đẫm, nếu không phải là có thân phận hộ thân, đối phương một ý niệm, hắn liền hẳn phải chết, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm chuyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Bắp nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé, các ngươi cũng là giới chủ đồ tôn sao, cái kia tên điên ánh mắt vừa nhìn về phía mộ dung tiêu tiêu bọn hắn, những người này trước đó từ trước đến nay đan lãnh thu cùng một chỗ, thế là hắn có câu hỏi này, nếu thật là giới chủ đồ từ đồ tôn, hắn đương nhiên là sẽ không động. Ngàn năm mài nhất kiếm, hắn yên lặng quá lâu, cô độc quá lâu, bây giờ kiếm thành, lấy máu thử kiếm, cảm nhận được thể nội siêu phàm lực lượng, rất sung sướng, thế là, hắn vứt bỏ hết thảy, không có đi kiềm chế bản thân càn dỡ tâm mở sát giới. Chúng ta đều là đan huynh hảo hữu, Mộ Dung Tiêu Tiêu đám người mở miệng nói ra, có đúng không? Tên điên nhìn thoáng qua Đan Lãnh Thu, chỉ thấy Đan Lãnh Thu lắc đầu nói, ta và bọn hắn cũng không quen thuộc. Giờ khắc này, Mộ Dung Tiêu Tiêu đám người sắc mặt từng cái trắng bệch như tờ giấy, đều phẫn nộ nhìn lấy Đan Lãnh Thu, hỗn đản này vậy mà như thế tuyệt tình, muốn hại chết bọn hắn. Đan Lãnh Thu chính hắn đều suýt nữa mất mạng, không nghĩ lại gây đối phương, không đáng làm cho này một số người cầu tình mặc dù mộ dung tiêu tiêu nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng mà lấy hắn thân phần, căn bản không biết thiếu nữ nhân, ngày bình thường không quan trọng, nhưng loại thời điểm này, không lo được nhiều như vậy, hơn nữa, hôm nay hắn trỏ hề ra hết, mất hết mặt mũi, những cái này thấy người nếu là chết rồi, có lẽ càng tốt hơn. Đàn huynh, ngươi như thế hành vi, phải chăng quá hèn hạ chút. Hoàng địa tứ cung có một người mở miệng nói, nhưng mà hắn thoại âm rơi xuống, lại gặp một cỗ đáng sợ nước chảy kiếm trực tiếp xuyên thấu mà đến, trong chốc lát hắn mi tâm xuất hiện vết máu, vừa dứt lời, ngã gục liền, đồng thời, có đáng sợ kiếm quang đuổi giết những muốn chạy trôn đó người, huyết quang không ngừng. Hắn đối với kiếm chi quy tắc khống chế, đã trải qua chân chính đạt đến một loại siêu thoát chi cảnh, tùy tâm sở dục, ngoài ngàn vạn giảm giết người, đều dễ như trở bàn tay, căn bản không đường có thể trốn. Còn trốn sao, kiếm điên hất lên tóc cười lạnh, ánh mắt thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tiền bối siêu thoát đế cảnh, tại sao phải khổ như vậy khó xử chúng ta, dịch thanh nhìn lấy tên điên mở miệng nói ra. Ta thích, cái kia tên điên cười nói ra, ngàn năm mài nhất kiếm, bây giờ cuối cùng được đại đạo, có thể nào không phóng túng một lần bản thân. Cuối cùng được đại đạo, một thanh âm đột ngột vang lên. Bất quá lĩnh ngộ kiếm chỉ quy tắc pháp nguyên, chính là được đại đạo sao, nếu cái này liền vì đại đạo, giới chủ vậy thì là cái gì? Thanh âm này tựa hồ có chút chói tai, đám người đều hơi kinh ngạc, ai lớn mật như thế bọn hắn ánh mắt nhao nhao chuyển qua, dịch thanh đám người vậy mà nhìn thấy tần vấn thiên, không khỏi sửng sốt một chút, ra hỏa này vậy mà ngay tại lúc này mở miệng, muốn chết sao cái kia tên điên ánh mắt cũng nhìn về phía tần vấn thiên, lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, lại còn không có sợ chết, hắn cười nói, cái kia theo ý của ngươi, như thế nào đại đạo, tuy nói lĩnh ngộ quy tắc chi nguyên, có được siêu phàm lực lượng, từ đó trời cao biển rộng, nhưng mà, đại đạo phiêu miểu, liền có thể danh hiệu ngộ được đại lộ sao bây giờ tiền bối sinh ra pháp ý lấy pháp ý chấp trưởng quy tắc chi ý tùy ý tùy tâm thậm chí có thể coi là thiên ý tức ta ý nhưng thật có thể làm đến như thế tần vấn thiên mở miệng nói đừng nói là tiền bối cảnh giới cho dù là giới chủ cũng làm không được đại biểu thiên địa đại đạo lấy ý chí của mình đại biểu thiên ý đi ta coi là đại đạo vĩnh viễn là vô thượng trừ phi một ngày kia chân chính làm đến thiên ý tức ta ý ta ý tức thiên ý ta ý niệm nhưng để thiên địa run rẩy ta ý niệm có thể chấp trưởng chúng sinh vận mệnh nếu thật đến đại đạo tiền bối vừa lại không cần ở trong này dùng như thế tàn bạo thủ đoạn đối phó đám người, khi đó, mới thật sự là trời cao biển rộng, chấp trưởng thiên địa chi mệnh vận, há lại sẽ lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết người để chứng minh sự thành tựu của mình, như thế, bất quá là trò trẻ con, cái kia người điên tiếu dung càng phát ra nồng nặc, hắn nhìn lấy tần vấn thiên, cười nói, ngộ tính của ngươi quả thật không tệ, trước đó liền lĩnh ngộ quy tắc vô hình, bây giờ nói, ta cũng thừa nhận, có chút đạo lý, ta giết người. Chính là vì thỏa mãn bản thân ngàn năm mai nhất kiếm thành tựu, nhưng thì tính sao chỉ cần ta thích cho nên dù là ngươi nói đúng ta vẫn như cũ muốn giết ngươi xin tiền bối chỉ giáo tần vấn thiên mở miệng nói ra cái kia tên điên ánh mắt chỉ trệ hơi kinh ngạc nhìn lấy tần vấn thiên xin chỉ giáo chẳng lẽ hắn cho rằng hắn có thể đủ cùng mình một trận chiến nhìn thấy tần vấn thiên trên người quy tắc bộc phát tên điên cười lên hất lên tóc đầu cười rộ lên lộ ra hai hàm răng trắng lộ ra mấy phần tà mị chi ý hắn tâm niệm vừa động lập tức kiếm hạ hiện hướng phía tần vấn thiên dũng mãnh lao tới đáng sợ kia kiếm hà, phảng phất muốn đem Tần Vấn Thiên hoàn toàn bao phủ hủy diệt đi tới. Tần Vấn Thiên trên người không có kiếm chi quy tắc, Phật môn quy tắc đúc thành bất diệt kim thân, hóa thành kim cương pháp thể, thủ hộ thân thể, vạn pháp bất xâm. Đáng sợ kiếm hà đánh tới, trong nháy mắt trở nên cực hạn sắc bén, phát ra đáng sợ tiếng the thé vang, mà ở đánh vào Phật môn pháp thân phía trên lúc, lại gặp đến rồi một cỗ cường đại lực cản, mặc dù kiếm ý không ngừng ăn mòn mà vào, nhưng mà, lại không cách nào trực tiếp hủy diệt pháp thân, lúc này kiếm điên mài kiếm về sau lần thứ nhất gặp được loại tình huống này giết những người còn lại đều không cần tốn nhiều sức mà giờ khắc này kiếm hạ phun trào lại bị ngăn cản ngộ dung tiêu tiêu đám người ánh mắt cũng đều là đều ngẩn ra rung động nhìn một màn trước mắt phật môn pháp thân dáng vẻ trang nghiêm có thể ngăn trở cái này người điên công kích cái này thiên vấn vậy mà như thế lợi hại trước đó cái kia tên điên ra tay với đan lãnh thu thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem đan lãnh thu cầm xuống đan lãnh thu cùng tần vấn thiên mạnh yếu một chút có thể thấy được nhưng mà trước đây không lâu hai người luận đạo thời điểm ý kiến khác biệt đan lãnh thu cực kỳ cường thế đề nghị so tài chiến đấu tần vấn thiên né tránh lúc ấy bọn hắn coi là tần vấn thiên không dám chiến bây giờ xem ra lại là có chút châm chọc a à, đan lãnh thu rõ ràng sai rồi hơn nữa thực lực cũng không bằng người khác còn như vậy cường thế tần vấn thiên vô luận thực lực ngộ tính đều so đan lãnh thu mạnh hơn nhưng người khác lại có vẻ phá lệ điệu thấp Vừa nghĩ như thế, hai người tranh lệch lập hiền, dịch thanh bọn hắn đều lạnh lùng nhìn đan lãnh thu một chút, lộ ra mấy phần châm chọc ý vị, xác thực châm chọc, bọn hắn đi theo đan lãnh thu, lại bị đối phương không chút do dự vứt bỏ, ngược lại là tần vấn thiên lúc này mở miệng, tạm thời tan giã bọn họ nguy cơ. Đan lãnh thu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trước đó một mực cao quý ngạo nghễ hắn, giờ khắc này giống như lộ ra cực kỳ nhỏ bé cùng hèn mọn, cảm nhận được dịch thanh đám người miệt thị ánh mắt, sắc mặt của hắn đều có chút vạn vẹo cái kia tên điên nhìn thấy tần vấn thiên phòng ngự lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn huy kiếm mà động, trong chốc lát giữa thiên địa sinh ra vô tận kiếm huy, chu sát mà xuống, điên cuồng đụng vào Phật đạo trên thân thể, những cái này kiếm hoặc là đáng sợ trọng kiếm, uy lực lay trời, hoặc là lợi kiếm, sắc bén tới cực điểm. Tần vấn thiên trên người Phật đạo Pháp thân không ngừng khuếch trương, bên trong có vô tận phù văn lập lòe, giang khắp nơi, giống như một phương đại trận vậy, trùng điệp lực lượng ngăn cản, nhưng Pháp thân vẫn như cũ phá toái, không ngừng xuất hiện vết rách, bản nguyên kiếm công kích thật là đáng sợ, cho dù kim cương pháp thể, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng được. Phải biết, mười mấy năm tu hành, Tần Vấn Thiên đã trải qua bước vào đỉnh cấp tiên đế cảnh giới, năm đó hắn trung giai tiên đế liền có thể đánh bại rất nhiều siêu phàm đỉnh cấp tiên đế, lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, siêu phàm đỉnh cấp tiên đế ở trước mặt hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích, toàn bộ đều là bắt trọng thiên bên trên tinh hồn, có thể nghĩ quy tắc của hắn mạnh bao nhiêu đúng lúc này, chỉ thấy tần vấn thiên pháp thân khổng lồ phía trên hiện lên rất nhiều cánh tay, lại đồng thời tăng vọt, chủ động phát khởi công kích, mà không phải bị động phòng ngự. Rất nhiều người run sợ, đối mặt lĩnh ngộ quy tắc pháp nguyên lực lượng cường giả, tần vấn thiên vẫn còn có đánh trả chi lực. Cái kia tên điên ánh mắt cũng là trì trệ, loạn phát bay lên, chỉ thấy hắn giờ tay bóp ra kiếm quyết, giữa thiên địa xuất hiện từng đóa từng đóa đáng sợ liên hoa kiếm ý, từ kiếm hà trung sinh ra, từng đóa từng đóa hình kiếm hoa sen không ngừng sinh trưởng lan tràn, che đậy tất cả, đem những oanh sát đó mà đến cánh tay toàn bộ lôi cuốn trong đó, một chút xíu xoắn thành mảnh vỡ. Dạo sát tất cả hoa sen kiếm lúc khép mở hướng phía tần vấn thiên pháp thân mà đến, không ngừng mở rộng, hóa thành một đóa thôn diệt tất cả lớn hủy diệt hoa sen, muốn đem tần vấn thiên pháp thân bao khỏa trong đó xoắn nát. Phiến phiến không gian chi môn lập loè tại bát phương chi địa, hư không bên trên xuất hiện một đôi đáng sợ thật ảo chi mắt, trực tiếp rơi vào cái kia trên người tên điên, trong chốc lát đem đối phương nhốt vào không gian lãnh vực hắn tự thân trực tiếp bước vào không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện lại cái kia tên điên trước người, đi ngang qua hoa sen chi kiếm. Tên điên trong chốc lát từ thật ảo chi mắt không gian lĩnh vực bên trong tránh ra, nhưng nghênh đón hắn lại là sáng chói vô cùng quang minh. Oanh, kiếm ấy trong nháy mắt lôi cuốn thân thể, giống như kiếm thể, quang minh chi quyền oanh đến, đem hắn đánh lui, bay thẳng đến đó phiến kiếm hạ phía dưới, chỉ thấy thân thể của hắn hơi cong, lập tức lại đứng nghiêm, tán loạn tóc dài phía dưới, cặp mắt kia càng phát ra đáng sợ, hắn vậy mà, bị tần vấn thiên đánh lui. Người chung quanh cũng tận đều là run sợ, từng cái rung động nhìn chằm chằm tần vấn thiên, cái kia ngàn năm mải nhất kiếm, sau khi đi ra lấy máu mải kiếm tên điên, giết người như ngoé nhưng mà, lại bị trước mắt siêu phàm tiên đế chặn lại. Người không phải thiên vấn, người là tần vấn thiên, ly hỏa thành thống lĩnh. Mấy chục năm trước trường sinh giới thịnh yến bên trong lấy trung giai tiên đế chi cảnh đâm liền bắt đại giới cung cung chủ đế quân, bị giới chủ thưởng thức tần vấn thiên dịch thanh đột nhiên mở miệng nói ra hắn mặc dù không có đến hiện trường nhưng cũng đã được nghe nói trận chiến kia tần vấn thiên cùng đế thiên quá có tiếng có người miêu tả qua cuộc chiến đấu kia dịch thanh nhớ tới thiên vấn danh tự linh quang lóe lên liên tưởng đến tần vấn thiên tần vấn thiên hoàng địa tứ cùng người và mộ dung tiêu tiêu đều ánh mắt ngưng tụ bọn hắn cũng đều nghe nói qua danh tự người này được vinh dự trường sinh giới có tiềm lực nhất siêu phàm thanh niên tiên đế một trong so với hắn đàn lãnh thù tốt nhất giới đệ nhất liền lộ ra chẳng phải có phân lượng Tần Vấn Thiên lúc ấy thế nhưng là trung giai tiên đế, bây giờ, đỉnh cấp tiên đế. Bất quá cái này Tần Vấn Thiên cùng Đan Lãnh Thu khác biệt, hắn thật là quá điệu thấp. Cái kia tên Niên nghe được Tần Vấn Thiên chính là bị giới chủ thưởng thức nhân vật, lông mày lại nhíu lại, nói: "Quy tắc của ngươi rất mạnh, thế nhưng là, không nhất định có thể ngăn cản quy tắc của ta pháp nguyên lĩnh ngộ. Tiền Bối trừ kiếm chỉ quy tắc thắng qua ta bên ngoài, cái khác quy tắc lực lượng, ta đều không chiếm yếu thế, Tiền Bối muốn đánh bại ta, sợ là không dễ." Tần Vấn Thiên nói, cho dù đúng như này, ta muốn giết ngươi, ngươi làm sao có thể cản, cái kia tên điên cười lạnh nói. Ta không thể ngăn, nhưng mà tương lai, ta nhất định có thể giết ngươi. Tần Vấn Thiên nhìn đối phương nói, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Bắp Nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé Tần Vấn Thiên bây giờ đã đến đỉnh cấp tiên đế cảnh giới, nhưng đối phương đã siêu phàm nhập thánh, lĩnh ngộ quy tắc pháp nguyên, siêu thoát phàm tục phát sinh chất biến, Tần Vấn Thiên cho dù chiến lực cực mạnh, nhưng muốn hiện tại liền vượt qua cảnh giới chu sát nhân vật siêu phàm, hiển nhiên còn làm không được, cùng đối phương một trận chiến, Tần Vấn Thiên cũng thật sâu cảm nhận được này cấp độ nhân vật đáng sợ. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn lĩnh ngộ nhất hệ quy tắc pháp nguyên lực lượng, nếu là thành tựu đa hệ quy tắc pháp nguyên cái kia sẽ có nhiều đáng sợ, chất biến đem áp đảo hắn siêu nhiên chiến lực, cho dù là hắn tinh hồn cường hoành, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Đương nhiên, nếu là tần vấn thiên bản thân cũng lĩnh ngộ quy tắc pháp nguyên lời nói vậy liền không đồng dạng hắn tự hỏi có thể tùy tiện chu sát trước mắt tên điên tần vấn thiên uy hiếp thanh âm để cái kia tên điên theo dõi hắn ta mị cười một tiếng nói khó được gặp được người thú vị như vậy đã như vậy ta tha cho bọn hắn bất tử chỉ là người nếu là cho rằng quy tắc pháp nguyên dễ dàng như vậy lĩnh ngộ lời nói liền sai hoàn toàn ta ngàn năm mài nhất kiếm giết người bất quá thử kiếm mà thôi không giết bọn hắn cũng không cái gọi là ta ngược lại rất hiếu kỳ ngươi cần dùng bao nhiêu năm, có thể lãnh ngộ, liền không cần tiền bối lo lắng. Tần vấn thiên vẫn như cũ cười nói, cái kia tên điên tà mị cười một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, nhất định hoa kiếm biến mất, trong nháy mắt không gặp thân ảnh. Hắn rời đi về sau, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào tần vấn thiên trên người, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy lần lượt từng bóng người đi tới, hướng về phía tần vấn thiên kho người nói, đa tạ ân cứu mạng, tiền bối thực lực siêu nhiên, có thể chiến nhân vật siêu phàm, bội phục cực kỳ, sớm hỏi tần huynh chi danh hôm nay gặp mặt đâu chỉ danh bất hư truyền đơn giản mở rộng tầm mắt dịch thanh đi tới hướng về phía tần vấn thiên chắp tay nói trước kia ta nếu có bất kính chỗ tần huynh thứ lỗi hôm nay nếu không phải là tần huynh cứu giúp chỉ sợ bọn ta đều là muốn chết oan chết ổn tiện tay mà thôi mà thôi tần vấn thiên vừa cười vừa nói vẫn như cũ lộ ra hiền hòa tần huynh người thế nhưng là ẩn núp thật là sâu sớm biết ngươi lợi hại như vậy chúng ta coi như ôm chặt ngươi đầu này bắp đùi Mộ Dung Tiêu Tiêu đi lên phía trước, ôn nhu cười nói. Dịch Liên nhìn thoáng qua Mộ Dung Tiêu Tiêu, cảm giác có chút chán ghét. Nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, cũng không biết làm sao tu hành cho tới bây giờ cảnh giới. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tần vấn Thiên, trong lòng ẩn ẩn có chút buồn vô cớ. Trước đó vẫn không có chú ý tới, nguyên lai like hắn vậy mà như vậy. Anh Tuấn khí chất cực kỳ sáng chói, cả người đều lộ ra quang mang bắn ra bốn phía. So sánh phía dưới đứng đàn lãnh thu hai người đã trải qua căn bản là không có cách đánh đồng với nhau đàn lãnh thu không có tư cách cùng tần vấn thiên so sánh dịch liên mặc dù chán ghét ra mặt của mộ dung tiêu tiêu dày nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có muốn lên trước xúc động đúng vào lúc này chỉ nghe tần vấn thiên hướng về phía mộ dung tiêu tiêu nói ta chưa bao giờ ẩn tàng cái gì chỉ là đan huynh quá mức xuất chúng đến mức mộ dung tiên tử đều muốn kết giao đây cũng là nhân chi thương tình tần vấn thiên tuy là mỉm cười nhưng lại có mấy phần tránh xa người ngàn dặm chi ý nghe đến lời này dịch liên liền cũng bỏ đi tiến lên suy nghĩ đúng vậy a à, trước đó bọn hắn cả đám đều hướng đàn lãnh thu trên người tiến tới đối với tần vấn thiên xa cách thậm chí nàng còn mở miệng châm chọc bây giờ nhìn thấy người khác lợi hại liền đụng lên đi đây coi là cái gì tần vấn thiên trước đó có thể xuất thủ cứu giúp đã có thể được xem là hết tình hết nghĩa vô cùng có lòng dạ nếu là đổi một cái lòng dạ nhỏ mọi người bọn hắn chỉ sợ cũng đã chết chư vị cũng đều không cần khách khí tu hành không dễ đến đây thao thiết khoáng mạch mạo hiểm đều là tu hành, hy vọng các vị đều có thể có thu hoạch đi. Tần vấn thiên đối người nhóm chắp tay, lập tức hướng phía trước cất bước, từ trong đám người đi ra ngoài, đám người nhao nhao tránh ra, trong đôi mắt vẫn như cũ toát ra ý cảm tạ, sắc mặt của mộ dung tiêu tiêu hơi có vẻ xấu hổ, nàng đương nhiên rõ ràng, giữa bọn hắn cái gọi là liên minh, tự nhiên là không tồn tại. Hắn muốn làm gì, đúng lúc này, đám người mắt sáng lên, nhao nhao nhìn chằm chằm tần vấn thiên, bọn hắn nhìn thấy tần vấn thiên vậy mà đi vào vậy từ hư không buông xuống bên trong kiếm hà, lưu động kiếm hà chất chứa cuồn cuộn kiếm ý, cuồn cuộn không dứt, tần vấn thiên trên thân thể, có pháp thân xuất hiện, ngăn cản kiếm hà ăn mòn. Hắn đây là muốn học cái kia tên điên, lấy kiếm hà ma luyện tự thân, cảm ngộ kiếm chỉ quy tắc pháp nguyên. Đám người run sợ, trước đó, tần vấn thiên cùng đan lãnh thu luận đạo, chính là lấy kiếm làm đề, từ điểm đó liền có thể biết, tần vấn thiên sở trường về kiếm, hơn nữa, hắn đối với kiếm chi quy tắc lực lượng lĩnh ngộ sẽ chỉ so đan lãnh thu khác sâu hơn nếu am hiểu kiếm ý năm đó kiếm niên có thể tại thâm nguyên nhập đạo như vậy tần vấn thiên có gì không thể đám người chỉ thấy tần vấn thiên thân thể không ngừng chìm xuống dưới đi một chút xíu tiến vào thâm nguyên bên trong cuối cùng biến mất ở trừ tầm mắt của người ở trong dám ở thâm nguyên mài kiếm trừ đối với kiếm ngộ tính muốn đầy đủ cao bên ngoài còn cần bản thân có siêu phàm lực lượng nếu không căn bản ngăn không được kiếm hạ ăn mòn trực tiếp liền muốn hủy diệt tại kiếm hà phía dưới. Có người mở miệng nói ra, bọn hắn, chỉ có thể tại kiếm hà bên cạnh cảm ngộ, không dám vào nhập bên trong. Từng đạo, từng đạo thân hình lấp lóe, các cường giả đều chiếm một phương, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm hà bên trong tích chứa pháp nguyên lực lượng, có trước đó kiếm niên giết chóc chi chiến, trong bọn họ trong lòng có mạnh hơn khát vọng. Đương nhiên, cũng có một chút người cẩn thận rời đi, lo lắng cái kia tên điên lần thứ hai nổi điên đánh trở lại, như thế bọn hắn liền thảm rồi. Đan lãnh thu cũng không có đi, hắn đi đến kiếm hà bên cạnh ngồi xuống. Hai con người có đáng sợ sắc bén chi quang, hắn muốn đem đánh mất mặt mũi một lần nữa tìm trở về. Như vậy chỉ có so tần vấn thiên sớm hơn lĩnh ngộ được cái kia một cảnh siêu phàm nhập thánh. Ngộ dung tiêu tiêu bọn hắn đều đã bị Đan lãnh thu vứt bỏ qua một lần, suýt nữa bị hại chết, tự nhiên cũng sẽ không lại đến quấn lấy Đan lãnh thu. Một đoàn người như là người lạ đồng dạng, giống như tương hổ cũng không nhận ra, mộ dung tiêu tiêu bọn hắn cũng không dám trả thù Đan lãnh thu. Vô luận đan lãnh thu có bao nhiêu ti tiện, nhưng thực lực của hắn vẫn là tại kia, huống hồ, chỉ bằng giới chủ đồ tôn cái này một thân phận sẽ không có người thực đối phó hắn. Trong nháy mắt, liền đã qua đi thời gian mấy năm, mấy năm qua này, đan lãnh thu một mực ngồi ở kia, cảm ngộ kiếm ý, phảng phất không được kiếm đạo, thể không bỏ qua, ngày đó bị tần vấn thiên cứu không ít người đều ở, bọn hắn có là vì tu hành, có người vốn định rời đi, nhưng vì muốn lại nhìn một chút tần vấn thiên, nhìn hắn khi nào có thể đi ra, mới lưu lại tiếp tục cảm ngộ, có đôi khi, lòng hiếu kỳ cũng là cường đại động lực. Thâm nguyên chi địa, một bóng người quanh thân bao phủ quang minh, giống như một màn ánh sáng vậy, buông xuống kiếm hà rơi ở bên trên màn sáng, lập tức có kiếm hà hóa thành nước giọt vậy kiếm ý thâm nhập vào, chảy vào tần vấn thiên trong thân thể, giống như là một giọt nước rơi vào thể, nhưng mà, lại làm cho tần vấn thiên cảm giác được một cỗ kinh người sắc bén chi ý, như muốn phá hủy trong cơ thể hắn tất cả. Tần vấn thiên rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đó cái kia tên điên quần áo rách dưới, trên người còn có rất nhiều vết máu, hiển nhiên, cái kia tên điên cũng giống như hắn, đã nhận lấy cái này không phải người nỗi khổ. Hắn không chỉ có là tại cảm ngộ, đồng dạng là ở lấy huyết nhục chi khu mài kiếm, chẳng lẽ thành tựu kiếm đạo về sau, biết như vậy phóng túng bản thân tùy ý làm bậy, đại khai sát giới, chắc là quá trình này quá mức thống khổ, bị đè nén quá lâu, muốn làm càn điên cuồng một lần. Máu tươi tại tần vấn thiên khóe miệng xuất hiện, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thống khổ, bất quá nhưng như cũ nhẫn nại lấy, bản thân trải nghiệm kiếm chi quy tắc pháp nguyên lực lượng cường đại, mới có thể rõ ràng hơn cảm thụ. Như thế lặp đi lặp lại, tần vấn thiên một chút xíu thể ngộ, cảm thụ kiếm sắc bén, kiếm bá đạo, cùng kiếm chi ôn nhu. Quy tắc pháp nguyên, chất chứa quy tắc nhiều loại hình thái, chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền có thể đem tất cả đều khống chế, kiếm ý tức tại ý, nhưng mà, biết là một chuyện, muốn chân chính ngộ ra, ngộ ra, nhưng lại là một chuyện khác. Thời gian như cũ không ngừng trôi qua, Tần Vấn Thiên đối với quy tắc cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, cảnh giới của hắn không ngừng vững chắc, chân chính đạt đến tiên đế đỉnh phong cấp độ, phảng phất khoảng cách quy tắc pháp nguyên, chỉ thiếu chút nữa. Một ngày nay, như trước vẫn là cái kia phiến kiếm hà trong vách núi, Tần Vấn Thiên thân thể đứng ở đó, không ngừng có kiếm hà chảy qua thân thể, bây giờ, hắn đã không có chống cự, hoàn toàn tắm rửa tại bên trong kiếm hà, hắn quần áo màu trắng, sớm đã vết máu lốm đốm, nhưng hắn hôm nay, làm kiếm hà chảy qua thân thể thời điểm, hắn lại không nhúc nhích tí nào lại không năm đó vẻ thống khổ, chỉ là nhắm mắt lại, an tường vô cùng, giống như lâm vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu ở trong. Vì sao kiếm hà trải qua thân thể nhưng không có tổn thương hắn kiếm chi pháp nguyên bên trong chất chứa kiếm nhiều loại hình thái, nếu hắn thực sự bản thân cảm nhận được kiếm ôn nhu, kiếm này, tự nhiên là không gây thương tổn được hắn. Trọng yếu hơn chính là, cái này thậm chí đã trải qua mang ý nghĩa, hắn đã trải qua ẩn ẩn có thể khống chế kiếm hình thái. Nhưng mà, thời khắc này tần vấn thiên lại phảng phất hồn nhiên không biết vậy, vẫn như cũ đắm chìm ở từ thế giới của ta bên trong, giống như là tại đốn ngộ. Khoảng cách Tần Vấn Thiên bước vào thao thiết khoáng mạch đã có hơn 10 năm thời gian, một ngày này, kiếm hà vẫn như cũ như cùng đi xưa kia vậy buông xuống, thông qua Tần Vấn Thiên thân thể lại chảy ra, một mực đang nhắm mắt Tần Vấn Thiên rốt cục mở mắt ra, cái kia sáng trói sáng tỏ giống như tinh thần trong con người hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. ngẩng đầu, liếc nhìn lại, kiếm hà đảo lưu, vậy mà nghịch thế mà lên, hướng phía trên không lưu động mà đến. Lúc này, phía trên kiếm hà chung quanh cường giả vẫn như cũ rất nhiều đi một nhóm lại tới một nhóm đàn lãnh thu cùng ngộ dung tiêu tiêu đám người bọn họ nhưng vẫn đều ở đàn lãnh thu không có cam lòng không tỉnh kiếm đạo thề không rời đi đúng vào lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều đọng lại dưới bọn hắn từng cái hoảng sợ nhìn chăm chằm hạ không chỉ thấy một cỗ khủng bố giận tới cực điểm tức hạ xuống sau một khắc thân thể bọn họ toàn bộ sau này nhanh lùi lại bọn hắn nhìn thấy trong vực sâu xuất hiện nói cuốn thiên hà kiếm hà đi ngược dòng nước giống như hồng hoang mãnh thú vậy hướng phía bầu trời cuốn tới hóa thành kinh người phong bạo trong đó chỉ cần một sợi phong bạo tri ý lan tràn ra cũng có thể biết chu sát một vị tiên đế lui hướng phương xa đám người từng cái nhìn chăm chú phía trước phong bạo sau một khắc con mắt của bọn họ lại một lần ngưng kết ở nơi đó tại kiếm hà phong bạo trung ương vậy mà đứng đấy một bóng người hắn một bộ áo trắng vết máu lốm đống cứ như vậy đứng ở kiếm chi trung tâm phong bạo giống như chân chính thần minh vậy đem thụ nói chúng sinh cung bái Dạ thiên tri đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn. Bắp nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé một màn này, cùng năm đó xuất hiện tên điên có chút giống nhau, những đã từng đó thấy qua tên điên đột phá người rõ ràng. Tần vấn thiên, bước vào cấp độ kia, siêu phàm nhập thánh, siêu thoát tiên đế. Thật đáng sợ, có người run sợ không thôi, mộ dung tiêu tiêu bọn hắn đều rung động nhìn lấy tần vấn thiên, mấy chục năm trước trường sinh giới thịnh yến còn vẻn vẹn trung giai tiên đế lúc này mới thời gian mấy chục năm hắn liền liên tục phá cảnh xông phá đỉnh cấp tiên đế trói buộc bước vào cái này vô số người đều hướng tới cảnh giới mà cái kia tên niên danh sưng ngàn năm mài kiếm có thể nghĩ trong đó tranh lệch có bao nhiêu đáng sợ đây chính là ngộ tính có lẽ hắn mặc dù tại trung giai tiên đế cảnh giới nhưng kỳ thực ngộ tính cũng siêu việt rất nhiều đỉnh cấp tiên đế thậm chí siêu phàm đỉnh cấp tiên đế thí dụ như đàn lãnh thu năm đó hai người luận kiếm đạo tần vấn thiên hiển nhiên so đan lãnh thu đối với kiếm cảm ngộ khắc sâu hơn chúc mừng tiền bối dịch thanh mở miệng nói ra bây giờ thậm chí không danh hiệu tần huynh mà là nên danh hiệu tiền bối tu hành giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn lấy phân chia thực lực tôn ti về phần tuổi tác chỉ là dùng con mắt là không nhìn ra hơn nữa không phải nói người sống được trường ta liền muốn tôn trọng ngươi thí dụ như tại trường sinh giới khả năng có một ít lão gia hỏa sống so trường sinh giới chủ đều muốn lâu nhưng chẳng lẽ giới chủ muốn đối bọn hắn đi vãn bối chi lễ không thành trừ phi là đối với gia tộc trưởng giả, có lẽ là đối với một chút kính trọng người, mới có thể như thế. Thí dụ như, Tần Vấn Thiên nếu như gặp được một chút tu vi thấp trưởng bối nhân vật, vẫn là biết danh hiệu tiền bối, đây là tôn trọng, nhưng đối với xa lạ người, dĩ nhiên không phải dùng tuổi tác đến luận tôn ti, mà là thực lực. Nghe thấy đạo có trước sau, nhưng cuối cùng có thể siêu phàm người, mới là thật siêu phàm, có người nhẹ giọng cảm thán. Trước kia ta liền nghe nói, Đến rồi tiên đế cảnh giới đỉnh cao thời điểm, cảnh giới đã trải qua viên mãn, quy tắc dung mãn, muốn bước ra một bước kia, đã không phải là dựa vào cảnh giới tăng lên liền có thể làm được, mà là thuần túy dựa vào lĩnh ngộ, có ít người có thể một chiêu đốn ngộ, có ít người cuối cùng cả đời mà không đạt, bây giờ tiền bối nhập siêu bình thường, quả nhiên ấn chứng điểm ấy, đúng vậy a, à, tần tiền bối trước đó liền quy tắc đại viên mãn, tiên đế đỉnh phong, bây giờ, dựa vào siêu nhiên ngộ tính, khoảng chừng hơn 10 năm ở giữa liền đi ra một bước này, chúng ta vô cùng kính nể Đám người thái độ cùng trước đó lại phát sinh biến hóa, hơn 10 năm trước là cảm kích tần vấn thiên ân cứu mạng, đã trải qua đối với hắn cường đại chiến lực kính sợ, nhưng mà bây giờ, lại là đem tần vấn thiên coi là một tầng khác nhân vật đối đãi, trong mắt bọn họ, có là đối với nhân vật siêu phàm tôn kính, tần vấn thiên bước ra một bước này về sau, mang ý nghĩa chân chính cùng bọn hắn có một đạo cái hào rộng, là người của một thế giới khác vật. Tuy nói, tần vấn thiên còn vẻn vẻ lĩnh ngộ một loại thuộc tính, vốn lấy thiên phú của hắn ngộ tính nếu có thể tại hơn 10 năm ở giữa lĩnh ngộ một loại trong đó năng lực, như vậy, cái khác thuộc tính, chắc hẳn cũng sớm muộn có thể ngộ ra đến, đến lúc đó, hắn đó là có thể cùng cửu giới cung cung chủ ngồi ngang hàng nhân vật, cái tầng thứ kia nhân vật, bản thân liền là cao cao tại thượng người, bọn hắn đối với tần vấn thiên tôn trọng, cho nên lộ ra phá lệ tự nhiên. Duy chỉ có đan lãnh thu hắn mặt âm trầm, chỉ cảm thấy nội tâm thống khổ mà dày vò, hắn một mực ở nơi này tu hành, hy vọng một ngày kia có thể phá cảnh, nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn hơn 10 năm mà thôi, đối với bọn hắn loại này cấp bậc người tu hành mà nói có thể nói cực kỳ ngắn ngủi, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không có sở ngộ, nhưng Tần Vấn Thiên cũng đã phá cảnh, nghĩ đến chỗ này, hắn liền cực kỳ kiềm chế. Nhưng mà, cái này cũng chẳng qua là đan lãnh thu cá nhân cảm thụ mà thôi, Tần Vấn Thiên thậm chí không có nhìn hắn một chút, đứng tại trong bão hắn hướng về phía đám người nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức thân hình lóe lên, liền cũng giống như một đạo kiếm quang vậy biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp liền rời khỏi nơi này nhìn thấy Tần Vấn Thiên rời đi, đám người chỉ cảm thấy một trận buồn vô cớ, trong nội tâm vẫn như cũ còn không có bình tĩnh trở lại, hơn 10 năm lĩnh ngộ nhập siêu bình thường, chuyện này quá đáng sợ, nếu như trước đó Tần Vấn Thiên đã trải qua hiểu rất nhiều năm còn có thể lý giải, nhưng mà, bọn hắn đều là nghe nói, tại vài thập niên trước trường sinh giới thịnh yến, Tần Vấn Thiên vẫn chỉ là trung giai tiên đế cảnh giới mà thôi, nhưng mà, đám người ý nghĩ Tần Vấn Thiên đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Cả người hắn giống như một đạo kiếm quang vậy qua lại không, cũng không lâu lắm, hắn đi tới một tòa hỏa diệm sơn, cái này hỏa diệm sơn có đáng sợ nhiệt độ nóng bỏng, mà ở tòa kia hỏa diệm sơn trung tâm, phảng phất có được một cỗ kinh người hồng sắc, giống như máu tươi vậy, đỏ đến khiến lòng run sợ. Tần Vấn Thiên lấy kiếm ý bao khỏa thân thể, trên người kiếm chi quy tắc giống như từng mảnh từng mảnh áo giáp vậy, đem thân thể của hắn lôi cuốn ở bên trong, hắn từng bước một phóng ra, đi vào hỏa diệm sơn bên trong, đi vào trong đó chi địa, nơi này có từng khỏa giống như máu tươi vậy thạch đầu, chung quanh tràn ngập một cỗ màu máu đỏ khí thể, nơi này không có bất kỳ cái gì lực lượng khác có thể tồn tại, chỉ có hỏa diễm. Tần Vấn Thiên lấy kiếm đem lôi cuốn nhặt lên, lập tức lại ném, hắn biết, loại này mang hủy diệt đáng sợ khoáng thạch, lấy chữ vật giới chỉ căn bản là không có cách mang đi, trực tiếp có thể đem nhẫn chữ vật thiêu hủy đến, trừ phi là đồng dạng nhân vật siêu phàm luyện chế siêu đế phẩm chữ vật pháp bảo mới có thể đem chi chứa đựng. Tần Vấn Thiên ở trong này đi lại mấy ngày, sau đó hóa kiếm rời đi, tiếp tục tại thao thiết trong mỏ quặng hành tẩu, hắn vốn là cũng không phải là vì tài nguyên khoáng sản mà đến, mà là vì cảnh giới. Thời gian như cũ trôi qua, Tần Vấn Thiên không hỏi ngoại sự, đem tất cả đều tạm thời đặt ở sau đầu, ngày xưa Bắc Minh U Hoàng tin tức đối với hắn không nhỏ kích thích, không có thực lực, đối với đây hết thảy, hắn đều bất lực. chấm 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 chấm. Tại Tần Vấn Thiên biến mất những năm gần đây, Ly Hỏa Thành mỗi ngày đều có sự tình phát sinh, nhưng những năm này phát sinh lớn nhất sự tình, như trước vẫn là Hạ Lan Đế quân chết, Chuyện này cho tới bây giờ vẫn như cũ còn không có điều tra ra, nghe nói ly hỏa cung chủ đều vì này mà tức giận, tiếp tục tuyên cáo ly hỏa cung quản hạt khu vực, vô cùng lớn lợi ích dụ hoặc cường đạo đến đây tự hành đầu thú. Hơn nữa, tại mấy năm trước, lại còn thật có một cái tham lam chi người đi tới ly hỏa cung, chính là năm đó cường đạo một trong, hắn chính là ỷ thiên thành người, hơn nữa, đem cường đạo thủ lãnh tướng mạo lấy tiên niệm phát họa ra đến, nhưng không có người nhận ra người này, ra cắt hùng hoài nghi, người này là có người dịch dung, hơn nữa căn bản cái này cường đạo lời nói, đối phương phòng bị có thể nói cực kỳ nghiêm mật, cường đạo giữa lẫn nhau đều là không quen biết, có thể nói giọt nước không lọt, căn bản không có bất kỳ đầu mối nào có thể tra. Gia Cát Hùng biết, từ trên người cường đạo vào tay truy tra, căn bản không hy vọng. Thế là, cái kia cầm tới tưởng thưởng tiên vương cường giả còn tại tưởng tượng lấy tương lai thời điểm, tại ly hỏa thành hưởng thụ lấy mấy năm ngày tốt lành, rốt cục quyết định ra khỏi thành tiến đến địa phương khác, nhưng mà hắn ra thành ngày đầu tiên, liền bị người cho xóa sạch lấy được tu hành tài nguyên, trừ đã trải qua tiêu hao hết, bị người toàn bộ cầm lại. Cũng may cái khác cường đạo đều không có vì tham lam mà đánh mất lý trí, mới không có tự chịu diệt vong. Ly Hỏa cung, ra cát hùng tại hướng Ly Hỏa cung chủ báo cáo tin tức. Đã nhiều năm như vậy, Hạ Lan chết, vẫn là một chút tin tức không có, Ly Hỏa cung chủ ngữ khí có chút không vui. Khởi bẩm cung chủ, đối phương chỉ xuất hiện một lần, hơn nữa, tất cả cường đạo ở giữa, vậy mà không quen nhau, cái kia chu sát Hạ Lan thủ lĩnh ta suy đoán cũng có thể là dùng dịch dung thủ đoạn, căn bản không có bất luận cái gì có thể truy tra manh mối, chỉ có một cái tin tức, so sánh khả nghi. Gia Cát Hùng mở miệng nói, tin tức gì, ly hỏa cung chủ vấn đạo, hạ lan thị nhờ vào đó sự tình ở phía trên là mưu đồ lớn, bây giờ, trường sinh điện bên kia, đều biết tin tức, có người đến đây tra hỏi, để hắn phi thường khó chịu. Cường đạo tụ tập, tựa hồ là từ ỷ Thiên Thành bắt đầu, mà ỷ Thiên Thành, là năm đó dạ thiên vũ thiên vũ cung nơi ở gia cát hùng mở miệng nói ly huệ cung chủ mắt sáng lên có đáng sợ phong mang lập lòe nói ngươi chính là hoài nghi tần vấn thiên không có chứng cứ thuộc hạ không dám hoài nghi ai gia cát hùng cúi đầu nói bây giờ tần vấn thiên đã là xưa đâu bằng nay sớm đã không phải là năm đó tần vấn thiên gia cát hùng những năm gần đây ngươi một mực đi theo với ta ly hỏa thành sự tình đều là ngươi đang xử lý bản tỏa cũng một mực tín nhiệm ngươi trí tuệ có bất kỳ lời nói cứ nói đừng ngại vô luận liên lụy đến ai ly hỏa công chủ nói ra gia cát hùng người này một mực là phi thường thông minh là của hắn túi khôn nhân vật rất được tín nhiệm của hắn cho nên một mực đảm nhiệm đại thống lĩnh vị trí công chủ đã như vậy bản tọa liền nói thẳng theo chúng ta điều tra liên quan tới tần thống lĩnh tất cả có biết tần thống lĩnh liền am hiểu thuật dịch dung năm đó ở ỷ thiên thành thời điểm hắn lấy nó khuôn mặt xuất hiện qua gia cát hùng mở miệng phân tích nói hơn nữa hạ lan sau khi đế quân chết tất cả chúng ta đều từng trước tiên hoài nghi đến trên người hắn, mà trên thực tế, tần thống lĩnh hiểm nghi đích thật là lớn nhất. thế nhưng là lúc trước thống lĩnh phủ có thể đích thật là có rất nhiều người tận mắt thấy tần vấn thiên từ thống lĩnh phủ rời đi, chuyện này không sai được. ly hỏa công chủ khẳng định nói, đây chính là thuộc hạ muốn nói, tần thống lĩnh là ai hắn đi ra ngoài cần cùng đám người bàn giao sao những thống lĩnh đó phủ người, ngày thường ai dám đã quấy rầy hắn, mặc dù ngày đó hắn phạt nhìn làm đã trải qua phi thường tùy ý không giống như là tận lực mà làm, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút tận lực, thời gian thật trùng hợp. Gia Cát Hùng trao mày, huống hồ, còn có vô cùng trọng yếu một chút, tần vấn thiên nếu am hiểu dịch dung, như vậy, liền không có cái khác am hiểu dịch dung người tu hành có thể dịch dung thành tần vấn thiên bộ dáng sao, Gia Cát Hùng nói. Ly Huỳnh cung chủ nghe nói lời này mắt sáng lên, hơi chút trầm ngâm về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, từ thống lĩnh phủ đi tới, hợp tác với người khác lời nói, mạo hiểm quá lớn, lại có ai, có dạng này lá gan, hợp tác với Tần Vấn Thiên, ta cho rằng không đáng tin. Cung chủ quả nhiên lợi hại, thuộc hạ cũng cho rằng, cái này đích xác không đáng tin. Gia Cát Hùng nói ra, ly hỏa cung chủ nhìn hắn chằm chằm nói, đã ngươi nói không đáng tin, vì sao còn nói cho ta biết những cái này, bởi vì, thuộc hạ còn có một cái to gan hơn suy đoán. Gia Cát Hùng nói, cái gì suy đoán, ly hỏa cung chủ hỏi, Tần Vấn Thiên tu hành một loại nào đó thân ngoại hóa thân chi thuật. Loại này thân ngoại hóa thân chi thuật phi thường lợi hại, có thể tạm thời có được khí thế của hắn khí tức. Gia Cát hùng phun ra một thanh âm, trong chốc lát, Ly Hỏa cung chủ trong đôi mắt hiện lên một đạo sáng chói vô cùng thiểm điện. Gia Cát hùng lời nói, giống như là cho hắn một đạo linh quang, phản phất tất cả, đều nhanh muốn sáng tỏ thông suốt, hắn cảm giác, cái này rất khả năng đã là chân tướng. Nghĩ vậy, ánh mắt của Ly Hỏa cung chủ nheo lại, ẩn ẩn có một vòng sát niệm, Dạ Thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm truyện việt phù thiên ký tang thương đau buồn. Bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé ra cát hùng nói xong tất cả đều là có khả năng, thái cổ tiên vực bên trong không thiếu có một ít lợi hại thân ngoại hóa thân chi thuật, dù là cách xa nhau ngàn xa vạn dặm, đều có thể đồng thời xuất hiện, đồng thời tồn tại một đoạn thời gian rất dài, thậm chí có chút nghịch thiên thân ngoại hóa thân chi thuật, có thể giống như bản tôn chiến đấu. Bọn hắn sở dĩ trước kia không nghĩ tới điểm ấy, là bởi vì cái này bản thân liền là một cái góc chết, hạ lan đế quân thời điểm chết, Tần Vấn Thiên xuất hiện ở thống lĩnh phủ, rất tự nhiên, liền sẽ không đi hoài nghi hắn. Nhưng Gia Cát Hùng người này cực kỳ thông minh, một mực là thuộc về ly hỏa cung túi khôn tính nhân vật, rất được ly hỏa cung chủ coi trọng, hắn đi qua điều tra về sau, lại phát hiện hạ lan đế quân chết căn bản là không cách nào tra được, cái này sẽ là một cái án chưa giải quyết, khó giải án chưa giải quyết. Hơn nữa, án chưa giải quyết con đường duy nhất, lại là tại ỷ Thiên Thành, cho nên, Gia Cát Hùng không thể không một lần nữa phân tích hoài nghi có khả năng nhất giết hạ lan đế quân người nhìn có thể hay không triệt đề bài trừ tần vấn thiên hiểm nghi sau đó hắn phát hiện tần vấn thiên là có khả năng giết hạ lan đế quân chỉ cần hắn có được thân ngoại hóa thân một cái không có cách nào tra được án chưa giải quyết tần vấn thiên lại có hiểm nghi lớn nhất bởi vậy sẽ xuất hiện hôm nay đối thoại ly gà cung chủ lại giống như là bị ra cát hùng một phen nhắc nhở đề tỉnh vậy hắn cảm thấy sự thật chính là như thế lập tức triệu tập trừ tần vấn thiên bên ngoài tất cả thống lĩnh đến đây nghị sự, ly hỏa cung chủ lạnh như băng nói. Đúng, Gia Cát Hùng gật đầu, lập tức lấy ra truyền tấn thủy tinh, triệu tập các đại thống lĩnh. Đạt được Gia Cát Hùng mệnh lệnh, các phương thống lĩnh đều lần lượt xuất hiện ở ly hỏa cung, được đưa tới ly hỏa cung chủ ở chủ đại điện bên ngoài, phiến khu vực này, toàn bộ đều là ly hỏa cung chủ tuyệt đối thân tín nhân vật. Cung chủ, đại thống lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Trung ương thống lĩnh tôn càn mở miệng hỏi hắn cảm thấy không khí tựa hồ có chút không giống nhau lắm, cung chủ cùng đại thống lĩnh, giống như có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố. Gia Cát, những người này cũng đều là lão nhân, đưa ngươi vừa rồi đối với ta theo như lời nói, nói cho bọn hắn đi, ly hỏa cung chủ mở miệng nói ra, Gia Cát hùng nhẹ gật đầu, đem vừa rồi hoài nghi tình huống nhau nhau nói với đám người qua một lần, nghe được hắn về sau chư vị thống lĩnh tất cả đều ánh mắt lấp lóe tiêu mỹ nhân thói quen nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hơi có vẻ có mấy phần ngưng trọng. Không thể không nói, Gia Cát Hùng hoài nghi vẫn rất có khả năng, cho dù là bọn hắn, đều ẩn ẩn có chút tin tưởng, phải biết lúc ấy Hạ Lan đế quân thời điểm chết, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí hoài nghi lại là Tần Vấn Thiên làm, nhưng bởi vì Tần Vấn Thiên xuất hiện ở thống lĩnh phủ, cho nên đám người mới bỏ đi ý niệm này, nhưng nếu như như Gia Cát Hùng đoán như thế, Tần Vấn Thiên tu có thân ngoại hóa thân chi thuật, như vậy, chuyện này liền căn bản không cần hoài nghi. Các người thấy thế nào, Ly Hỏa Cung Chủ hỏi, còn không thể xác định Tần Thống Lĩnh có được thân ngoại hóa thân, liền suy đoán là hắn làm cung chủ thuộc hạ coi là cái này có chút không hợp thích lắm tiêu mỹ nhân mở miệng nói tiêu mỹ nhân cũng bởi vì tần thống lĩnh lớn lên anh tuấn cứ như vậy nói chuyện cho hắn doãn thu không âm không dương mở miệng nói đúng rồi tần thống lĩnh tại trường sinh thành thời điểm còn vì ngươi hóa giải kiếm hồn tông tiêu thị nhục nhã đây ta chỉ là luận sự ngươi đây là ý gì tiêu mỹ nhân nhìn chằm chằm doãn thu nói doãn thu bây giờ đối với tiêu mỹ nhân đã chết tâm nữ nhân này vẫn đối với hắn không để vào mắt, đã như vậy, như vậy cũng không cần phải khách khí cái gì. Hạ Lan đế quân chết, ai cũng biết tần vấn thiên khả năng lớn nhất, lấy hắn ban đầu ở trường sinh thành triển lộ ra thực lực, còn có công kích kia thần thông phép thuật, cho dù ẩn giấu đi thân ngoại hóa thân mảy may chẳng có gì lạ, ta tuyệt sẽ không ngoài ý, Hạ Lan đế quân 89 phần 10 liền chính là hắn giết, người cái thứ nhất đứng ra nói chuyện cho hắn, không phải là đã trải qua cấu kết lại dương A, Doãn Thu nói châm chọc, hắn và tần vấn thiên ở giữa, thế nhưng là một mực không thế nào thích hợp tốt lê hỏa cung gặp hai người tranh phong tương đối không khỏi ngắt lời nói thực sự cầu thị nói ra ý kiến không cần cãi lộn lầm bá tôn càn các ngươi thấy thế nào cung chủ nghĩ như thế nào thuộc hạ hoàn toàn tôn trọng cung chủ ý nguyện tôn càn mở miệng một giọng nói thuần túy là đang quay mông ngựa nhưng cái này mông ngựa lại vỗ rất là thích hợp bởi vì hắn biết ly hỏa cung chủ nếu triệu tập bọn hắn đến đàm luận việc này khẳng định không chỉ là vì hỏi thăm ý kiến của bọn hắn ý nghĩ Gia Cát Hùng đều đã nói, việc này đã trải qua không cách nào tra rõ, như vậy tất cả, liền đều chỉ trong một ý nghĩ, Tôn Cản có thể tại Hạ Hầu Chi sau ngồi ở Trung ương thống lĩnh vị trí bên trên, tự nhiên là người vô cùng thông minh, nhìn bề ngoài dù sao cũng là hòa hòa khí khí, nhưng kỳ thực rất tinh minh. Không bài trừ có loại khả năng này, Lâm Bá trả lời Trung Quy Trung Củ, không dám khẳng định, cũng không phủ nhận, các đại thống lĩnh ý kiến khác biệt, ánh mắt của bọn hắn lại đều rơi vào ly hòa cung chủ trên người, chuyện không có chứng cứ tình, cuối cùng, công chủ cho là như vậy, như vậy, cái kia chính là sự thật. Nếu đã thành án chưa giải quyết, ly hỏa công chủ nói Tần Vấn Thiên là hung thủ, hắn chính là, hắn nói không phải, vậy thì không phải là. Tất cả, liền trong một ý nghĩ, tiêu mỹ nhân đôi mắt đẹp có chút khẩn trương, bây giờ Tần Vấn Thiên cánh chim không gió, nếu như ly hỏa công chủ muốn đối phó hắn lời nói, vậy sẽ rất thảm. Chuyện này, ai cũng không cho phép để lộ ra ngoài, mấy lần trước nộp lên trên cống phú kỳ hạn, Tần Vấn Thiên đều chưa có trở về, mà là phái người tới, bây giờ, lại nhanh đến 10 năm kỳ hạn, ra cát hùng, người đưa tin nói cho hắn biết, trên lần này giao nộp công phú ngày, hắn muốn đích thân đến ly hỏa cung một chuyến, ta có việc triệu kiến hắn, ly hỏa cung chủ chậm rãi mở miệng nói, lập tức đám người tất cả đều ánh mắt lấp lóe, bọn hắn đều hiểu, ly hỏa cung chủ một câu nói kia, chẳng khác gì là tuyên cáo thái độ hắn, quyết định của hắn. Tần vấn thiên, hắn muốn thảm, ly hỏa cung chủ, muốn đối phó hắn, đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước, bọn họ đều là hiểu, nếu như hạ lan đế quân là tần vấn thiên giết người này làm việc như thế chi sông trễ như vậy sớm có một ngày hắn có thực lực cũng sẽ giết ly hỏa cung chủ chuyện năm đó là hạ lan đế quân chấp hành nhưng mệnh lệnh lại là ly hỏa cung bên này hạ đạt còn phái phái cường giả tiến đến phối hợp cung chủ bây giờ tần vấn thiên không giống ngày xưa năm đó trường sinh giới thịnh yến một trận chiến giới chủ đều đối với hắn có chút coi trọng nếu như chúng ta phải chăng không quá phù hợp ảnh hưởng đến giới chủ đối với cung chủ cách nhìn, doãn thu giống như rất trung tâm, là cung chủ cân nhắc, nhưng tiêu mỹ nhân lại lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, đây là đang gây sự kích ly hỏa cung chủ đây. Ly hỏa cung chủ lạnh như băng quét doãn thu một chút, khiến cho lạnh thu dùng mình một cái, phảng phất bị ly hỏa cung chủ nhìn thấu vậy. Nộp lên trên cống phú ngày, các người cũng sẽ cùng một chỗ đến đây, đến lúc đó, ta sẽ hướng tần vấn thiên hỏi đến việc này, các ngươi chính là chứng nhân, một phương thống lĩnh nhân vật giả trang cường đạo giết ta ly hỏa cung đế quân đã là phản nghịch phản bội ly hỏa cung phản bội trường sinh giới làm giết ngay tại chỗ ly hỏa cung chủ lạnh như băng nói đúng cung chủ doãn thu kho người tỏ thái độ tuân cung chủ chi mệnh lâm bá cùng tôn càn cũng đều nhao nhao kho người đây là ly hỏa cung cung chủ ai dám ngỗ nghịch hắn muốn đối phó tần vấn thiên như vậy cái này tần vấn thiên dù là lại kiệt xuất cũng không thể cứu vãn nếu như không có hạ lan đế quân chuyện này còn tốt cung chủ không mượn được cớ đối phó hắn cũng không có pháp hướng trường sinh điện bàn giao nhưng hạ lan đế quân chết không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao lấy cớ đúng cung chủ tiêu mỹ nhân đồng dạng gật đầu ra cát hùng nhìn về phía bọn hắn nói chuyện hôm nay ai nếu tiết lộ các người biết hậu quả ly huỳnh cung chủ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút hắn tự tin hắn ra lệnh không người nào dám tiết lộ khống chế ly hỏa cung nhiều năm điểm ấy uy tín vẫn phải có huống chi những người này không đáng vì chỉ là tần vấn thiên mà phản bội hắn, đây là hành động tìm chết. Đi thôi, ly hỏa cung chủ phất tay nói, lập tức đám người đều không người lui ra. Tiêu Mỹ Nhân rời đi ly hỏa cung về sau một đường phi nhanh mà đi, lấy ra truyền tấn thủy tinh tiên niệm đánh vào trong đó, nói, tốc độ đáp lời. Chuyện gì, một thanh âm truyền về Tiêu Mỹ Nhân trong đầu, nàng lần thứ hai đem một sợi suy nghĩ đánh vào truyền tấn thủy tinh bên trong, nói, nếu là ra cát hùng tìm ngươi, tuyệt đối không nên hồi hắn và cung chủ suy đoán ngươi khả năng tu hành thân ngoại hóa thân chi thuật, giết hạ lan đế quân người là ngươi, công chủ yếu đối phó ngươi. Lời này sau khi truyền ra, bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới có một đạo hồi âm truyền đến, nói, đã biết, ngươi cẩn thận một chút. Ừ, tiêu mỹ nhân ứng tiếng, lập tức đem truyền tấn thủy tinh thu hồi, tiếp tục hướng phía trước mà đi, sau một lát, nàng lại nghe được một thanh âm, tạ ơn. Nghe được thanh âm này tiêu mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, khêu gợi môi đỏ giống như phác họa lên một vòng mập mờ chi ý quả nhiên tại tiêu mỹ nhân đem tin tức truyền cho tần vấn thiên không lâu gia cát hùng liền đưa tin với hắn tần vấn thiên không có trả lời hắn biết vừa rồi tiêu mỹ nhân là ở cùng gia cát hùng đoạt thời gian nếu là gia cát hùng trước truyền lời hắn đáp lại đến lúc đó chưa có trở về vậy liền mang ý nghĩa hắn đã biết nhưng bây giờ chỉ cần hắn không trả lời ly hỏa cung chủ cùng gia cát hùng cũng chỉ có thể hoài nghi không trả lời khả năng có rất nhiều thí dụ như, lâm vào trong nguy cấp, lại thí dụ như, truyền tấn thủy tinh mất đi. Tần Vấn Thiên đã biết, Đế Thiên tự nhiên cũng đã biết, hắn giờ phút này cũng không tại Ly Hỏa Thành, mà là tại Trường Sinh Thành. Hôm nay Hiên Viên Thị tổ chức tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi Đế Thiên, Đế các tại Ly Hỏa Thành đã trải qua cường thịnh, hắn hiện tại, đã tại Trường Sinh Thành bên này phát triển Trường Sinh Thành thế lực, Hạ Lan Thị Từ không cần nhiều lời, Hiên Viên Thị cũng muốn cùng hắn kết giao, như vậy, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đáp lên quan hệ. Bây giờ đế thiên đã trải qua rất ít xử lý ly hỏa thành đế các sự tình, đều giao cho thủ hạ, hắn trừ tu hành bên ngoài, ngẫu nhiên liền là xuất hiện ở các đại đỉnh cấp trong thế lực quần nhau. Đế thiên đại sư, đang suy nghĩ gì, chỉ thấy lúc này, bên cạnh một vị hiên viên thị cường giả mở miệng hỏi, đế thiên dưới mặt nạ ánh mắt lấp lóe cười nói, không có gì. Nhưng mà kỳ thực, nội tâm của hắn bên trong hơi có chút ba động, không nghĩ tới A, à, ra cát hùng vậy mà đoán được thân ngoại hóa thân, mặc dù hắn nhận định chuyện này không có khả năng có chứng cứ, nhưng nếu như ly hỏa cung chủ quyết tâm muốn giết hắn, sẽ không cần chân chính chứng cớ, trực tiếp đem cái này tội danh hướng về thân thể hắn chụp là được rồi. Xem ra, muốn sớm bắt tay vào làm bố trí mới được. Đế thiên thầm nghĩ lấy, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn, bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé ra cát hùng không cách nào liên lạc với tần vấn thiên, vô luận hắn nói cái gì, tần vấn thiên bên kia đều không có bất kỳ cái gì đáp lại hắn cũng tự mình đến đến thành bắc khu thống lĩnh phủ, để tà đế bọn hắn liên lạc tần vấn thiên, nhưng mà, tà đế ở ngay trước mặt hắn thử nghiệm, như trước vẫn là không liên lạc được, hơn nữa nhìn lúc ấy tà đế thần thái, giống như còn ẩn có chút lo lắng, sợ tần vấn thiên xảy ra chuyện, không giống như là là giả. Thế là, cái này lại thành một cái bí ẩn, bây giờ, tần vấn thiên đến tột cùng thế nào là cố ý không trở về tin tức, vẫn là hắn chuyển tấn thủy tinh đã trải qua bị mất. Kế hoạch tốt sự tình, cũng bởi vì tần vấn thiên không trả lời trực tiếp phao thang hơn nữa bọn hắn không có chút nào biện pháp gì lần này các thống lĩnh tiến cống tần vấn thiên vẫn không có đến là tà đế dẫn người tới đủ số tiến cống một chút không có ít bây giờ thành bắc khu người cũng không bất kỳ thế lực nào dám ít thống lĩnh phủ cống phú tần vấn thiên mặc dù không ở nhưng này tòa thống lĩnh phủ lực uy hiếp vẫn như cũ sớm đã không thể so sánh nổi không chỉ có là lần này kế hoạch thất bại tiếp xuống mấy lần tiến cống tần vấn thiên đều không có đến nói cách khác tần vấn thiên bên ngoài đã trải qua mấy thập niên không có tin tức gì giống như là triệt để mất tích vậy ly hỏa cung chủ mỗi nghĩ đến đây liền phi thường không thoải mái ẩn ẩn cảm giác có một tia lo lắng âm thầm chẳng lẽ có người bán rẻ hắn theo lẽ thường mà nói những thống lĩnh đó hẳn là không có loại kia lá gan dù sao cái này ly hỏa cung như trước vẫn là hắn định đoạt không ai có thể chống lại hắn bán đứng hắn hậu quả những thống lĩnh đó trong lòng mình nắm chắc huống hồ tần vấn thiên tại ly hỏa thành là có tiếng không cùng người lui tới cho dù là tiêu mỹ nhân muốn đi bên trên rán, đều rán không đi lên, cho dù thật có cái gì, lấy tiêu mỹ nhân cái kia gặp mượn gió bẻ măng khôn khéo tính cách, tần vấn thiên xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không chút do so dự bỏ qua, đứng ở hắn người cung chủ này bên này. Bây giờ, ly hỏa cung chủ không chỉ có đối với tần vấn thiên có chút bận tâm, hắn còn có chút bận tâm một người khác, bị giới chủ kia ban thưởng, cũng bổ nhiệm làm ly hỏa cung giám sát thống lĩnh đế thiên. Cái này đế thiên những năm này phát triển tình thế quá nhanh, hắn và tần vấn thiên điệu thấp ẩn nhẫn khác biệt, mà là nhanh chân hướng phía trước dạo bước tiến lên, để các phát triển có thể nói thần tốc, bởi vì có trường sinh giới chủ lời nói tại vậy, thế lực khắp nơi đều nguyện giúp đỡ phát triển, bây giờ, để các tại ly hỏa thành thế lực, thậm chí bên ngoài đã trải qua siêu việt Hà Lan thị nắm trong tay lực lượng, chỉ là, không có Hà Lan thị nội tình sâu như vậy mà thôi, hơn nữa, cũng chưa từng xuất hiện một cái siêu thoát đế cảnh tồn tại. Nhưng đế các, vẫn như cũ để ly hỏa cung chủ cảm giác được ẩn ẩn có chút không thoải mái tại địa bàn của hắn một cái hạ lan thị là đủ rồi bây giờ lại có đế các xuất hiện hắn còn không thể xen vào càng làm cho hắn khó chịu là đế các cùng hạ lan thị quan hệ đi rất gần sau so cùng hắn người cung chủ này muốn gần ly hỏa thành khu tây thành đế các bây giờ cũng đã phát triển đến nơi này một bên tại khu tây thành có ảnh hưởng phi thường lớn lực một ngày này đế thiên tự mình đến đến rồi khu tây thành triệu tập khu tây thành không ít thế lực lớn nhỏ ở đây chuẩn bị tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi khu Tây Thành rất nhiều đại thế lực nhân vật lãnh tụ. Trong bữa tiệc, phi thường náo nhiệt, đế thiên ngồi ở bên trên thủ vị, hắn vẫn như cũ đeo mặt nạ, đôi mắt mỉm cười, nhìn phía dưới đám người, nói, đế các tại khu Tây Thành cũng đã phát triển không ít năm, lần này ta mời chư vị đến đây tham gia tiệc rượu, là muốn tìm kiếm mấy đại thế lực cùng một chỗ hợp tác, dạng này, ta đế các có thể phát triển mau hơn một chút. Đế thiên lời nói trong nháy mắt khiến cho không ít cường giả đều tim đập thình thịch, Bây giờ, các nội thành chỉ cần cùng đế các dính vào quan hệ, lập tức liền có thể bay lên, tất cả hợp tác với đế các thế lực, phát triển đều cực kỳ tấn mãnh, nhất là sớm nhất cùng đế thiên đại sư quan hệ không tệ mặc ra, bây giờ đã trở thành trung ương nội thành đứng đầu nhất thế lực, năm đó cùng mặc ra cùng nổi danh nhan thị không còn tồn tại, một chút còn lại trận đạo thế gia sản nghiệp cũng đều bị gồm thâu. Bất quá, cùng ta đế các hợp tác thế lực, cần là nhất đẳng thế lực mới được, không biết có nhà ai thế lực có dạng này ý nguyện, đế thiên mở miệng hỏi ta nhiếp ra nguyện hợp tác với đế các, ta tử lôi các cũng nguyện cùng đế thiên đại sư cùng một chỗ phát triển, không ít nhất đẳng thế lực nhau nhau mở miệng nói ra, đế thiên mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới chư vị như thế ủng hộ, ngược lại để ta rất khó lựa chọn, đế thiên đại sư, lúc này, chỉ nghe một người mở miệng nói, ta hà ra mặc dù cũng không phải là nhất đẳng thế lực, nhưng kỳ thực thực lực và sản nghiệp, cũng không tại nhất đẳng thế lực phía dưới, mong rằng đế thiên đại sư cân nhắc, a à, có đúng không, đế thiên cười cười nói. Ta cũng đã được nghe nói hà gia nghe nói thành tây hà gia thừa thải mỹ nữ không biết nghe đồn thật giả a à, đế thiên đại sư nếu là có hứng thú có thể tùy thời đi ta hà gia đi đi vị kia hà gia trường giả vừa cười vừa nói lộ ra một vòng ý vị thâm trường ám chỉ tiếu dung nghe nói đế thiên đại sư có rất nhiều mỹ nữ truy cầu nhưng vẫn chưa lập gia đình tất nhiên là người này quá mức kiêu ngạo cho dù là các thế giả thiên kim tiểu thư hắn đều cho rằng không có tư cách gả cho hắn làm vợ nhưng mà những nữ nhân kia sợ là đều cùng hắn từng có quan hệ nếu không hắn dựa vào cái gì cùng Hạ Lan Thị đi gần như vậy, lại dựa vào cái gì trợ giúp mặc ra trưởng thành là siêu nhiên thế lực. Nếu dạng này, nếu hắn Hà Gia cũng có nữ tử có thể cùng đế thiên phát sinh chút gì, hắn cũng sẽ không để ý, hy sinh một người mà thành tổ Hà Gia, sao lại không làm, huống chi, có thể làm đế thiên đại sư nữ nhân, cũng không tính hủy khuất đi, Hạ Lan thì Hạ Lan Thu Nguyệt đều là một mực kề cận đế thiên đại sư đâu, có không minh bạch mập mờ, được, có cơ hội nhất định phải đi đi đi. Đế Thiên hướng về phía cái kia Hà Gia, Cường Giả lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, lập tức lại có chút nghi ngờ hỏi, "Chỉ là, Hà Gia thật có mạnh như vậy thế lực cùng sản nghiệp sao, vì sao cũng không phải nhất đẳng thế lực?" "Đế Thiên Đại sư, cái này còn cần hỏi sao, có thế lực khác?" người vừa cười vừa nói. "Đế Thiên Đại sư ngươi mới nói Hà Gia thừa thải mỹ nữ, thống lĩnh đại nhân của chúng ta, thế nhưng là cũng thường xuyên sẽ đi Hà Gia đi đi đây." Có mấy người lần lượt mở miệng cười nói, Hà Gia Cường Giả cười không nói. "A, à, khó trách" đã như vậy, ta sẽ đem Hà Gia cũng cân nhắc đi vào, chỉ là, cái này doãn thống Linh chẳng lẽ sẽ không lo lắng bị cung chủ trách cứ A, đế thiên lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ chi ý, lắc đầu cười khổ nói. Ha ha, đế thiên đại sư ngây thơ, có người phá lên cười, nói thế nào, đế thiên hỏi, không nói không nói, tóm lại, đều là chút bảo thủ không chịu thay đổi quy củ. Người kia cười khoát tay áo nói, hiểu hiểu, đế thiên nhẹ gật đầu, chỉ là không biết Hà Gia cùng Doãn Thống lĩnh quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu tốt, ta đế các ở chỗ này phát triển, nếu là có thể đạt được Thống lĩnh phủ ủng hộ, tất nhiên có thể thuận lợi hơn chút. Đế Thiên Đại Sư không cần lo lắng, ta Hà Gia cùng Doãn Thống lĩnh quan hệ, phi thường tốt. Hà Gia cường giả cười nói, đã như vậy, ta hỏi thêm một câu nữa, Hà Gia thực sự có được nhất đẳng thế lực lực lượng, Đế Thiên nói. Ừ, ta có thể khẳng định, chư vị ở đây, cũng đều có thể làm chứng. Hà Gia cường giả cười nói, Nghe được hắn, đế thiên mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, người tới. Chỉ thấy có người thân hình lấp lóe đi tới đế thiên bên người, cung kính nói, các chủ. Thay ta đi một chuyến thống lĩnh phủ, mời doãn thủ thống lĩnh đến đây dự tiệc. Đế thiên mở miệng nói ra, người kia gật đầu, không người lui ra, rời đi bên này. Đế thiên đại sư, tại sao phải mời doãn thống lĩnh đến, hà gia cường giả nghi hoặc hỏi. Đến rồi chư vị sẽ biết, đế thiên tiếu dùng ý vị thâm trường, nói, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Một đoàn người uống rượu nói chuyện phiếm, ngược lại là vô cùng thống khoái, qua ba lần rượu, giữa lẫn nhau cảm giác quen thuộc chút, trong giọng nói liền lộ ra càng thêm tùy ý, nói thoải mái. Qua một thời gian, Doãn Thu mang người đến nơi này, hắn nhìn thấy trên tiệc rượu một mảnh náo nhiệt, không khỏi nhíu nhíu mày, đây chính là hắn khu Tây Thành, Đế Thiên, triệu tập các đại thế lực, giống như lẫn vào rất quen, mà hắn và Đế Thiên ở giữa, thế nhưng là một mực có ngăn cách, lúc trước đế thiên muốn động hạ hầu thời điểm, hắn liền phản đối qua. Tần thống linh đến ta thành Tây, làm sao cũng không nói một tiếng, ta hảo triều đại A, à. doãn thu mở miệng cười nói, đế thiên nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt ngồi ở kia, nghiêng nhìn hắn một cái, cười nói, mới vừa rồi cùng chư vị ở đây nói chuyện phiếm, vừa vặn hàn huyên tới doãn thống lĩnh, thế là mời doãn thống lĩnh đến một chuyến. Cho tới ta cái gì, doãn thu cười nhìn thoáng qua đám người. Cho tới doãn thu thống lĩnh thường xuyên tiến về Hà Gia đi lại, quan hệ phi thường tốt hơn nữa hà gia nói bọn hắn có được nhất đẳng thế lực thực lực cùng sản nghiệp quy mô nhưng cũng chỉ là bị định nghĩa là tam đẳng thế lực quả thực để đế mỗ mở rộng tầm mắt a à, đế thiên vừa cười vừa nói sắc mặt của doãn thu trong nháy mắt thay đổi hắn nhìn về phía hà gia vị cường giả kia quát lớn người ở nơi này hồ nói cái gì hà gia có được nhất đẳng thế lực lực lượng tại đế thiên thống lĩnh trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện đơn giản không biết trời cao đất rộng hà gia cường giả sắc mặt chợt biến đổi hắn giống như cảm thấy bầu không khí đột nhiên cũng không giống nhau, có chút không giống bình thường. Trong đám người, có cường giả cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng nụ cười lạnh lùng, trước kia hắn liền tham gia qua đế các tiệc rượu, chính là lần kia quyết định hạ hầu thống lĩnh vận mạng một lần kia, lúc ấy, doãn thù thống lĩnh phản bác đế thiên thống lĩnh ý kiến, mà đế thiên, lại là chấp pháp thống lĩnh, hôm nay nói chuyện, có thể nói ý vị thâm trường A, à, ngay mới vừa rồi, hắn còn vô tình hay cố ý giật dây vài câu, buồn cười cái kia hà ra cường giả, còn tại dương dương tự đắc đây, đúng, ra sao mộ cuồng vọng nói khoác, mong rằng đế thiên đại sư chớ trách. Hà gia trưởng lão phản ứng cũng coi như thật nhanh, lập tức đổi giọng. Nói như vậy, Hà gia hoàn toàn chính xác chỉ có tam đẳng thế lực quy mô, cho nên bị thống lĩnh phủ liệt vào tam đẳng thế lực, đế thiên hỏi. Đúng là như thế, doãn thu lên tiếng đáp lại, đế thiên cười cười, ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy có mấy bóng người lấp lóe mà đến, không người nói, thống linh đại nhân, vừa rồi chúng ta đã trải qua điều tra rõ ràng hà gia nó sản nghiệp tuyệt đối siêu nhất đẳng thế lực ừ đế thiên nhẹ gật đầu hắn bưng chén rượu lên uống một hớp trong con người đen nhánh hiện lên một đạo sắc bén chi ý nhìn về phía doãn thu nói doãn thống lĩnh ngươi có biết tội a à? doãn thu trong lòng trầm xuống đế thiên đây là kẻ đến không thiệt hiển nhiên ngay cả có ý đến đối phó hắn đồ hỗn trướng này đối phó rồi hà hầu còn chưa đủ lại muốn bắt hắn khai đao chẳng lẽ không biết các thống lĩnh phủ thống lĩnh đều là ly hỏa cung chủ tự mình bổ nhiệm mang ý nghĩa đều là cung chủ người đế thiên tưởng cái như thế động đến bọn hắn thật chỉ là bởi vì ân oán cá nhân hoặc có lẽ là, là ở khiêu khích ly hỏa cung chủ quyền uy dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé siêu phẩm truyện việt phù thiên ký tang thương đau buồn bắp nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé đế thiên thống lĩnh nói đùa ta có tội gì doãn thu sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ Hắn ánh mắt âm lãnh quét hà ra cường giả một chút, tiệt rượu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Đế thiên thống lĩnh tới đây yến khách, ý không ở trong lời A, trước đó đế thiên còn tại cùng các đại thế lực cường giả đàm tiếu, cái này trong nháy mắt, liền đem doãn thù thống lĩnh mời đến, trực tiếp liền hỏi tội, cho người cảm giác, giống như là một trận âm mưu vậy, hà ra, đây là một đầu hướng bên trong ngã vào đi, đương nhiên, cũng có nhìn có chút hả hê người sớm liền ý thức được đế thiên tới nơi này muốn làm gì hết lần này tới lần khác cái kia hà gia cường giả xem không rõ vừa rồi hà gia chi nhân thế nhưng là chính miệng nói với ta bọn hắn hà gia có nhất đẳng thế lực thực lực nhất đẳng thế lực sản nghiệp quy mô nhưng là lại chỉ được nhận định là tam đẳng thế lực hơn nữa bọn hắn còn nói doãn thu thống lĩnh thường đi bọn hắn hà gia quan hệ phi thường tốt chư vị ngồi ở đây thế nhưng là đều có thể làm chứng đế thiên con mắt nhìn chằm chằm doãn thu nói ra ta nhất thời thất ngôn lung tung nói khoác, đế thiên đại sư chớ có coi là thật, hà gia cường giả đứng dậy, bưng ly rượu lên nói, đế thiên đại sư, say rượu thất ngôn tội, mong rằng chớ trách, vừa nói, hắn liền tự lo uống một hơi cạn sạch, đế thiên lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, ngươi sau khi nói xong, ta liền phái người đi điều tra qua, bây giờ lấy được báo cáo là, xác thực như cùng ngươi nói, tin tưởng chuyện này cung chủ muốn tra, một dạng dễ như trở bàn tay có thể tra ra, tiếp tục nói láo, liền không có ý nghĩa gì. Hà gia cường giả trên người xuất hiện mồ hôi lạnh, đế thiên chậm rãi đứng lên nhìn về phía doãn thu nói doãn thống lĩnh ngươi còn có lời gì để nói đế thiên thống lĩnh cho dù thật có chuyện này ư cũng có thể là là ta thiếu giám sát chỉ trách ta sẽ đối với chuyện này hào hảo điều tra doãn thu mở miệng nói doãn thống lĩnh đều thường xuyên đi hà gia còn cần điều tra cái gì đế thiên cười lạnh nói thân là ly hỏa cung khu tây thành thống lĩnh doãn thu ngươi không để ý ly hỏa thành quy củ tư loạn quy tắc bởi vì cùng hà gia quan hệ liền thay hà gia miễn trừ cống phú tam đảng thế lực cùng nhất đảng thế lực tranh lệch hạng gì chi lớn ngươi hành vi như vậy để ly hỏa thành thế lực khác như thế nào phục người ta tu mệnh giới chủ đảm nhiệm giám sát chức thống lĩnh nếu tra được việc này tất nhiên sẽ không nhân nhượng hỗn trướng, doãn thu thầm mắng trong lòng tên khốn này lại bắt đầu xé ra hồ đem trường sinh giới chủ trương này đại kỳ cho tế ra đến vậy mà thật muốn đối phó hắn đế thiên thống lĩnh năm đó một điểm nhỏ ma sát không cần dạng này công báo từ thủ a doãn thu thanh âm âm trầm xuống tới chút chuyện này Đối với một phương thống lĩnh nhân vật mà nói, không đáng kể chút nào, tựa như trước đó đám người nói như vậy, đây bất quá là bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc ngầm mà thôi, nếu như muốn trả lời nói, toàn bộ ly hỏa thành ngũ đại thống linh, không có một cái nào có thể không có vấn đề, xác định vững chắc toàn bộ muốn xuất sự tình. Cái này Đế Thiên, hiển nhiên là bởi vì hắn năm đó hướng về hạ hầu mà trả thù bản thân. Doãn Thu đương nhiên sẽ không nghĩ tới Đế Thiên muốn đối phó hắn, có thể không phải là bởi vì ngày đó điểm này mâu thuẫn nhỏ, mà là bởi vì ly hỏa cung chủ triệu kiến các đại thống lĩnh thời điểm, cái này doãn thu, muốn đưa tần vấn thiên vào chỗ chết, lúc ấy, hắn nhưng là cực lực nhận định ra cát hùng lời nói, đã như vậy, cái này ly hỏa thành thống lĩnh, là nên hảo hảo chỉnh đốn một phen. Hôm nay, liền từ cái này khu tây thành doãn thu trên người bắt đầu. Bản tọa làm việc, tất cả theo lẽ công bằng, đây là ta thân là giám sát thống lĩnh chỗ chức trách, người dám như thế nói xấu bản tọa, người tới. Doãn thống lĩnh làm cho ta ly hỏa cung quy củ không để ý, bắt lấy hắn. Đế thiên quát lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, có hai vị tiên đế tiến lên, hướng đi doãn thu. Làm càn, doãn thu sau lưng cũng có người đi ra, chính là thống lĩnh phủ phó thống lĩnh, doãn thu người. Bản tôn phụng giới chủ chi mệnh hành xử giám sát quyền lực, người ngăn cản, coi là ngỗ nghịch giới chủ, đối với giới chủ bất kính, giết không tha. Đế thiên lạnh lùng mở miệng nói ra, lập tức hai vị kia phó thống lĩnh thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy trên người đều xuất hiện mồ hôi lạnh, cái này đế thiên, là quyết tâm muốn làm bọn hắn doãn thống lĩnh, một mực đem giới chủ cho rời ra ngoài, thậm chí, nói ra giết không tha ba chữ, nếu như bọn hắn thực bị đế thiên giết chết, vậy liền thực kêu oan uổng. Tên khốn này, thật là hỗn trướng, đế thiên, người nghĩ trả thù ta thì cứ nói, không cần một mực cầm giới chủ nói chuyện, nếu là giới chủ biết ngươi như thế lợi dụng lão nhân gia ông ta uy danh, chỉ sợ cũng phải không vui đi. Doãn thu lạnh lùng quét tiến lên hai người một chút, ta chính là ly hỏa cung thành tây thống lĩnh, cung chủ tự mình bổ nhiệm, các ngươi ai dám động đến ta, cầm xuống, hắn nếu phản kháng, chính là ngỗ nghịch tội, ta tự sẽ tự mình xuất thủ. Đế thiên bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu, trong nháy mắt, này tử yến bầu không khí cơ hồ liền muốn ngưng kết, quá bị đè nén. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm đế thiên cùng doãn thu, hai người, đây là trực tiếp vạch mặt. Hai vị kia tiên đế tiếp tục hướng đi doãn thu, quy tắc lực lượng lập lòe, quấn quanh doãn thu mà đến. Các ngươi thật là càn rỡ, doãn thu sắc mặt âm trầm tới cực điểm trên người của hắn quy tắc bộc phát rét lạnh trí cực âm trầm quy tắc khí tức lan tràn trong nháy mắt hai vị kia tiên đế dùng mình một cái thân thể bắt đầu ngưng kết băng xương doãn thu hắn không có khả năng ngồi chờ chết hắn không dám tưởng tượng đế thiên đem hắn mang đi biết xử trí như thế nào bởi vậy hắn không phản kháng cũng phải phản kháng căn bản cũng không có lựa chọn nào khác thực sự là làm càn chỉ nghe đế thiên mở miệng một giọng nói hắn đứng dậy bước chân hướng phía trước một bước Hai con ngươi lóe ra đáng sợ phong ấn chi quang, giống như phong ấn chi nhãn, chỉ trong tích tắc, cặp mắt kia bắn ra sáng chói vô cùng quy tắc, điên cuồng giáng lâm trên người Doãn Thu, muốn đem Doãn Thu trong cơ thể quy tắc đều phong ấn chặt. Cút ngay, Doãn Thu băng lãnh vừa quát, quanh ra một đạo quyền mang, rắc rắc tiếng vỡ vụn vang truyền ra, phong ấn vỡ ra, đế thiên hai con ngươi trở nên càng thêm đáng sợ, phong ấn nguồn sáng nguyên không dứt, không ngừng xông vào Doãn Thu thể nội, Doãn Thu nhất định cảm giác không cách nào ngăn chặn cỗ này phong ấn lực lượng đế thiên hướng phía doãn thu vươn tay, bỗng nhiên một nắm, trong chốc lát, cái kia vô tận phong ấn quy tắc phảng phất tại doãn thu thể nội hóa thành một cổ vô hình phong ấn lực lượng, doãn thu kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thể nội quy tắc vận chuyển không khoái, hắn nhìn lấy đế thiên, ánh mắt có thể nói âm độc, nói, ngươi vậy mà bước vào đỉnh cấp tiên đế cảnh giới, đế thiên căn bản không có để ý tới doãn thu, trong ánh mắt phong ấn quy tắc vô cùng vô tận vậy, bàn tay lần thứ hai bỗng nhiên nắm chặt vô hình phong ấn tại doãn thu thể nội tứ ngược Đế Thiên đi từng bước một đến bên cạnh hắn, mở miệng nói, thành Tây Thống lĩnh Doãn Thu, vi phạm ly hỏa cung quy củ, lấy quyền mưu tư, lại vẫn dám ra tay phản kháng bản tòa hành xử giám sát chức vụ, tội không thể tha thứ, Đế Thiên dứt lời, một trường trực tiếp đập tại trên người Doãn Thu, chỉ nghe Doãn Thu phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, phi thường thống khổ, thể nội giống như xuất hiện một loại nào đó cực kỳ đáng sợ biến hóa, Doãn Thu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vốn là sắc mặt của trắng nõn trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc hắn hoảng sợ nhìn lấy đế thiên, còn có đáng sợ chớ chú trị ý, đế thiên, vậy mà thực sự dám đối với hắn ra tay độc ác. Người như thế làm bậy, cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi doãn thu thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, người chung quanh từng cái sợ mất mật, điên rồi, từ khi đế thiên bổ nhiệm giám sát thống lĩnh về sau, một mình hắn, liền phế bỏ ly hỏa cung hai vị thống lĩnh, lúc trước hạ hầu thống lĩnh cùng đế thiên thù hận tương đối sâu liền cũng được, bây giờ, hắn vừa chuẩn chuẩn bị muốn phế rơi doãn thu. Phải biết, hai người này đều là ly hỏa cung chủ bổ nhiệm thống lĩnh, hạ hầu ly hỏa cung chủ không nói gì thêm thì cũng thôi đi, bây giờ hắn lại muốn phế rơi doãn thu, ly hỏa cung chủ có thể không có phản ứng cái này đế thiên, đến tốt cùng là muốn làm gì hà gia vị cường giả kia sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể hơi phát run, lần này, đã gây họa, sông đại họa. Hôm nay ở trong này phát sinh việc này, đế mỗ hổ thẹn, ta sẽ không lưu chư vị, mọi người xin cứ tự nhiên. Đế thiên hướng về phía đám người chắp tay nói, đám người tự nhiên biết đây là đang hạ lệnh trục khách, nhao nhao cáo từ rời đi, nội tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chuyện này tại thời gian ngắn nhất truyền vào ly hỏa cung, doãn thu hai vị phó thống lĩnh rời đi, bọn hắn cũng không phải ngồi không, tự nhiên biết lúc này nên làm cái gì. Bất quá cơ hồ tại đồng thời, đế thiên cũng phái người tiến về ly hỏa cung truyền lời, báo cáo việc này. Gia Cát Hùng nghe được sau chuyện này cả người cũng không tốt, hắn sắc mặt khó coi, hướng về phía đến đây bẩm báo có người nói, đế thiên thống lĩnh đơn giản hồ nháo, dứt lời, hắn lấy ra truyền tấn thủy tinh, một đạo tiên niệm đánh vào trong đó, hướng về phía đế thiên đưa tin nói, đế thiên thống lĩnh, doãn thù thống lĩnh làm sao trêu chọc đến ngươi, đại thống lĩnh, doãn thù không có trêu chọc ta, chỉ là, hắn lấy quyền mưu tư, loạn xu hướng tâm lý bình thường lực đẳng cấp phân chia, dẫn đến thành tây không ít thế lực đều có lời oán giận, hướng ta tố giác việc này, ta cố ý tới đây tra ra, quả là thế, cho nên xuất thủ. Bây giờ đã trải qua phái người đến ly hỏa cung báo cáo cung chủ, đế thiên truyền về thanh âm, chính nghĩa lẫm nhiên. Gia Cát Hùng trong lòng cười lạnh, muốn truyền về tin tức, cần phái người trực tiếp dùng truyền tấn thủy tinh chẳng phải đủ chưa, cái này đế thiên hiển nhiên tại qua loa, hắn chính là vì đối phó Doãn Thu. Đế thiên thống lĩnh, Doãn Thu, hắn dù sao cũng là cung chủ người, có thể hay không nghe ta một lời, chuyện này, điều tra rõ ràng, có lẽ là ngươi nghĩ sai rồi. Gia Cát Hùng thay Doãn Thu cầu tình, đại thống lĩnh, việc này ta tự sẽ phái người điều tra rõ ràng, phải chăng còn có cái khác loại tình huống này nhưng tính sai là tuyệt không có khả năng phát sinh đế thiên đáp lại nói đây là quyết tâm muốn đối phó doãn thu gia cát hùng đều đưa ly hỏa cung chủ rời ra đế thiên thế nhưng là vẫn như cũ không nể mặt mũi đế thiên thống lĩnh nơi này không cách nào nói rõ ràng ta đi tìm ngươi gia cát hùng đem truyền tấn thủy tinh thu hồi hắn xoay người hướng ly hỏa cung bên trong mà đến không nói nhiều đi tới ly hỏa cung chủ vị trí một tòa siêu cấp đại trận bên ngoài hắn nói thế nào ly hỏa cung chủ ngồi ở bên trong tu hành mở miệng hỏi cung chủ ta chuẩn bị tự mình đi tìm hắn gia cát hùng nói nghe đến lời này ly hỏa cung chủ trong con người hiện lên một đạo đáng sợ hỏa diễm chi quang để gia cát hùng cảm giác sinh ra một cỗ ngạt thở uy áp đáng sợ tới cực điểm hắn hiểu được cung chủ tức giận được ngươi tự mình đi một chuyến tìm kiếm cái này đế thiên đến tốt cùng muốn làm cái gì có phải hay không là cũng muốn ta đây cung chủ vị trí ly hỏa cung chủ âm trầm nói ra liên tục động đến hắn hai vị thống lĩnh, đây đã là phi thường không nể mặt hắn, thậm chí, có thể nói là đối với hắn quyền uy một loại khiêu khích. Chẳng lẽ, cái này đế thiên, thực sự muốn khiêu chiến hắn vị trí này không thành có lẽ, hắn thật có dạng này dã tâm cũng nói không chừng đấy chứ, nghĩ vậy, ánh mắt của ly hỏa cung chủ càng đáng sợ hơn, dạ thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm chuyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn. Bắp Nguyệt Phiếu và Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé ra cát hùng đại thống lĩnh đi tới khu Tây Thành Đế Các, cũng tức là đế thiên cầm xuống doãn thu chi địa. Đế thiên nhìn thấy Gia Cát Hùng đến đây, chắp tay nói, đại thống lĩnh sao lại tới đây nơi đây, đế thiên thống lĩnh, ta đến từ là vì doãn thu thống lĩnh sự tình, cái này doãn thu đến tột cùng là chỗ nào đắc tội đế thiên thống lĩnh, ngươi muốn đối phó hắn, nếu là có chỗ nào không đúng, ta để hắn xin lỗi ngươi bồi tội. Gia Cát Hùng nói ra, doãn thu thống lĩnh cũng không có đắc tội ta, ta không phải đã nói quả à, hắn không thủ ly hỏa cung quy tắc, lấy quyền mưu tư, Tự mình lung tung chế định thế lực đẳng cấp, đây là đối với công chủ bất kính, cũng là đối với giới chủ phản bội, ta tự nhiên muốn bắt lấy hắn, cũng không phải là là bởi vì hắn đắc tội qua ta, đại thống lĩnh có phải hay không là hiểu lầm cái gì, đế thiên nghiêm trang nói. Đế thiên thống lĩnh, năm đó công chủ biết ngươi và hạ hầu chi giữa ân oán, bởi vậy tùy ý ngươi xử trí hạ hầu, công chủ không nói thêm gì, bây giờ, cái này doãn thù mặc dù phạm vào điểm sai, nhưng kỳ thực cũng là nhân chi thường tình, trường sinh giới thống lĩnh không biết bao nhiêu ai không có một chút vấn đề nhỏ, bởi vậy, mong rằng đế thiên thống lĩnh đứng ở cung chủ góc độ cân nhắc. Gia cát hùng nghiêm túc nói, lời này đã trải qua ám chỉ hết sức rõ ràng. Gia cát thống lĩnh đây là ý gì? Chiếu ngươi nói như vậy, là cung chủ dung túng các đại thống lĩnh không tuân quy củ, đế thiên nói. Gia cát hùng lông mày nhíu lại, cái này đế thiên lại còn đang giả ngu, tựa hồ có chút khó chơi. Đế thiên huynh, cung chủ đợi ngươi như thế nào, trong lòng ngươi nên nắm chắc, những năm gần đây chưa bao giờ can thiệp qua đế các phát triển lớn mạnh, thậm chí, cho dù ngươi và cung chủ cửu nhân Hạ Lan thì đi rất gần, cung chủ đều không có nói nhiều một câu, những cái này, ngươi đều nhìn không thấy sao, Gia Cát Hùng nói. Cung chủ chi ý, đế thiên tự nhiên biết, nhưng mà, ta chỉ là ở hành xử giám sát chức thống lĩnh, không rõ Gia Cát thống lĩnh nói những này là ý gì. Đế thiên thanh âm cũng có mấy phần lạnh, kỳ thực, hắn bây giờ đối với cái này Gia Cát Hùng cũng phi thường khó chịu, người này vậy mà liền thân ngoại hóa thân đều đoán ra, là một nhân vật nguy hiểm, hơn nữa, Gia Cát Hùng chính hắn phán đoán ra liền cũng được, lại vẫn đi tranh công báo cáo ly hỏa công chủ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu là bản tồn tại không biết chuyện tình huống dưới năm đó cứ như vậy đã trở về, thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm một việc, rất có thể có đi mà không có về. Đế thiên thống lĩnh là thật không rõ vẫn giả bộ không rõ. Gia Cát Hùng lớn tiếng mấy phần, mời đại thống lĩnh chỉ giáo. Đế thiên đạm mạc nói ra, công chủ để đế thiên thống lĩnh thả người, ta muốn mang doãn thu đi. Gia Cát Hùng không còn nói nhảm, dứt khoát mở miệng nói ra, hắn muốn nhìn cái này đế thiên ứng đối ra sao, dạng này cũng có thể thăm dò đế thiên danh giới cuối cùng ở nơi nào. Được, vượt quá Gia Cát Hùng ngoài ý muốn, đế thiên phi thường thống khổ nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, đem người mang đến, nghe đến lời này, Gia Cát Hùng lộ ra một nụ cười, trong nội tâm giống như nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đế thiên huynh, vậy thì đúng rồi, đều là đồng liêu, tội gì huyên náo như thế không thoải mái, đế thiên sững sở. Có chút cổ quái nhìn lấy gia cát hùng, nhìn thấy ánh mắt của đế thiên, Gia Cát Hùng có chút không rõ, bất quá, khi có người đem Doãn Thu dẫn tới thời điểm, Gia Cát Hùng hiểu rõ ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cực kỳ khó coi, nhìn lấy thân thể đều mềm yếu không cách nào đứng thẳng Doãn Thu, hắn lạnh như băng nói, đế thiên thống lĩnh, người đây là đối với Doãn Thu thống lĩnh làm cái gì, ta hành xử giám sát thống lĩnh quyền lực, Doãn Thu thống lĩnh cự tuyệt không phối hợp, còn làm tổn thương ta thuộc hạ, ta rơi vào đường cùng, đành phải xuất thủ, đem hắn phế bỏ, để tránh hắn đả thương người, thống lĩnh đại nhân, công chủ sẽ không trách cứ ta ra tay nặng a. À, đế thiên biết mà còn hỏi, sắc mặt của Gia Cát Hùng giờ khắc này muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, tình cảm, lúc trước hắn một mực là tại uổng phí miệng lưới doãn thu, đã bị phế bỏ, hắn mới vừa rồi còn coi là đế thiên thỏa hiệp, lại quả quyết không nghĩ tới, đế thiên từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua thỏa hiệp cái gì, mà là, trực tiếp liền đã xuống tay độc ác, gãy mất đường lui, phế bỏ doãn thu. Đế thiên, quá làm càn. Gia Cát Hùng trên mặt viết đầy phẫn nộ, chuyện này, đế thiên làm quá tuyệt, còn không có thông chi cung chủ, trước hết đem doãn thu phế bỏ, đây là ý gì, gia cát đại thống lĩnh, ta kính ngươi là đại thống lĩnh, mới một mực khách khí với ngươi, ta tuân theo giới chủ ý chí hành xử giám sát quyền lực, ngươi nhất định đối với một cái lấy quyền mưu tư thống lĩnh khắp nơi giữ gìn, cuối cùng là cung chủ ý tứ cũng là ngươi tự làm chủ trương đế mỗ tin tưởng, cung chủ thống lĩnh ta ly hỏa cung, tự nhiên biết dụng tâm của ta ngươi nếu lại tiếp tục mượn nhờ cung chủ chi danh tới dọa ta đừng trách bản tọa không khách khí đế thiên lạnh quát một tiếng, bỗng nhiên trở nên cực kỳ cường thế. Gia Cát Hùng ngây ngẩn cả người, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đế thiên, răng rắc một tiếng, hắn song quyền nắm chặt, lấy sự nhẫn nại của hắn, giờ phút này vẫn như cũ hận không thể đem đế thiên cho một quyền diệt sát, nhưng mà hắn biết, điều đó không có khả năng, bởi vì, hắn căn bản không phải là đối thủ của đế thiên. Nếu là hắn thật sự ở nơi này xuất thủ, nói không chừng đế thiên dám cùng đối phó doãn thu một dạng, đem hắn cái này đại thống lĩnh cũng phế luôn đế thiên, đây đã là rõ ràng muốn tìm hấn công chủ vô thượng quyền uy, hắn giả cát hùng nhân vật bậc nào, sao có thể còn nhìn không ra. Doãn thu, chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi, xui xẻo ra hòa. Người tự giải quyết cho tốt, giả cát hùng phẫn nộ nói ra, đem doãn thu mang đi. Nghe đại thống lĩnh một lời nói, mới biết ly hỏa cung chư vị thống lĩnh đã trải qua mục nát đến rồi trình độ này à, xem ra, là ta cái này giám sát thống lĩnh mất chức, giả cát hùng mới vừa đằng không mà lên, liền nghe được đế thiên thanh âm từ phía sau truyền đến, thân thể của hắn có chút không yên lắc lư dưới, kém chút không tức giận đến phun ra một hơi lão huyết, nghe đế thiên ý tứ, hắn đây là còn chuẩn bị tra cái khác thống lĩnh, đế thiên, liên thủ với hạ lan thị sao, ra cát hùng trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một thanh âm, sau đó, hắn cơ hồ kết luận chính mình suy đoán, trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra đế thiên làm như thế nguyên nhân, những năm gần đây mặc dù đế các lớn mạnh rất nhanh, nhưng dù sao còn chưa có xuất hiện cung chủ cái kia cái cấp bậc nhân vật, đế thiên mình cũng không có đạt tới, lúc này khiêu khích ly hỏa cung chủ quyền uy, chỉ có một khả năng, liên thủ với hạ lan thị. Nhưng gia cát hùng có chút không rõ chính là, đế thiên đã có tốt đẹp tiền đồ, hắn vì sao muốn mạo hiểm liên thủ với hạ lan thị hắn không nghĩ ra. Ly hỏa cung chủ đạt được gia cát hùng bẩm báo, nhìn thấy bị phế doãn thu quỷ xuống đất thút thít cầu hắn báo thù, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đế thiên cùng Hạ Lan Thu Nguyệt có hay không loại quan hệ đó, Ly Hỏa Cung chủ hướng về phía Gia Cát Hùng vấn đạo, hắn cũng trước tiên nghĩ đến đế thiên liên thủ với hạ lan thị không phải không có tất muốn làm như thế không rõ ràng nhưng theo ta được biết hạ lan thu nguyệt từ trước đến nay đế thiên duy trì quan hệ mập mờ thậm chí là thật ưa thích cái kia đế thiên hạ lan thị cũng hy vọng nàng có thể trở thành đế thiên chính quy phu nhân cho nên chỉ cần đế thiên hắn gật gật đầu vô luận là mỹ nhân vẫn là hạ lan thị quyền thế hữu nghị hắn đều đem dễ như trở bàn tay ra cát hùng phân tích nói ra ly hỏa cung chủ trầm mặt năm đó Tại trường sinh giới thịnh yến phía trên, trường sinh giới chủ tự thân vì đế thiên mở ra một cánh cửa, nhất định tại ly hỏa thành không người nào dám động đế thiên, chỉ cần hắn không trái với ly hỏa thành quy củ, cho nên, chỉ cần đế thiên cẩn thận một chút, lại liên thủ với hạ lan thị lời nói, hắn biết vô cùng phiền phức. Liền thí dụ như sự tình hôm nay, đế thiên muốn động hắn ly hỏa cung thống lĩnh, trực tiếp liền động, hắn người cung chủ này mặc dù có tính tình, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì, doãn thù thật sự là hắn có vấn đề, hơn nữa bị đế thiên tra ra được. Bây giờ, trừ phi hắn đem đường nhiệm thống lĩnh toàn bộ cho rút lui, đế thiên mới không chỗ có thể tra, bằng không mà nói, tra một cái một cái chuẩn, hắn thuộc hạ các thống lĩnh nhân vật, đều phải không may. Tần vấn thiên sự tình còn không có giải quyết, bây giờ, cái này đế thiên lại xuất hiện, ly hỏa cung chủ những năm này tâm tình rất khó chịu. Đế thiên chuyện này, người cho rằng nên như thế nào hiểu, ly hỏa cung chủ đối với gia cát hùng hỏi. Rất phiền phức. Doãn Thu nói Đế Thiên bây giờ đột phá đến đỉnh cấp Tiên Đế cảnh giới, trừ Phi cung chủ tự mình xuất thủ, nếu không, không ai có thể đối phó được hắn, Gia Cát Hùng nói, Ly Hỏa cung chủ cũng cảm thấy khó giải quyết, không nghĩ tới, hôm nay bị một cái Tiên Đế cảnh giới nhân vật cho uy hiếp được, vậy mà khó giải. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tạm thời không động hắn, hơn nữa, hạ lệnh để các đại thống lĩnh tự tra, có tội nhận tội, cung chủ ngài tự mình xử lý xử trí, để Đế Thiên không chỗ ra tay, Gia Cát Hùng lại nói, Ly Hỏa cung chủ mắt sáng lên, bây giờ chỉ có thể tạm thời như thế, chuyện này, người đi làm đi, đế thiên hắn nếu muốn đi đường này, ta sẽ tác thành cho hắn, được, ra cát hùng cáo lui. Một phương khác, đế thiên về tới trung ương thành khu đế các tổng bộ, nhưng hắn đối với doãn thủ thống lĩnh hạ thủ tin tức, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp ly hỏa thành. Đế thiên bây giờ thế nhưng là ly hỏa thành tiêu điểm nhân vật phong vân, hắn đem doãn thủ phế bỏ chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không chấn động ly hỏa thành, doãn thu, đã là đế thiên đại sư trong tay lỗ mất vị thứ hai thống lĩnh năm đó tham gia tiệt rượu người đến nay còn nhớ rõ đế thiên đề nghị đối phó hạ hầu thời điểm doãn thu phản đối không nghĩ tới bây giờ đế thiên đại sư lại xuống tay với doãn thu vị đại sư này bây giờ thế nhưng là càng ngày càng phong mang tất lộ đế các hạ lan thu nguyệt tới nơi này một bên tìm tới đế thiên đế thiên biết hạ lan thị sẽ có người tới cũng đoán được có thể là hạ lan thu nguyệt ngươi muốn làm gì hạ lan thu nguyệt nhìn thấy đế thiên trực tiếp mở miệng hỏi Đế Thiên cười cười nói, người chỉ cái gì, Hạ Lan Thu Nguyệt trợn trắng mắt, nói, còn có thể có cái gì, người đối phó Doãn Thu, tất chọc giận Ly Hỏa Cung Chủ, nhiều năm như vậy, người đều vẫn không có tỏ thái độ qua cái gì, chẳng lẽ không phải vì để tránh cho cùng Ly Hỏa Cung Chủ trở mặt sao, bây giờ làm như thế, lại đến tốt cùng là vì cái gì, ách. Đế Thiên một trận xấu hổ, nữ nhân này cho là hắn không có cưới nàng, là bởi vì Ly Hỏa Cung Chủ, người thật là tự luyến a! À. Đế Thiên nhìn lấy Hạ Lan Thu Nguyệt nói ra, hư chẳng lẽ không đúng sao, Hạ Lan Thu Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tự tin quang huy, ngồi vào đế thiên đối diện, nhàn nhạt, nhạt, cười một tiếng, người vẫn chưa trả lời ta đấy, không phải là người rốt cục suy nghĩ minh bạch a à vậy ta chờ ngươi mở miệng đây. Khục khục, đế thiên nhìn lấy cặp kia cười khanh khách câu hồn con mắt, cảm thấy không chịu đựng nổi, nữ nhân này lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, minh mục trương đảm đùa dẫn hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy, ly hỏa cung chủ vị trí, nên nhúc nhích một chút. Đế thiên nhìn lấy hạ lan thu nguyệt, chậm rãi mở miệng nói, dạ thiên tri đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn, bác nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé Hạ Lan thu nguyệt đôi mắt đẹp ngưng kết, kinh ngạc nhìn đế thiên. Ly hỏa cung chủ vị trí, nên nhúc nhích một chút cái này đế thiên, muốn động ly hỏa cung chủ đây không khỏi quá lớn mật đi, huống hồ, đế thiên hắn có loại năng lực này sao ly hỏa cung chủ thế nhưng là siêu phàm nhập thánh nhân vật, nửa bước giới chủ chi cảnh, nghe nói, đã trải qua nhìn trộm đến rồi một sợi giới chủ cảnh giới, mặc dù rất nhiều năm không có xuất thủ qua, nhưng hắn thực lực cực mạnh. Đế thiên, hắn muốn dung chuyển ly hỏa cung chủ vị trí, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Người đến tột cùng có ý tứ gì, Hạ Lan Thu Nguyệt nhìn qua đế thiên nói. Các người Hạ Lan Thị không phải từ trước đến nay ly hỏa cung chủ có ân oán à, bây giờ, ta biết ly hỏa cung chủ sẽ phạm một sai lầm, chúng ta có thể lợi dụng hắn như thế sai lầm hào hào đả kích một phen, điểm ấy, cần Hạ Lan Thị phối hợp. Đế Thiên nói ra, sai lầm gì, Hạ Lan Thu Nguyệt hỏi, ngươi hẳn phải biết tần vấn thiên thống lĩnh đi. Đế Thiên nhìn lấy Hạ Lan Thu Nguyệt, năm đó Hạ Lan đế quân chết, rất nhiều người hoài nghi hắn. Bây giờ, Ly Hòa Cung Chủ muốn lại dùng chuyện này làm văn chương, tiền trảm hậu tấu, đem tần vấn thiên giết chết. Tần vấn thiên từng chiếm được giới chủ yêu ái, tại năm đó võ đạo thịnh yến bên trên biểu hiện xuất chúng, Ly Hòa Cung Chủ không phải là lấy được chứng cứ, Hạ Lan đế quân, thật là tần vấn thiên giết, Hạ Lan thu nguyệt trong con người hiện lên một đạo lãnh mang, Hạ Lan đế quân nói thế nào cũng là thúc phủ của nàng. Ta đây thì không rõ lắm, ta chỉ biết, ly hỏa cung chủ bí mật triệu tập các đại thống linh, mưu đồ bí mật đem tần vấn thiên dẫn dụ đến ly hỏa cung, sau đó giết chết, lại hướng trường sinh giới chủ bàn giao, ly hỏa cung chủ thì không muốn để tần vấn thiên còn sống, hơn nữa theo ta nội ứng nói, ly hỏa cung chủ là không có chứng cứ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là giới chủ biết ly hỏa cung chủ như thế không nhìn hắn sẽ ra sao đế thiên nói tại ly hỏa cung lại có nội ứng của ngươi ngươi cái tên này đến tột cùng đã làm gì chẳng lẽ người đối phó doãn thu cũng là vì việc này tại làm cửa hàng hạ lan thu nguyệt cảm giác có chút nhìn không thấu cái này đế thiên ta và ngươi quan hệ như thế nào đế thiên ánh mắt nhìn chăm chú hạ lan thu nguyệt mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt nhưng hạ lan thu nguyệt nội tâm lại khẽ run lên nhất định lộ ra mấy phần e lệ chi ý ta và người Hạ Lan thị quan hệ lại như thế nào, đế thiên tiếp tục nói, ly hỏa cung chủ, đã sớm một mực nghi kỵ ta, bởi vì nghi kỵ tần vấn thiên, hắn liền muốn xuống tay với tần vấn thiên, như vậy ta đây một khi bị hắn tìm được cớ, sợ rằng sẽ cùng một chỗ đối phó, tương phản, nếu là người Hạ Lan thị ngồi lên cái này ly hỏa cung chủ vị trí, đối với ta mà nói, đồng dạng ý nghĩa phi phàm, người còn biết a à, Ngươi người có muốn hay không hiện tại liền ở dề ta Hạ Lan thị. Ta giới thiệu cho ngươi một vị ta Hạ Lan Thị Thiên Kim, Hạ Lan Thu Nguyệt cười khanh khách nói đế thiên một trận xấu hổ, nói, thu nguyệt, chuyện này, xem như cùng ly hỏa cung chủ một lần ngả bài, ta cũng không thể nào đoán trước sự tình phía sau sẽ như thế nào hướng đi, người trở về báo cáo một phen hạ lan thị đi, nếu như các người hạ lan thị không muốn cho mượn cơ nổi lên, vậy cứ coi như ta chưa nói qua, ta tại ly hỏa cung khiêm tốn một chút cũng được, về phần tần vấn thiên, chết thì cũng đã chết rồi, được, ta lần này trở về, hạ lan thu nguyệt gật đầu, sau đó rời đi bên này, nhìn thấy hạ lan thu nguyệt rời đi. Đế thiên thầm thở dài một tiếng, Hạ Lan đế quân đã chết, nói thật, hắn đối với Hạ Lan thị oán niệm cũng đã không có gì, nhưng việc này vẫn còn cần lợi dụng Hạ Lan thị, còn lợi dụng Hạ Lan thu nguyệt đối với tình cảm của hắn, hắn cảm giác hơi có áy náy. Bất quá nghĩ đến dạ thiên vũ, nghĩ đến Bắc Minh U Hoàng còn tại trường sinh giới, có một số việc, hắn không thể không làm, hắn cần quyền thế, nếu không, hắn liền tiếp xúc đến dạ thiên vũ cùng Bắc Minh U Hoàng cơ hội đều không có, ly hỏa cung chủ tư mình để các thống lĩnh tự tra, nghiêm khắc chỉnh đốn các phiến khu trật tự, nếu trước kia có lấy quyền mưu tư tình huống, tự hành nhận tội, từ nhẹ xử lý, các đại thống lĩnh rõ ràng cung chủ ý tứ, nhao nhao tiến về ly hỏa cung thỉnh tội, bị trừng phạt một phen, chuyện này coi như đi qua. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người đều nội tâm chấn kinh, ly hỏa cung chủ cái này rõ ràng là ở nhằm vào đế thiên thống lĩnh, đế thiên thống lĩnh cầm xuống doãn thu, ly hỏa cung chủ cũng không nói gì, mà là để các thống lĩnh tự tra lĩnh tội, đây đối với đường đường cung chủ mà nói, là một kiện cực mất mặt sự tình, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy rồi, có thể tưởng tượng, ly hỏa cung chủ cùng đế thiên đại sư quan hệ trong đó, sợ là trực tiếp xuống tới băng điểm. Mà những ngày này đến, đế thiên đại sư thường xuyên tiến về Hạ Lan thị làm khách, Hạ Lan thu nguyệt cũng thường xuyên hướng đế các chạy, đám người đều hiểu, đế thiên đại sư cuối cùng vẫn là dựa vào Hạ Lan thị, đây là đang giúp Hạ Lan thị đối phó ly hỏa cung chủ đây. Cuối cùng, là chưa từng có mỹ nhân quan, xem ra Hạ Lan thu nguyệt, đã trải qua bắt lại vị này kiệt xuất thống linh, luyện khí đại sư, võ đạo thiên kiêu. Ở nơi này có chút nhạy cảm thời kỳ, Gia Cát Hùng vậy mà nhận được Tần Vấn Thiên hồi phục tin tức, theo Tần Vấn Thiên nói, hắn đi đến một chỗ khoáng mạch, đem chữ vật giới chỉ lưu tại một nơi bí ẩn, bao quát truyền tấn thủy tinh cũng ở trong đó, bởi vậy không cách nào đáp lại, hỏi hắn có chuyện gì. Cái này nhìn như cũng không có gì vấn đề, Gia Cát Hùng liền để Tần Vấn Thiên trở về, bảo hắn biết ly hỏa cung phát xảy ra không ít chuyện tình, công chủ nhiều lần muốn triệu kiến hắn một mực cũng không tìm tới người, Tần Vấn Thiên đáp ứng, gia cát hùng liền cũng yên lòng, xem ra tần vấn thiên bên này vấn đề gì không lớn, chỉ là cái này tần vấn thiên vấn đề còn không có giải quyết, đế thiên cùng hạ lan thị lại nhảy ra ngoài, để hắn cảm giác một mực có chút phiền muộn. tin tức báo cáo ly hỏa cung chủ về sau, ly hỏa cung chủ tự nhiên là để tần vấn thiên sau khi trở về trực tiếp tới ly hỏa cung phục mệnh, sau đó hỏi thăm qua về sau, trực tiếp cầm xuống giết chết tại chỗ, không cho tần vấn thiên có bất kỳ cơ hội giải bày nào, hạ lan đế quân liền chính là hắn giết không thể nghi ngờ, đem tội danh ngồi vững, sau đó chém, chấm dứt hậu hoạn. Nếu quyết định làm một việc, ly hỏa cung chủ tự nhiên là phi thường quả quyết, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngâm nào. Rốt cục, một ngày này, tần vấn thiên về tới ly hỏa cung, thành bắc khu thống lĩnh phủ. Vấn thiên, ra cát hùng đến đây bên này tự mình đi tìm ngươi, hỏi thăm ngươi đi nơi nào, ta cũng cho ngươi truyền qua tin tức. Ta đế gặp tần vấn thiên trở về, lập tức báo cáo việc này. Ta đã biết, ta à, cũng biết bọn hắn vì chuyện gì tìm ta, bởi vậy không có hồi âm ngươi, từ lạp, những ngày này đến, thành bắc khu tất cả vừa vặn rất tốt, chưa từng đi ra bất cứ chuyện gì a. À, tần vấn thiên hướng về phía từ lạp vấn đạo, tại thành bắc khu, hắn không cho phép bản thân có bất kỳ cái cán nào bị bắt lại. Chỉ cần hắn không có phạm phải bất cứ chuyện gì, ly hỏa cung chủ muốn trực tiếp cứ như vậy động đến hắn, cái kia chính là ly hỏa cung chủ vấn đề. Không có, từ lạp lắc đầu nói, thành bắc khu tất cả trật tự bình thường. Ừ, muốn bế quan một chuyến, nếu là đại thống lĩnh hoặc là những người khác đến đây hỏi thăm, ngươi liền nói ta đang ở bế tử quan, bởi vì sắp phá cảnh, bất kỳ cái gì sự tình không nỡ đánh quấy, nhớ kỹ, là bất cứ chuyện gì. Tần vấn thiên dặn dò nói ra, sắp phá cảnh, tà đế cùng từ lạp tất cả đều mắt sáng lên, có phong mang lập lòe. Nhanh như vậy, liền muốn phá cảnh sao hai người nhìn nhau, cũng khó khăn che đậy trong lòng chấn kinh, bọn hắn nhưng biết, năm đó tần vấn thiên là cảnh giới gì, bây giờ lúc này mới bao nhiêu năm, lại muốn nhập cái kia cảnh giới trong truyền thuyết sao nếu là bọn họ biết tần vấn thiên đã trải qua đột phá đến cấp độ kia không biết trong lòng sẽ như thế nào nghĩ tần vấn thiên phân phó như vậy bọn hắn chỉ là muốn thông qua bọn hắn đến nói cho ly hỏa cung người bên kia bản thân sắp phá cảnh muốn hành động tốt nhất phải nhanh lên một chút không phải muốn đối phó hắn biết phiền toái hơn tần vấn thiên quyết đoán bế quan tu hành ly hỏa cung bên kia rất nhanh được tin tức biết tần vấn thiên đã trở về thân là thành bắc khu thống lĩnh tần vấn thiên nơi nào sẽ như vậy ngây thơ hắn biết bản thân chân trước nhập thống lĩnh phủ ly hỏa cung lập tức thì sẽ biết nhắc tới tòa thống lĩnh phủ không có ly hỏa cung người vậy hiển nhiên là không thể nào không phải năm đó ly hỏa cung chủ cũng sẽ không có hoài nghi mình bởi vì hắn người cũng tất nhiên thấy được bản thân từ thống lĩnh phủ rời đi thế là ngày thứ hai đại thống lĩnh gia cát hùng tự mình đến thăm giáng lâm thành bắc khu thống lĩnh phủ tà đế cùng từ lạp tự mình tiếp kiến thế nào Tần thống lĩnh trước đó không nghe lời của ta à? Nhiều năm như vậy không có tiến đến ly hỏa cung, lần này đến liền bế quan, ra cát hùng lộ ra phi thường không vui. Nói lập tức để hắn xuất quan, theo ta tiến về ly hỏa cung. Đại thống lĩnh bất giận. Tần thống lĩnh trước đó đã trải qua hạ tử mệnh lệnh, hắn bây giờ chính tại tu hành thời khắc mấu chốt, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình đều không được đã quấy rầy hắn tu hành. Nếu không, định tội của chúng ta. Từ lạp cung kính nói ra, cái gì thời khắc mấu chốt? cung chủ mệnh lệnh cũng dám không nghe, Gia Cát Hùng nhìn chằm chằm từ lạp nói, người có phải hay không cũng phải kháng mệnh, thống lĩnh cũng không có nói từng chiếm được cung chủ mệnh lệnh, hẳn là là không rõ tình hình, nếu là biết, hắn biết lúc trước hướng ly hoặc cung. Từ lạp giải thích nói, hơn nữa, bế quan trước tần thống lĩnh nói, hắn đem phá cảnh, thời khắc thế này, cho dù phát sinh thiên đại sự tình, thuộc hạ cũng không có lá gan đi đã quấy rầy a, à. nếu là làm trễ nải thống lĩnh đại nhân phá cảnh, ta đảm đương không nổi. Gia Cát Hùng nghe đến lời này mắt sáng lên, phong mang lập lòe, nói, tần thống lĩnh thực sự là nói như vậy, thuộc hạ không dám lừa gạt đại thống lĩnh. Đây là tần thống lĩnh nguyên thoại, hắn đem bế quan trùng kích cảnh giới, sắp phá cảnh, vô luận là ai, xảy ra chuyện gì, đều không cho đã quấy rầy hắn. Từ lạp nghiêm túc nói ra, ra cát hùng hai đầu lông mày lộ ra sắc bén chi ý, tần vấn thiên, lại muốn phá cảnh à, tốc độ thật nhanh. Đã như vậy, ta đi trước hồi bẩm cung chủ, hư. Gia Cát Hùng mang theo không vui rời đi, từ lạp nhìn lấy hắn thân ảnh biến mất, nhìn tà đế một chút hỏi tại sao ta cảm giác có chuyện muốn phát sinh tà đế híp mắt lại lộ ra một vòng yêu tà chi quang tần vấn thiên vừa trở về liền bế tử quan sau đó gia cát hùng đã đến để hắn đi ly hòa cung hơn nữa thái độ cường ngạch cái này ở trước kia đều là chuyện chưa từng có hơn nữa từ tần vấn thiên phản ứng đến xem hắn là biết gia cát hùng sẽ đến bởi vậy hạ tử mệnh lệnh để bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy nói như vậy tần vấn thiên là cố ý tránh đúng vậy a à mưa gió sắp đến, tà đế còn mắt híp lại mở ra, tà quang lập lòe, dạ thiên tri đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé tần vấn thiên trở lại ly hỏa thành thống trị, ly hỏa thành nhìn bề ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng mà, kỳ thực bên trên hoàn toàn chính xác đã trải qua sóng ngầm dũng động. Hạ Lan Thị đang ở yên lặng hành động, thậm chí, Hạ Lan Thị linh hồn nhân vật, đã từng cùng Ly Hỏa cung chủ tranh đoạt qua cung chủ vị trí Hạ Lan Giang Sơn từ mình bí mật đi tới Ly Hỏa thành, đồng thời, điều tập vô số cường giả giáng lâm, không chỉ có như thế, Trường Sinh thành bên kia Hạ Lan thị cũng đang bắt tay vào làm chuẩn bị một ít chuyện, để phòng ngừa một chút đột phát tình huống. Đế các, những triệu tập nhân vật trọng yếu, trong lúc vô tình, đế các cường giả đều phân biệt chú phái đến Ly Hỏa thành thành Bắc khu, phiến khu vực này có đế các cực lớn sản nghiệp, tùy tiện liền có thể để vô số cường giả đặt chân bên này, tùy thời ứng đối tất cả biến hóa. Chính như cùng tà đế cùng từ lạp suy đoán như thế, bây giờ ly hỏa thành, mưa gió nổi lên, phảng phất tại ấp ủ một cơn bão táp, chỉ là, tạm thời vẫn còn vô hình ở trong. Gia Cát Hùng trở lại ly hỏa thành đem tần vấn thiên sắp phá cảnh tin tức cáo chi ly hỏa cung chủ, ly hỏa cung chủ nghe xong hướng về phía Gia Cát Hùng hỏi, tần vấn thiên, hắn có thể hay không cố ý như thế, kỳ thực đã được đến tin tức, biết chúng ta muốn đối phó hắn, hẳn là sẽ không, nếu là hắn chiếm được tin tức, liền sẽ không hồi ly hỏa thành gia cát hùng khẳng định nói nếu là biết tin tức tần vấn thiên liền nên rõ ràng hồi ly hỏa thành đó là một con đường chết hắn làm sao có thể hay là trở về chịu chết đây là giải thích hắn thực sự khả năng sắp phá cảnh hơn nữa đến rồi thời khắc mấu chốt ly hỏa cung chủ ánh mắt bên trong phảng phất có đáng sợ hỏa diễm tuy nói hắn đã trải qua đắm chìm ở siêu phàm chi cảnh nhiều năm cho dù tần vấn thiên thực sự phá cảnh hắn cũng tự tin có thể tùy tiện chém đối phương nhưng tần vấn thiên sức chiến đấu hắn cũng được chứng kiến lo lắng thực bị hắn phá cảnh lời nói, sẽ xuất hiện đường rẽ, phức tạp. Rất có thể như thế, chỉ sợ không phá cảnh, sẽ không xuất quan, cung chủ, chúng ta còn phải đợi hắn sao, ra cát hùng vấn đạo, tại ly hỏa cung đối phó tần vấn thiên đương nhiên là thích hợp nhất, bởi vì đây là ly hỏa cung chủ địa bàn, nơi này tất cả, đều do ly hỏa cung chủ định đoạt, tuyệt sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh, vô luận bọn hắn ở trong này như thế nào đối phó tần vấn thiên, ngoại nhân sẽ không biết, đây còn không phải là từ bọn hắn định đoạt. Nhưng bây giờ, Tần vấn thiên bế tử quan, muốn phá cảnh mới xuất quan, cái này liền trở thành lựa chọn vấn đề, là chờ tần vấn thiên xuất quan gọi đến ly hỏa cung, hay là trực tiếp tiến đến thành bắc khu thống lĩnh phủ. Không thể chờ, ly hỏa cung chủ ánh mắt bên trong hiện lên lãnh mang. Cung chủ, hạ lan thị tại thành bắc khu, nơi đó, bọn hắn thế lực rất lớn, có thể hay không phức tạp, ra cát hùng có chút cố kỵ nói. Hạ lan giang sơn không ở, hạ lan thị có thể như thế nào, huống hồ, hạ lan thị có mạnh hơn, nơi này cũng là ly hỏa thành ly hỏa cung chủ cường thế nói ra, huống chi, nếu như biết Tần Vấn Thiên là chu sát Hạ Lan đế quân hung thủ, Hạ Lan thị, cũng giống vậy hy vọng Tần Vấn Thiên chết, ta tự thân xuất mã, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng thuộc hạ vô năng, vất vả cung chủ, ra cát hùng kho người nói, cái này vốn nên là hắn xử trí sự tình, ly hỏa thành các phương thống lĩnh nhân vật, đều là thuộc về hắn cái này đại thống lĩnh trực hệ thuộc hạ. Nhưng mà bây giờ, một vị thành bắc khu thống lĩnh nhân vật, nhất định cần làm phiền đến ly hỏa cung chủ tự mình xuất thủ, cái này tự nhiên là hắn năng lực không được. Tần vấn thiên kẻ này quá yêu dị, không thể trách ngươi, lập tức triệu tập các thống lĩnh nghị sự đi, ly hỏa cung chủ hạ lệch, ra cát hùng gật đầu, lấy ra truyền tấn thủy tinh, triệu tập các thống lĩnh đến ly hỏa cung, đương nhiên, bây giờ hắn có thể đủ triệu tập thống lĩnh cũng không mấy, chỉ còn lại có trung ương nội thành thống lĩnh tôn càn. Khu đông thành thống lĩnh Lâm Bá cùng nam thành thống lĩnh Tiêu Mỹ Nhân, Doãn Thu đã bị phế, thành bắc thống lĩnh chính là Tần Vấn Thiên. Tam đại thống lĩnh nhận được mệnh lệnh, mang theo bọn họ phó thống lĩnh tể tụ ly hỏa cung tiêu mỹ nhân trong lòng một mực tại mắng cái kia hỗn đản ra hỏa vậy mà đã trở về hắn đều đã nói với hắn ly hỏa cung chủ muốn giết hắn hắn lại còn dám trở về thật chẳng lẽ làm ly hỏa cung chủ không dám đòi mạng hắn không thành bây giờ ly hỏa cung chủ tự mình hạ lệnh triệu tập các thống lĩnh cùng phó thống lĩnh hiển nhiên là muốn xuống tay với hắn đáng giận hơn là nàng đưa tin cho điểm đối phương tần vấn thiên vậy mà không có hồi âm nàng cái này không biết sống chết hỗn đản ra hòa tam đại thống lĩnh đi vào ly hỏa cung thời điểm, phát hiện nơi này đã trải qua có rất nhiều người, đại thống lĩnh gia cát hùng thuộc hạ, còn có ly hỏa cung một chút hộ pháp chấp sự nhóm cường giả, chừng hơn 10 vị tiên đế tể tụ ở đây, mạnh mẽ như vậy đội hình, đây là ly hỏa cung chủ muốn đích thân xuất thủ. Nhưng mà, ly hỏa cung chủ cũng không có hiện thân, thống lĩnh các cường giả người, chính là đại thống lĩnh gia cát hùng, cùng hai vị mang theo đáng sợ mặt nạ thân ảnh, hai người này một mực là ly hỏa cung chủ phụ tá đắc lực, phi thường thần bí, được xưng là ly hỏa cung tả hữu sứ, phía sau bọn họ, còn có không ít mang theo đồng dạng mặt nạ tiên đế cường giả thân ảnh, ly hỏa cung bí mật thị vệ. Đại thống lĩnh, đối phó một cái tần vấn thiên, cần đội hình cường đại như thế, tiêu mỹ nhân yếu ớt cười nói. Bây giờ thành bắc khu thống lĩnh phủ có không ít cường giả, tà đế bọn hắn đám người nhất định phải trước cùng một chỗ cầm xuống, nếu là bọn họ dám phản kháng, trực tiếp giết ngay tại chỗ, quyết không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Gia Cát Hùng băng lãnh mở miệng nói, lập tức phất phất tay, xuất phát, thoại âm rơi xuống, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đi đến thành bắc khu phương hướng, tả hữu dùng thì là mang theo bí mật thị vệ một mình tiến lên, cũng không có cùng ra cát hùng bọn hắn cùng một chỗ, một sáng một tối, đây là muốn hạ ngoan thù. Tiêu Mỹ Nhân rõ Bạch Ly Hỏa Cung Chủ là như thế nào người, một cái có thể ngồi lên vị trí này người, tất nhiên cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, hắn nếu muốn làm một việc, sẽ không biết lưu lại cho mình bất luận cái gì tai họa, Tần Vấn Thiên là bị giới chủ điểm danh qua người, tại không có chứng cứ dưới tình huống muốn đem Tần Vấn Thiên giết chết, đồng thời đem tội danh ngồi vững đến, như vậy, chuyện này liền không thể lưu lại một điểm tai họa ngầm, nếu không giới chủ mất hứng, đối với Ly Hỏa cung chủ có thể cũng không có gì tốt chỗ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, tất cả đều tiên đế, tiên vương cảnh giới một cái không có. Lúc này Ly Hỏa Thành người cũng không biết hôm nay Ly Hỏa Thành đem đứng trước sự tình gì, bọn hắn giống nhau thường ngày vậy trải qua cuộc sống của mình, hoặc một mình tu hành, hoặc tìm kiếm bảo vật giao dịch, hoặc uống rượu nói chuyện phiếm hoặc tầm hoa vấn liễu thành bắc khu cũng giống vậy tất cả trật tự đều cực kỳ bình thường thậm chí thống lĩnh phủ đều không có nửa điểm dị dạng thống lĩnh đại nhân đã trải qua đã trở về các người biết không có thống lĩnh phủ người thầm lén nghị luận biết thống lĩnh đại nhân từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ lần này trở về về sau vẫn tại thống lĩnh trong phủ chưa từng xuất hiện ta nghe nói thống lĩnh đại nhân trở về ngày thứ hai gia cát hùng đại thống lĩnh đã tới rồi giống như có việc muốn tìm thống lĩnh đại nhân, bất quá bị từ phó thống lĩnh chặn lại, không biết biết sẽ không phát sinh cái gì. Có thể có cái gì, người không biết chúng ta tần thống lĩnh là nhân vật bậc nào à, già Cát Hùng mặc dù là đại thống lĩnh, nhưng lại có thể thế nào, tại thống lĩnh đại nhân trước mặt, vẫn như cũ không có có tư cách kiêu ngạo. Người kia ngạo nghễ nói ra, đối với tần vấn thiên lộ ra mãnh liệt lòng kính sợ. Mặc dù tần vấn thiên đảm nhiệm thống lĩnh những năm này phi thường điệu thấp, nhưng hắn quá đặc biệt, mỗi làm một việc, đều là chấn động một thời đại sự. liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, bầu trời phía trên, đột nhiên có một cỗ đáng sợ ba động, mây mù cuồn cuộn, lập tức, một cỗ hít thở không thông uy áp, từ trên hư không hướng xuống giáng lâm. Chuyện gì xảy ra, đám người nhíu mày, phát sinh cái gì, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cỗ uy áp càng ngày càng mạnh, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, cực kỳ kinh khủng kiềm chế chi khí, đem chọn tòa thống lĩnh phủ đô bao phủ tại trong đó, sau đó, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống. Mỗi một người đều là tiên đế nhân vật, hơn nữa, người cầm đầu lại là đại thống lĩnh gia cát hùng. Giờ khắc này, thống lĩnh phủ lòng người rung động không thôi, bọn hắn rõ ràng muốn phát sinh chuyện lớn, thiên đại sự tình. Cả tòa thống lĩnh phủ, trong nháy mắt bối rối một mảnh, thậm chí, thống lĩnh phủ chung quanh cuồn cuộn khu vực người, cũng cảm nhận được cỗ uy áp này, thấy được trong hư không từ trên trời giáng xuống cường giả, từng cái ánh mắt rung động nhìn về phía hư không bên trên, đây là sắc thay người lãnh đạo rồi sao cường giả trong hư không hướng xuống giáng lâm, bọn họ đứng tại phương vị khác nhau, ra cát hùng bước ra một bước, cao giọng nói ra, thành bắc khu thống lĩnh tần vấn thiên, đi ra. Không có người đáp lại, chỉ thấy thống lĩnh phủ bên trong nội phủ, tà đế cùng từ lạp đám người xuất hiện, bọn hắn đằng không mà lên, nhìn về phía trên không phủ xuống vô số cường giả, mặc dù biết mưa gió nổi lên, khả năng có đại sự muốn phát sinh, nhưng bọn hắn vẫn không có nghĩ đến sẽ đến đến nhanh như vậy. Tần thống lĩnh đang lúc bế quan, đại thống lĩnh đây là ý gì? Từ lạp mở miệng hỏi. Gia Cát Hùng thần sắc uy áp, lạnh lùng đến cực điểm, chỉ thấy hắn cao giọng mở miệng nói, tần vấn thiên xúc phạm ly hỏa cung thiết luật, tội không thể tha, công chủ triệu hắn tiến đến ly hỏa cung tra hỏi, còn có thành bắc khu thống lĩnh phủ tất cả phó thống lĩnh cùng chấp sự nhân vật, tất cả đều theo ta tiến về. Cho dù giờ phút này, Gia Cát Hùng vẫn như cũ muốn đem người mang đến ly hỏa cung tại bí mật xử trí. Tà đế cùng từ lạp ánh mắt ngưng kết, đây là muốn một mẻ hốt gọn sao phó thống lĩnh cùng chấp sự đều muốn mang đi, ly hòa cung chủ muốn triệt đề để thành bắc khu thống lĩnh phủ nhân vật trọng yếu biến mất không thành vô số người tất cả đều run sợ, ly hỏa cung chủ, muốn bắt lại thành bắc khu thống lĩnh tần vấn thiên cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Ta không rõ đại thống linh ý tứ, ta đế trong đôi mắt lóe ra lục mang, lạnh lùng nói ra. Đi ly hòa cung thì biết rõ, ra cát hùng tiên niệm lan tràn ra, bao phủ thống lĩnh phủ, ánh mắt của hắn rơi vào tần vấn thiên ở tại tòa kia tiểu viện chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trong chốc lát quyền mang nối liền trời đất, trực tiếp xuyên thủng tất cả, đánh vào bên kia, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, kiến trúc băng diệt, bụi đất tung bay, chỉ thấy một tòa cực kỳ kiên cố tu hành trận pháp xuất hiện ở bên trong phía tích, một đạo áo trắng thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như đang ở bên trong tu hành. Cái này áo trắng thân ảnh chính là Tần Vấn Thiên. Giờ khắc này, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, đôi mắt còn như lợi kiếm vậy, trực trùng vân tiêu, sáng chói vô cùng, đáng sợ tới cực điểm liếc nhìn lại, làm cho ra cát hùng hai con ngươi vì đó run lên, một sát na này, hắn như có loại đối mặt thần minh cảm giác, phảng phất người kia, là hắn không thể chiến thắng nhân vật. Rốt cục, đã đến rồi sao? Tần vấn thiên hai con ngươi đáng sợ, thân thể của hắn chậm rãi đằng không mà lên, mấy người giờ khắc này, đã chờ lâu rồi. Siêu phẩm chuyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn. Bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé tần vấn thiên thân thể trôi nổi tại không, ánh mắt quét về phía phủ xuống ly hỏa cung chủ các cường giả, ánh mắt của hắn nhìn phía Gia Cát Hùng, lạnh nhạt nói, Gia Cát thống lĩnh, xin hỏi ta phạm phải tội gì, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng Gia Cát Hùng lại hơi có chút run sợ, chẳng biết tại sao, Tần Vấn Thiên nhất định cho hắn một cỗ áp lực vô hình, mạnh vô cùng áp lực. Việc này, tiến về ly hỏa cung lại nói, cung chủ như ngươi mang thành bắc khu phó thống lĩnh cùng chấp sự theo ta đi một chuyến, Tần thống lĩnh, phụ mệnh hành sự đi. Gia Cát Hùng thanh âm hoàn toàn không có cũng có lúc trước vậy cường thế, bình tĩnh Tần Vấn Thiên, ngược lại để hắn cảm thấy đáng sợ nếu là tần vấn thiên đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, nói không chừng hắn sẽ có nguy hiểm. Hôm nay nếu là không nói rõ ràng tần mỗ phạm phải tội gì, chớ nói ta sẽ không đi ly hỏa cung, ra cắt thống lĩnh như thế lấn ta làm nhục ta, hủy phù đệ ta, sợ là cũng không trở về, tần vấn thiên đứng chắp tay, áo bảo trắng phiêu động, một đời kiêu hùng khí chất, khiến cho đám người tất cả đều mắt lộ ra phong mang, không hổ là tuyệt đại phong hoa thành bắc khu thống lĩnh tần vấn thiên. Dù là cường giả như mây, ly hỏa cung đám người hỏi tội, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí nói thẳng uy hiếp, nếu là Gia Cát Hùng không thể cho hắn tội thần, liền không cần rời đi. Nói như vậy, cung chủ mệnh lệnh, đối với người đã vô dụng, Gia Cát Hùng bị tần vấn thiên uy hiếp, thanh âm cũng lạnh lùng xuống tới. Nếu ta vô tội, cung chủ cũng không thể làm nhục như vậy với ta, hủy ta thống lĩnh phủ. Tần vấn thiên nhàn nhạt mở miệng, có đúng không, chỉ nghe một đạo cường thế thanh âm phảng phất từ hư vô mà đến, uy áp rung trời, trong chốc lát, mênh mông vô tận khu vực, tất cả đều một trận ngạt thở, vô số người chấn động theo, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện, thậm chí tiên niệm tràn ngập, đều không thể truy tung đến người tồn tại, chỉ có cỗ uy áp đáng sợ. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết, ly hỏa cung chủ, đến rồi. Thành bắc khu thống lĩnh tần vấn thiên, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, để ly hỏa cung chủ tự mình đi một chuyến. Gia cát hùng thần sắc lạnh lùng, nhưng mà phía sau hắn một bóng người xinh đẹp, tiêu mỹ nhân hai đầu lông mày lại tất cả đều thần sắc lo lắng, ra hỏa này, chẳng lẽ muốn trọi cứng công chủ không thành, hắn thật chẳng lẽ không biết đây là muốn chết sao tần vấn thiên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô chỗ, hắn đương nhiên biết ai tới, hắn sớm đã dự đoán được, ly hỏa cung chủ tất nhiên từ mình giáng lâm, bởi vì trừ ly hỏa cung chủ bên ngoài, hắn rất nhiều thuộc hạ, không ai có thể cầm xuống bản thân, hắn chỉ có thể tự tới. Tần vấn thiên, ta nhường ngươi tiến đến ly hỏa cung, ngươi đi. Vẫn là không đi, ly hỏa cung chủ băng lãnh nói ra, uy áp ngập trời tần vấn thiên nhìn chăm chú hư không thân thể vẫn như cũ thẳng tắp ngạo nghễ mở miệng nói còn mời cung chủ nói rõ thuộc hạ đến tột cùng phạm phải tội gì muốn làm nhục như vậy ngươi chỉ cần trả lời đi vẫn là không đi ly hỏa cung chủ cường thế nói ra căn bản không cùng hắn nói nhảm tần vấn thiên đứng ở đó đáp lại nói tha thứ khó tỏng mệnh thành bắc khu thống lĩnh phủ phó thống lĩnh cùng chấp sự đâu là nghe ta chi mệnh vẫn là muốn kháng mệnh ly hỏa cung chủ vấn đạo lập tức, trừ số ít mấy cái một mực đi theo tần vấn thiên thiên vũ cung phó thống lĩnh bên ngoài, phó thống lĩnh còn lại cùng rất nhiều chấp sự, từng cái nơm nớp lo sợ. Cái này cần lựa chọn sao, mặc dù thống lĩnh của bọn họ là tuyệt đại phong hoa tần vấn thiên, nhưng người nói chuyện là ly hỏa cung mênh mông vô tận khu vực bên trong trí cao vô thượng tồn tại, ly hỏa cung chủ. Thuộc hạ tuân cung chủ chi mệnh, chúng ta nguyện theo đại thống lĩnh tiến về, trong nháy mắt, lần lượt có người mở miệng, lập tức thân hình lấp lóe hướng phía ra cát hùng bên kia mà đến, thống lĩnh phủ người nhìn lấy một màn này từng cái ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn vừa nhìn về phía tần vấn thiên, cái này phong hoa tuyệt đại thống lĩnh đại nhân, bọn hắn một mực kính như thần minh, nhưng mà hôm nay, bọn hắn kính như thần minh tồn tại, liền muốn sụp đổ sao hắn, chọc giận tới ly hỏa cung chủ. Không gian kiềm chế vô cùng, thống lĩnh phủ nhân trái tim phốc đông nhảy lên không ngừng, những năm gần đây, tần vấn thiên chính là tín ngưỡng của bọn họ, không có người sẽ nghĩ tới, biết lại có chuyện như vậy phát sinh. Tần Vấn Thiên, bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một câu, đi, vẫn là không đi, lì hỏa cung chủ vô cùng uy nghiêm thanh âm lần nữa giáng lâm, Tần Vấn Thiên vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hư không, nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Nếu như thế, ta thành toàn ngươi, một thanh âm truyền đến, sau một khắc, một cỗ càng thêm uy áp đáng sợ bao phủ thiên địa, hư không đều rất giống bị lạc ấn đến đỏ bừng, giữa thiên địa có một cỗ cực độ uy áp đáng sợ, hỏa diễm đem ngày bao phủ, từng đạo từng đạo tiên diễm như máu hồng sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, giống như tận thế vậy lập lòe, bổ tại trong hư vô. Lập tức, tiếng oanh minh truyền đến, đinh tai nhức óc, chỉ thấy bầu trời phía trên, một cái in dấu đến đỏ bừng vô cùng to lớn huyết sắc hỏa trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này, thế giới giống như tận thế, muốn bị phá hủy. Hạ không, vô số người vì đó run rẩy, bọn hắn điên cuồng lui về sau mở, ra cắt hùng bọn hắn cũng tránh đi, đại thủ ấn kia giống như thông linh vậy, thẳng đến tần vấn thiên, bị pháp ý không chế. Tần vấn thiên trên người hiện lên sáng chói vô cùng quang hoa, quang mang chớp diệu, lớn quang minh chi huy nở rộ, Phật quang hừng ngực vô biên, vô tận cánh tay oanh sát mà ra, nghênh đón cái kia đánh tới huyết sắc đại trưởng ấn, phảng phất tại lay trời vậy, có một cỗ bì tráng trị ý, biết rõ không thể làm mà vì đó, thả chết, không chịu nhục. Phồn hoa thống lĩnh phủ, giờ phút này lại bị phủ lên ra tận thế phong thái, tần vấn thiên công kích toàn bộ tại cái kia đạo trưởng ấn phía dưới bị phá hủy, đám người cả đám trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn, ly hỏa cung chủ, là muốn trực tiếp diệt tần vấn thiên A, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho tần vấn thiên lưu. Làm cái kia tận thế vậy trưởng ấn rơi xuống, một tiếng vô cùng kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, lập tức đám người chỉ thấy đại địa rung động, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, còn lộ ra phần diệt khí tức, đại địa đều nhuộm thành huyết hồng sắc, phảng phất có từng đầu hỏa diễm khe hở xuất hiện, ánh mắt của mọi người nhìn về phía nơi đó, phong hoa tuyệt đại tần vấn thiên, liền dễ dàng như vậy bị xóa sạch sao cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi quá trò đùa chút. Hơn nữa, cũng cực kỳ tàn khốc, một vị như thế phi phạm xuất chúng thống lĩnh nhân vật, liền dễ dàng như vậy bị chu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vô luận thiên phú của ngươi có bao nhiêu xuất chúng, đều là đều là phù vân, khó trách truyền ngôn những tuyệt thế đó yêu nghiệt nhân vật, tại những người bề trên kia trước mặt, cùng người bình thường không có khác nhau, ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, nếu là chọc giận tới ta, tùy tiện liền đem ngươi diệt sát ngươi căn bản ngay cả trưởng thành cơ hội cũng sẽ không có. Đúng vào lúc này, bên trong truyền đến một đạo nhẹ vang lên âm thanh, lập tức, một bóng người từ trong hố sâu đi ra, áo trắng nhuốm máu, toàn thân lộ ra lộn xộn chật vật, nhưng khí chất vẫn như cũ, phong hoa vô song, khinh thường hư không. Một kích này, vậy mà không thể giết chết hắn, bầu trời phía trên, hít thở không thông uy áp lần thứ hai bao phủ thiên địa, phảng phất tại ấp ủ lần thứ hai sát phạt chi thuật. Công chủ ngươi đây là đang làm cái gì chỉ nghe một thanh âm từ phương xa truyền đến lập tức một cỗ đáng sợ gào thét thanh âm truyền đến hào quang rực rỡ xuyên toa hư không vẻn vẹn trong phút chốc lại có một nhóm thân ảnh xuất hiện ở phía trên vùng không gian này đứng ở phía trước nhất một người người khoác trường bào màu đen đeo mặt nạ lại là cùng tần vấn thiên cùng nổi danh nhân vật ly hỏa thành luyện khí đại sư võ đạo thiên kiêu giám sát thống linh đế các tri chủ đế thiên không chỉ có là đế thiên đến rồi hơn nữa hắn còn mang theo không ít cường giả đến đây, hơn 10 vị tiên đế, đội hình vậy mà không chút nào rơi vào ly hỏa cung bên kia, nghĩ đến nghe đồn gần nhất, đế thiên cùng ly hỏa cung chủ trở mặt tin tức, đám người đều lộ ra thần sắc khác thương. Đây là, đế thiên phải chuẩn bị liên thủ hạ lan thị, cùng ly hỏa cung chủ chính diện va chạm sao đế thiên vậy mà vào lúc này xuất hiện, trong lúc nhất thời, trạng diện càng thêm nguy nga, cường giả như mây, bên ngoài, không ngừng có cường giả tụ đến, còn có ly hỏa thành các phương cường giả, đều lấy tốc độ cực nhanh đi bên này, rất nhiều người đều được một tin tức, thành Bắc khu thống lĩnh phủ, muốn phát sinh thiên đại sự tình. Gia Cát hùng nhìn thấy Đế Thiên xuất hiện nhíu nhíu mày, gia hỏa này, xuất hiện còn thật là đúng lúc, vậy mà lúc này lại tới đây. Đế Thiên, việc này không liên quan gì đến ngươi, còn mời rời đi, Gia Cát hùng hướng về phía Đế Thiên nói ra. Tần thống lĩnh phạm phải tội gì, công chủ muốn giết chết tại chỗ, Đế Thiên ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía hư không, trực tiếp mở miệng chất vấn ta cần hướng ngươi bàn giao sao trong hư không chuyển đến một đạo thanh âm uy nghiêm ly hỏa cung chủ đã trải qua đối với đế thiên cực kỳ bất mãn bây giờ hắn vậy mà trực tiếp dám hỏi đến chuyện của mình cung chủ làm việc đương nhiên không cần hướng ta bàn giao chỉ là ta nhận được tin tức danh hiệu cung chủ muốn oan giết tần thống lĩnh ta vốn cho rằng tin tức là giả cung chủ nhân vật bậc nào như thế nào đối với thuộc hạ thống lĩnh ra tay nhưng mà bây giờ nhất định thực sự nhìn thấy cung chủ muốn giết tần thống lĩnh bởi vậy cũng muốn hỏi một chút, đế thiên nhàn nhạt vấn đạo, không kiêu ngạo không tự ti. Tần vấn thiên ngỗ nghịch, không nghe theo cung chủ chi mệnh, đầu này tội danh, như vậy đủ rồi, ra cát hùng lạnh như băng nói, đế thiên thống lĩnh dám luôn mồm nói xấu cung chủ, đây chính là tội lớn, ngỗ nghịch, đế thiên nhìn về phía tần vấn thiên, hỏi, tần thống lĩnh, có chuyện này, cung chủ nếu muốn giết ta nói rõ chính là, cần gì phải tìm cớ gì, ta hồi thống lĩnh phủ bế quan tu hành, ra cát hùng trực tiếp đánh tới, hủy ta thống lĩnh phủ, đem ta từ bế quan bên trong bừng tỉnh, sau đó lại nói ta phạm phải tội lớn, lại không nói tội danh, áp ta tiến về ly hỏa cung, ta ngược lại muốn hỏi một chút cung chủ, đây là ngỗ nghịch tội tần vấn thiên lạnh lùng nói ra, im miệng, ly hỏa cung chủ quát lớn một tiếng, lập tức hắn lại đối đế thiên nói, đế thiên thống lĩnh, ta biết thân ngươi cư giám sát trước thống lĩnh, nhưng mà tần vấn thiên phạm vào tội ác ngập trời tội không thể tha, ta tự sẽ tự mình nói với trường sinh điện rõ, không cần ngươi tới lo lắng, lui ra đi ta vốn cho rằng tin tức là giả, nhưng mà cung chủ liền tội danh cũng không nói ra, liền muốn tần thống lĩnh chết, ta đây giám sát thống lĩnh, không thể không thận trọng làm việc, mong rằng cung chủ thủ hạ lưu tình, cho ta báo cáo trường sinh điện, tra rõ việc này, đế thiên chính là vì việc này mà đến, hắn cũng đợi rất lâu, làm sao có thể rời đi. Bản tọa trưởng quản ly hỏa cung, ở đây truy nã tội thần, còn cần ngươi cái này giám sát thống lĩnh đồng ý, trong hư không uy áp cực thịnh, đáng sợ đến cực điểm một cỗ khí tức khủng bố trực tiếp rơi vào đế thiên trên người, phảng phất dưới cơn nóng giận, thậm chí có thể sẽ ra tay với đế thiên. Công chủ lần nữa không dám nói ra ra sao tội danh, xem ra tin tức ta lấy được thực có thể là thật, công chủ vì chu sát tần thống lĩnh, vậy mà bố trí xuống như thế chiến trận, lạm dụng quyền thế, gạt bỏ đối lập, đế mỗ thủ giới chủ chi mệnh, giám sát ly hỏa cung, việc này nghiêm trọng đến tình cảnh như thế, nhất định phải muốn quản một chút, đế thiên đang bị ly hỏa cung chủ uy hiếp qua về sau, thanh âm vậy mà cực kỳ cường thế, khiến cho đám người đều kinh hãi để bọn hắn cảm giác việc này càng ngày càng không cách nào nhìn thấu siêu phẩm chuyện việt phù thiên ký tang thương đau buồn bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhẽ đế thiên cường thế thanh âm khiến cho hư không càng tăng áp lực hơn ức bây giờ đây là hai vị tuyệt đại thiên kiều thống lĩnh tại cùng ly hỏa cung chủ đấu pháp sao tần vấn thiên cùng đế thiên đồng thời thành danh đều ở trường sinh giới chủ thịnh yến phía trên giờ phút này bọn hắn đều đối mặt một cái chung nhân vật ly hỏa thành trí cao vô thượng nhân vật ly hỏa cung chủ ngươi, muốn thế nào quản, ly hỏa cung chủ nghe nói đế thiên thanh âm, lần thứ hai phát ra một đạo đáng sợ thanh âm đến, lập tức, bầu trời phía trên, một đạo xích hồng như máu tia chớp lập lòe với thiên, ở nơi đó, có thân ảnh xuất hiện, thình lình chính là ly hỏa cung chủ, hắn phảng phất là phiến thiên địa này chi chủ, khinh thường thương sinh, trong đôi mắt ẩn ẩn có kinh người hỏa diễm, nhìn về phía đế thiên. Đế mỗ đến giới chủ coi trọng, đã gặp được việc này, cho dù không quản được, cũng phải quản, đã hết toàn lực, đế thiên cao giọng mở miệng, Nhìn về phía Ly Hỏa cung chủ, nếu là cung chủ muốn làm như thế, đế thiên đành phải phụng bồi. Ha ha ha, Ly Hỏa cung chủ phá lên cười, hư không cũng vì đó run rẩy, nóng bỏng vô cùng đáng sợ hỏa diễm phong bạo chấn động. Ly Hỏa cung chủ trong hai con ngươi hỏa diễm mạnh hơn, mở miệng nói, để phía sau ngươi người đứng ra đi, hắn nhân vật bậc nào, tiên niệm cường đại, bao trùm mênh mông vô tận khu vực, sao không biết hắn đối thủ cũ đích thân đến. Quả nhiên, hắn thoại âm rơi xuống về sau, một bóng người cất bước đi tới, thình lình chính là Hạ Lan Giang Sơn hắn đứng ngạo nghễ giữa trời giống như thần rõ đồng dạng nhìn lấy ly hỏa cung chủ nói không nghĩ tới ngươi làm tới ly hỏa cung chủ về sau vậy mà như thế tùy ý làm bậy tàn sát dưới tay mình hạ lan thị là muốn nhúng tay ta ly hỏa cung bên trong sự tình sao ly hỏa cung chủ lạnh lùng mở miệng vừa nhìn về phía đế thiên giám sát thống lĩnh cấu kết hạ lan thị lại làm tội gì cấu kết hạ lan giang sơn nói ta chỉ là không quen nhìn sở tác sở vi của ngươi mà thôi đế thiên cùng ta hạ lan thì quan hệ quả thật không tệ hắn lại nhận được giới chủ coi trọng giám sát ly hỏa cung, bây giờ, ngươi như thế làm bậy, đế thiên muốn ngăn cản, ta cho dù xuất thủ giúp đỡ, có gì không thể giới chủ ở trên, cho dù ngày khác biết, nhất định có thể lý giải. Nói như vậy, ta tại ly hỏa cung chấp pháp cũng không được, lại bị một cái giám sát thống lĩnh trói buộc, ly hỏa cung chủ thanh âm chấn động thiên địa. Cung chủ làm gì trộm đổi khái niệm, người cũng không nói đến bất luận cái gì tội danh, trực tiếp muốn chu sát một vị thống lĩnh, chẳng lẽ, thân ta là giám sát thống lĩnh, không có tư cách hỏi đến, đế thiên nói ra hoặc có lẽ là, công chủ chư hầu một phương, trong mắt căn bản cũng không có đem giới chủ chỗ bổ nhiệm giám sát thống lĩnh để vào mắt, nhưng khi tùy ý của ta làm bậy, tàn sát thống lĩnh nhân vật, đã các người muốn biết như vậy, ta liền nói cho các người biết, tần vấn thiên, hắn thân là ly hỏa cung thống lĩnh, chu sát hạ lan đế quân, dạng này, người cái này giám sát thống lĩnh, có thể hài lòng, ly hỏa cung chủ thanh âm rét lạnh đến cực điểm, hắn lại bị một cái tiên đế cảnh giới chấp pháp thống lĩnh, bức bách đến muốn nói rõ ràng đến, quả thực là sỉ nhục. Hơn nữa, bây giờ ly hỏa cung người thế nhưng là đều biết vị này giám sát thống lĩnh là cùng hắn đứng ở mặt đối lập theo ta được biết năm đó hạ lan đế quân bị chém giết lúc tần thống lĩnh người ngay tại thống lĩnh phủ hơn nữa rất nhiều người tận mắt chứng kiến cung chủ nói như vậy khó tránh khỏi có chút lừa mình dối người đế thiên nói cái này tất nhiên là bởi vì tần vấn thiên chỗ hơn người hắn tu có thân ngoại hóa thân dùng cái này man thiên quá hải bản tôn ngụy trang cường đạo tru sát hạ lan đế quân thân ngoại hóa thân thì là tại thống lĩnh phủ lộ diện để cho người ta không đi hoài nghi đại thống lĩnh gia cát hùng mở miệng nói ra cùng đế thiên đối thoại tự nhiên không thể một mực từ cung chủ tự mình đối với lời nói làm mất thân phận tần thống lĩnh là thế này phải không đế thiên hướng tần vấn thiên hỏi tần vấn thiên nhìn lấy gia cát hùng nói vu oan giá họa ta ngược lại cũng muốn biết ta đây thân ngoại hóa thân là đến từ đâu vì sao ta chính mình cũng không biết đại thống lĩnh lời này có chứng cớ không đế thiên lại hỏi gia cát hùng đương nhiên chúng ta nghĩ cách dụ dỗ, dỗ một vị cường đạo tự chui đầu vào lưới, hắn tự mình thông báo ban đầu là ai tìm được bọn hắn chính là tần thống lĩnh chân dung. gia cát hùng nói đại thống lĩnh coi ta là kẻ ngu sao? tần vấn thiên nói chuyện thời điểm, hắn khuôn mặt không ngừng biến ảo, lạnh lùng mở miệng lấy thuật dịch dung của ta. nếu muốn ngụy trang cường đạo giết hạ lan đế quân, cần lấy diện mục thật sự xuất hiện, đám người nhìn thấy tần vấn thiên thủ đoạn tất cả giật mình, mà ly hỏa cung chủ thì là sát cơ lộ ra, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hạ Lan đế quân, nhất định là Tần Vấn Thiên giết. Nhưng mà, giờ phút này giống như đã không phải là ai giết vấn đề, căn bản không giải thích được, bởi vì bọn hắn vốn là không có bất kỳ chứng cứ nào. Tần Thống lĩnh khinh thường, cũng rất bình thường. Gia Cát Hùng nói, nếu là dạng này, còn mời Gia Cát Đại Thống lĩnh đem vị kia cường đạo giao ra, thuộc hạ ta tà đế, hắn có thể đủ khống chế người khác, hỏi một chút liền biết ai đang nói láo. Tần Vấn Thiên đạm nhiên nói ra, đủ rồi, ly huyệt công chủ quát lớn một tiếng, trên người hắn uy thế vẫn như cũ đáng sợ đến cực hạn, nhìn về phía đế thiên, bây giờ tội danh người cũng biết, tần vấn thiên ám sát hạ lan đế quân, giám sát thống lĩnh hài lòng chưa, hạ lan tiền bối, người chính là hạ lan đế quân trưởng bối, công chủ, người tin không, đế thiên nhìn về phía hạ lan Giang Sơn hỏi. Tuy nói không thể loại trừ tần vấn thiên hiểm nghi, nhưng mà không có chứng cứ, nhưng cũng không thể người chứng minh là tần vấn thiên giết. Hạ lan Giang Sơn ngược lại là đúng trọng tâm hồi đáp. Chư vị tin sao đế thiên nhìn về phía người bên cạnh đám người đều lắc đầu một cái không có chứng cứ liền xử tử một vị thống lĩnh không khỏi quá bá đạo chút ngươi là ai ly hỏa cung sự tình đến phiên ngươi tới xen vào gia cát hùng hướng về phía người kia quát lớn một tiếng chỉ thấy người kia ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn về phía gia cát hùng cười lạnh nói ta chính là trường sinh thành hiên viên thị chi nhân ngươi muốn thế nào trường sinh thành hiên viên thị sắc mặt của gia cát hùng trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó kinh ngạc nhìn đế thiên bên cạnh người nói chuyện. Ly huyệt cung chủ đôi mắt cũng hiện lên một vòng dị quang, hiên viên thị người, vậy mà xuất hiện. Khóe miệng của hắn đột nhiên câu lên một vòng nụ cười lạnh như băng, xem ra, hôm nay cái này đế thiên, căn bản là đến có chuẩn bị A, à, nơi này không chỉ có hiên viên thị người, còn có trường sinh thành khác biệt thế lực người ở đây, đều là của ta hảo hữu. bọn hắn đến đây ly hỏa cung tìm ta tu họp một chút, thế nhưng, ta lại đạt được cung chủ một chút tin tức. Thế là đem chư vị bằng hữu mang đến cùng một chỗ nhìn xem, quả nhiên, kiến thức một phen cung chủ bá đạo, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, không cần để ý tội ác, trực tiếp có thể chu, nếu cái nào một ngày cung chủ nói ta có tội, có phải hay không là cũng giống vậy, trực tiếp giết ngay tại chỗ, đế thiên thanh âm càng phát cường thế, đám người nghe được trường sinh thành không ít đại thế lực đều đến người, đều cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này đế thiên, đến tốt cùng muốn làm gì trước đây không lâu hắn động doãn thu, chẳng lẽ chỉ là một cái điểm báo, tất cả. Đều là trực tiếp chỉ hướng ly hỏa cung chủ lần này cho dù là gia cát hùng cùng ly hỏa cung người, đều cảm giác được kinh hãi. Bây giờ, bọn hắn muốn không phức tạp cũng khó khăn, sự tình giống như bắt đầu hướng phía không cách nào khống chế phương hướng diễn hóa. Thế nhưng là cái này đế thiên, đến tốt cùng là chuyện gì xảy ra vì sao hôm nay Hạ Lan thì Hạ Lan Giang Sơn đều tự mình đến rồi, còn có hiên viên thị mấy người trường sinh thành thế lực cường giả, chẳng lẽ, đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp sao chẳng lẽ, tần vấn thiên thực sự sớm đã biết rồi đây hết thảy đồng thời còn cùng đế thiên thông đồng tốt cho dù là ly hỏa cung chủ, giờ phút này đều nghĩ mãi mà không rõ, đến tốt cùng cục diện biết không bị khống chế, đi đến một bước này. Vậy ta cũng muốn muốn nghe một chút, đế thiên thống lĩnh chiếm được tin tức gì, ly hỏa cung chủ hỏi. Việc này còn muốn từ tần vấn thiên thống lĩnh nói lên, năm đó tần thống lĩnh đã từng cùng cường đạo dạ thiên vũ quan hệ phi phàm, mà ly hỏa cung chủ bắt dạ thiên vũ, về sau lại lợi dụng tần vấn thiên là thành bắc khu thống lĩnh, nó mục đích, ly hỏa thành người đều biết, nhưng mà, theo tần thống lĩnh tại trường sinh giới thị Yến bên trên triển lộ phong mang, công chủ bắt đầu kiêng kỵ hắn trưởng thành, bởi vì tần thống lĩnh không nhận công chủ đã không chế. Thế là, mượn hạ lan đế quân bị giết một chuyện, trực tiếp đem vu oan đến tần thống lĩnh trên người, để hắn tiến đến ly hỏa cung, giết ngay tại chỗ. Người chết, là không có cách nào vì chính mình cãi lại, khi đó hạ lan đế quân cũng chỉ có thể là tần thống lĩnh giết. Ta nói, có đúng không, đế thiên nhìn lấy ly hỏa cung chủ nói. Người biên chuyện xưa năng lực không yếu giám sát thống lĩnh liên thủ với Hạ Lan Thị, muốn đem ta từ ly hỏa cung chủ vị trí bên trên cầm xuống, ly hỏa cung chủ cười nhìn lấy đế thiên nói. Cố sự, đế thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía ra cát hùng phía kia hướng, chỉ thấy nơi đó, một bóng người lấp lóe trong nháy mắt đi tới đế thiên bên người. Tôn càn, người làm cái gì, ra cát hùng bước chân đạp mạnh, ánh mắt ngưng kết tại vậy, ly hỏa cung chủ đôi mắt lóe lên, nhìn về phía tôn càn. Cung chủ, như thế minh mục trương đảm giết một vị thống lĩnh, Tôn Càn không dám làm bậy, chỉ có thể hướng giám sát thống lĩnh báo cáo. Tôn Càn mở miệng nói ra, không thể nghi ngờ là thừa nhận đế thiên lời nói, ly hỏa cung chủ, âm mưu oan giết tần vấn thiên. Ly hỏa cung chủ ánh mắt tràn ngập đáng sợ sát cơ, cái này khẩu Phật tâm xà Tôn Càn, hắn vẫn cho rằng đối với hắn vẫn là thành thật, bây giờ, vậy mà đã trải qua bán rẻ hắn. Nhìn như vậy đến, đế thiên có thể như thế rõ ràng hiểu hắn động tĩnh, đồng thời tại hôm nay bố trí dạng này cục, liền có thể giải thích thông được Tôn Càn, Hạ Lan Thị cùng Đế Thiên cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nhường ngươi liền cung chủ cũng dám bán đứng, Gia Cát Hùng phản ứng cực nhanh, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, Phạm Thượng, ra sao tội danh, Gia Cát Hùng, chủ ý này chính là ngươi ra đi, không hổ là cung chủ túi khôn. Đế Thiên nhìn về phía Gia Cát Hùng nói, ly hỏa cung chi nhân, hy vọng các ngươi không cần hồ đồ, trở thành người khác kiếm trong tay, bị người lợi dụng, việc này liên lụy cực lớn, ta chắc chắn sẽ báo cáo giới chủ xử lý, còn có ai nguyện ý đứng ra, nói ra chân tướng, đám người từng cái run sợ không thôi, bây giờ bọn hắn đã hiểu thế cuộc trước mắt, đây là đế thiên thêm hạ lan thị, cùng ly hỏa cung chủ một trận đánh cờ, bọn hắn bắt được ly hỏa cung chủ một sai lầm, phát khởi tiến công, lần này, liền muốn đem ly hỏa cung chủ từ vị trí của hắn kéo xuống. Tần vấn thiên, giống như vẻn vẹn chỉ là ngòi nổ mà thôi, đế thiên vị này luyện khí đại sư võ đạo thiên kiêu, đã sớm trong bóng tối sắp xếp xong xuôi rất nhiều chuyện, ngay cả thống lĩnh tôn càn, đều là người của hắn thật đáng sợ rất nhiều người thầm kinh hãi cho dù là ly hỏa cung người cũng đều run sợ khanh khách chỉ thấy một đạo tiếng cười duyên truyền ra tiêu mỹ nhân thân hình lóe lên cũng tới đến rồi đế thiên sau lưng bên này nói cung chủ ta vẫn cảm thấy như thế đối với tần thống lĩnh không ổn còn mời cung chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra giờ khắc này đám người ánh mắt tất cả đều ngưng kết bây giờ ly hỏa cung ba vị thống lĩnh lâm bá tôn càn tiêu mỹ nhân trong đó hai vị thống lĩnh làm phản thừa nhận ly hỏa cung chủ muốn oan giết tần vấn thiên siêu phẩm truyện việt phù thiên ký tang thương đau buồn bắp nguyệt phiếu và bộ thiên đạo thư viện nhé tôn càn cùng tiêu mỹ nhân đều là ly hỏa cung chủ thuộc hạ thả ở bên trên vị trí thống lĩnh hiển nhiên đều là người hắn tín nhiệm nếu như chỉ là tôn càn một người có thể nói là bị thu mua phản bội ly hỏa cung chủ nhưng hai người cùng một chỗ đứng ra có độ tin cậy liền cao ly hỏa cung chủ cũng không có chứng cứ có thể chứng minh tần vấn thiên giết hạ lan đế quân thật chỉ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Tần Vấn Thiên. Đối với cái này một chút, rất nhiều người đều là tin tưởng, bọn hắn cũng đều biết một chút ly hỏa cung chủ cùng Tần Vấn Thiên sự tình, cái này là hoàn toàn có khả năng, tựa như ly hỏa cung chủ nhận định Tần Vấn Thiên giết hạ Lan đế quân một dạng. Tiêu Mỹ Nhân, Ly Hỏa cung chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mỹ Nhân, trong chốc lát, Tiêu Mỹ Nhân cảm giác một trận ngạt thở, nàng cơ thể hơi rung động, trong ánh mắt phảng phất xuất hiện ly hỏa chi quang công chủ là muốn giết người diệt khẩu sao đế thiên lạnh lùng mở miệng nói ra hạ lan giang sơn bước ra một bước chắn ly hỏa công chủ trước người hai đại nhân vật siêu phàm rằng co lấy đám người tất cả đều chấn động không gì sánh nổi nơi này là ly hỏa thành ly hỏa công chủ địa bàn trí cao vô thượng ly hỏa công chủ bây giờ vậy mà ở vào bên trong bị động công chủ người thân là ly hỏa công chủ nhân trưởng quản cuồn cuộn khu vực không nghĩ tới vậy mà làm ra việc như thế đến quan sát thủ hạ thống lĩnh chỉ sợ trước kia những chuyện tương tự cũng phát sinh qua không ít đi chỉ là bởi vì cái này ly hoặc cung căn bản không ai có thể ước thúc ngươi